Thần y trọng sinh, Mạc Phàm. Tập 35. Chuyện này. Bên đường, mắt Thôi Tường mở to, hai mắt đảo liên tục, nhìn chằm chằm bóng lưng càng ngày càng mơ hồ của Mạc Phàm, hoàn toàn ngây người. Anh ta cho rằng Mạc Phàm chỉ khẩu khí lớn, ai biết Mạc Phàm thật sự ra tay giết Lâm Đông ở địa bàn của La Gia. Nói một cách chính xác, Mạc Phàm không cần động tay, chỉ liếc mắt một cái là giết Lâm Đông. Cộp cộp. Phịch. Anh ta lùi về sau mấy bước theo bản năng, không cẩn thận té ngã xuống đất, mãi mà không đứng dậy được. Tiểu tử này là ai, đáng sợ như vậy? Trong xe, mấy nữ diễn viên thấy một màn này cũng vô cùng sửng sốt. Vừa rồi bọn họ còn nói Lâm Đông là cao thủ, rất có khả năng giết Mạc Phàm khiến bọn họ có cơ hội lên cao, lúc này mới qua vài giây, Lâm Đông liền biến mất không thấy. Trong lúc này, cho dù là trên xe hay bên ngoài, toàn bộ đều yên tĩnh một cách kỳ lạ, chỉ có tiếng bão cát gào thét. Rất lâu sau, lúc này Thôi Tường mới phản ứng kịp, hung ác nham hiểm hiện lên trên mặt anh ta. Anh ta lấy điện thoại ra, tìm số của La Phong, gửi một tin nhắn. Cùng lúc đó, tươi cười âm hiểm lan tràn khắp mặt anh ta. Nếu Mạc Phàm chỉ chống đối người La Gia, cùng lắm là bị La Gia trừng phạt một phen, đánh gãy chân là không sao. Mạc Phàm dám giết người La Gia ở Mạc Bắc, cộng thêm tin tức anh ta vừa gửi, đến Lâu Lan Cổ Thành, Mạc Phàm đợi chết đi. Giết người La Gia ở Mạc Bắc, cho dù chỉ là người hầu của La Gia, không ai có thể tránh thoát bị La Gia đuổi giết. Nghĩ đến điều này, anh ta cất di động quay về xe. Anh ta không bảo đoàn xe rời đi, trái lại đứng tại chỗ đợi Mạc Phàm. Mạc Phàm giết người La Gia, Mạc Phàm tự mình muốn đến Lâu Lan Cổ Thành, sao có thể không mang Mạc Phàm tới tổ địa La Gia? Làm người tốt phải làm đến cùng. Tia! Ông bão cát, Mạc Phàm đi không xa thì dừng lại. Trong mắt hắn chớp lóe lam quang, bão cát trước mặt hắn như thùng giống kêu to, 9 người đập vào mi mắt hắn. 9 người này mặc tây trang như Lâm Đông, trước ngực đều có chữ La, khác biệt duy nhất là mỗi người đều cầm trường thương màu bạc. Trường thương chớp lóe ngân quang chói mắt trong bão cát, trên trường thương khắc đầy ma văn. 9 người có người ngồi trên tảng đá, có người đứng trên cồn cát, tạo thành vòng tròn. Trong khu vực hình tròn, gần 100 quái vật hình người đang vây quanh một người, liên tục phát ra tiếng gào thét như dã thú. Những quái vật hình người này đều cao 2 thước, trong mắt lóe sang lục quang, như ngạ lang, răng nanh trong miệng đâm lẫn nhau. Làn da màu xám trắng, giống như làn da người chết, trên người là nước vàng tỏa ra mùi khiến người ta nôn mửa, có nhiều chỗ còn lộ ra xương trắng. Tay như quỷ chảo, móng tay sắc bén dài hơn một ngón tay, sắc bén làm da đầu người ta run lên. Bọn họ mặc chiến giáp, trường bào cổ đại, còn có trang phục hiện đại, nhưng bất luận cổ đại hay hiện đại, đều vô cùng rách nát khi bị bão cát ăn mòn. Giữa quái vật hình người này, sắc mặt Chu Hiệt trắng xanh, trên người có rất nhiều vết thương, máu tươi nhuộm đỏ trang phục luyện võ của cô. Một tay cô cầm trường kiếm, nhưng hoàn toàn không còn bộ dạng khi ra tay với Vạn Giang Minh, trái lại như người chưa từng cầm kiếm, miễn cưỡng cầm kiếm tấn công những quái vật hình người này. Không chỉ không có biện pháp thoát thân, trái lại vết thương trên người càng ngày càng nhiều, kiếm quang trên tay cũng càng ngày càng mờ nhạt. Mạc Phàm mới đến gần, trong quái vật hình người có một người cảm nhận được khí tức của Mạc Phàm, đôi mắt màu lục nhìn về phía Mạc Phàm. Hửm! 9 người cầm ngân thương nhìn theo ánh mắt quái vật hình người, ánh mắt lập tức nhìn Mạc Phàm. Oa, vậy mà có người xông vào đây, còn không sợ những hạn bạt này, lá gan của tiểu tử này không nhỏ đâu. Một người đàn ông đứng trên tảng đá nhếch miệng, hơi bất ngờ cười nói. Bọn họ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng có người nhìn thấy, nhưng gần như đều là sợ tới mức gần chết, có người trực tiếp bị dọa ngất đi, dù sao cũng là hạn bạt. Những hạn bạt này không thấy huyết thực lâu như vậy, để bọn chúng thấy máu nhanh bắt tiểu tiện nhân này đi. Một người đàn ông khác liếc mắt nhìn Mạc Phàm với vẻ khinh miệt nói, tựa như ngạ lang nhìn chúng tiểu bạch thỏ. Hô hô, ý kiến hay. Người đàn ông đứng trên tảng đá cười mỉa gật đầu. Bọn họ vội vàng dẫn đám hạn bạt đuổi theo Chu Hiệt một ngày một đêm, đã sớm muốn nhanh chóng bắt Chu Hiệt quay về báo cáo kết quả. Nhưng bọn họ sốt ruột đến mấy, không có huyết thực, không thể khiến hạn bạt càng hung hãn hơn. Ế ể đã có người dâng đến tận cửa, vậy không thể trách bọn họ. Mấy chục người mất tích trong sa mạc, giống như mấy người chết đuối trong sông, vốn dĩ không có gì đáng ngại. Không có gì kỳ lạ chứ,
Lâm Đông ở bên ngoài, chắc chắn sẽ không để người không liên quan tiến vào. Một người La Gia đeo kính cảnh giác nói. Nói không chừng là Lâm Đông không đợi kịp, cố ý dụ vào. Không phải không có khả năng này. Lúc này người đàn ông đeo kính mới gật đầu, xem như ngầm đồng ý. Tiểu tử, cậu đến nơi không nên đến, vậy thì không thể để cậu sống rồi. Người đàn ông đứng trên tảng đá nói rất quang minh chính đại, không để Mạc Phàm vào mắt. Một tiểu tử chưa đến 20 tuổi, có thể có bản lĩnh gì? Nói xong, ngân thương trong tay tên đó chỉ về phía Mạc Phàm, phát ra tiếng cười kỳ lạ, trên trường thương chớp lóe hồng quang. Hai hạn bạt dùng mình, gió cắt nổi lên bay nhanh về phía Mạc Phàm, tốc độ rất nhanh. Hai hạn bạt vừa thoát khỏi đoàn, Chu Hiệt như cảm ứng được nhìn về phía Mạc Phàm, trước mắt sáng lên, tựa như nhìn thấy cứu tinh. Linh khí trong cơ thể cô sắp tới đáy, ai biết lại gặp được Mạc Phàm. Sư phụ, giọng Chu Hiệt không to, nhưng chín người La Gia đều nghe thấy được. Sư phụ tiểu tiện nhân này là... Một người trong đó nghi ngờ nói. Tên đó còn chưa nói xong, sắc mặt chín người cùng thay đổi. Nhà đầu này là đồ đệ của Mạc Đại Sư Đông Hải, sư phụ của cô ta chỉ có thể là Mạc Đại Sư Đông Hải. Chuyện này, một khắc trước chín người còn trò chuyện vui vẻ, hiện giờ sắc mặt cả đám tái mét, còn sợ hơn gặp quỷ. Một chữ, trốn. 81 hạn bạt phối với thi vu trận đối phó với đồ đệ của Mạc Phàm còn lao lực như thế, đừng nghĩ đến chuyện đối phó Mạc Phàm. Ngân thương trong tay chín người lóe sáng, chỉ về phía Mạc Phàm phía xa. Trong mắt đám hạn bạt còn lại lóe sáng lục quang, buông tha Chu Hiệt, phát ra tiếng thét xông về phía Mạc Phàm. Chắc chắn mấy thứ này không ngăn được Mạc Phàm, nhưng ngăn được một lát thì một lát đi. Làm xong những chuyện này, chín người không do dự tản ra chạy vào trong bão cát. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt liếc mắt nhìn chín người, trong mắt nở rộ hàn ý. Tiểu hồ ly bị La Gia bắt đi, Chu Hiệt đuổi theo người La Gia, vẫn không quay về Đông Hải. Hắn tưởng rằng Chu Hiệt bị La Gia bắt, ai biết Chu Hiệt bị người La Gia dùng thi vu trận bao vây ở đây. Thi vu trận này ngoại trừ tăng năng lực tái sinh cho hạn bạt, còn có thể mê hoặc lòng người. Rõ ràng chỉ là hạn bạt, ở trong trận sẽ biến thành người bị nhốt, khiến Chu Hiệt không dám ra tay. Tu vi của Chu Hiệt phá giải thi vu trận là đủ, nhưng dù sao quá trẻ tuổi, không nỡ ra tay với người khác cũng rất bình thường. Một đám người bắt nạt đồ đệ tôi, bắt nạt xong còn muốn đi, ở lại đây đi. Kiếm tới. Hắn khẽ quát một câu. Tiếng kiếm leng keng lập tức vang lên, bốn kiếm chu sát, chu diệt, chu tà, chu tuyệt lóe sáng hàn quang trôi nổi quanh hắn, kiếm chỉ tứ phương. Ý niệm Mạc Phàm vừa động, bốn thanh kiếm như bốn đạo laser bay về phía chín người với tốc độ rất nhanh. Chín người còn chưa chạy xa, chỉ cảm thấy trên người đau xót, chín người nhìn ngực mình, liền thấy một đạo kiếm quang như xuyên qua người bọn họ như xe chỉ luồn kim. Phốc phốc, huyết nhiễm trường không. Chín người không một ai chạy thoát, ngã vào trong cát vàng, mắt nhanh chóng mất đi ánh sáng. Lúc này 81 hạn bạt gào thét khàn giọng xông đến bên cạnh Mạc Phàm. Lợi chảo sắc bén chớp lóe u quang, tay đen xì chộp lấy Mạc Phàm, nhìn làm người ta sởn gai ốc. Sư phụ, cẩn thận. Chu Hiệt nhíu mày, vội vàng nhắc nhở. Cơ thể của cô từng được bàn long tuyệt rèn luyện, trình độ cứng có thể so với sắt thép, nhưng vẫn bị hạn bạt làm bị thương, đủ để thấy lợi hại của những hạn bạt này. Mạc Phàm nhìn lướt qua những hạn bạt này, sắc mặt không có chút gợn sóng. 81 hạn bạt cộng thêm thi vu trận, tiên thiên đỉnh phong bình thường khó mà thoát khỏi tay bọn họ. Dù sao những hạn bạt này không chỉ không chết được nữa, sức khôi phục siêu cường, còn có lực mạnh, tốc độ như gió, thị huyết như mạng, cơ thể khủng bố khiến vô số người kinh sợ. Nhưng ở trước mặt hắn, những hạn bạt này không khác gì tượng gỗ. Muốn đối phó hắn, ít nhất phải bạt vương ngàn năm hay bạt tổ lâu năm mới được. Hắn không động ngón tay, không chỉ không chém giết, trái lại đi về phía những hạn bạt này. Đều chết cả rồi, nên đi đâu thì đi đó đi. Chỉ một câu, nhưng giống như có ma lực, gió lạnh xuất hiện bên cạnh hắn, thổi về phá những hạn bạt. Cơ thể hạn bạt như bị kiềm hãm, tựa như chúng định thân chú. Ngay sau đó, cuồng phong lục quang trong mắt hạn bạt như ánh nến, mơ hồ bất định. Phịch, rất nhiều hạn bạt ngã xuống. Còn lại một số hạn bạt mặc quần áo cổ đại, ánh nến trong mắt vùng vẫy một lát, cũng tắt theo trong sa mạc. Một câu, tất cả hạn bạt hóa thành thây khô,
nhanh chóng bị cát vàng bao phủ. Chu Hiệt nhìn Hạn Bạt đầy đất, trong mắt lóe lên khiếp sợ và mất mát. Cô đã đến trúc cơ đỉnh phong, kém Mạc Phàm cảnh giới tiên thiên chỉ có một bước xa. Cô tưởng rằng mình đã cách Mạc Phàm càng ngày càng gần, ai biết khoảng cách càng ngày càng xa. Thiếu chút nữa những Hạn Bạt này đã khiến cô bị La Gia bắt sống, đến chỗ Mạc Phàm chỉ là một câu chuyện, phát hiện như vậy đã nói lên toàn bộ. Mạc Phàm giống như nhìn ra được tâm tư của Chu Hiệt, cười nhạt. Đợi con đến cảnh giới của sư phụ, con sẽ biết con và kiếm của con đáng sợ thế nào. Hắn truyền cho Chu Hiệt kiếm quyết Thanh Liên Ca kiếm thuật số 1 ở tu chân giới, sẽ kém sao? Thật sao? Chu Hiệt nhướng mày, nghi ngờ nói. Chỉ cần con tin tưởng kiếm và chính con. Mạc Phàm nói. Tu đạo là tu tâm, đạo tâm bất ổn kiếm thuật cường thịnh mấy cũng chỉ là tốt mã rẻ cùi. Như một người cầm vũ khí tiên tiến, chính mình đều không tin thanh vũ khí đó giết được người, cũng không tin mình có thể giết người, cho dù vũ khí tốt kẻ đó cũng không giết được người. Rất nhiều người đang tu đạo bỏ dở giữa chừng, không phải không có kỳ ngộ, cũng không phải công pháp không đủ mạnh, mà là đạo tâm bất ổn. Đồ Nhi nhớ kỹ rồi. Chu Hiệt gật đầu, lúc này mất mát trong mắt mới trở thành hư không, thay vào đó là quyết tâm. Khí thế của cô cũng vì câu này mà thay đổi, như bảo kiếm rửa đi bụi bặm, hào quang tỏa ra. Mạc Phàm gật đầu hài lòng, tay tạo phòng tránh độc chú và thanh mộc quyết, búng về phía người Chu Hiệt. Trên người Chu Hiệt có khói đen bay ra, miệng vết thương nhanh chóng khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mạc Phàm lại cho Chu Hiệt dùng mấy viên tinh khí đan, sắc mặt Chu Hiệt nhanh chóng khôi phục như thường. Làm xong những chuyện này, lúc này Mạc Phàm mới mở miệng lần nữa. Tiểu hồ ly bị bắt đến La Gia sao? Chu Hiệt bị người La Gia bao vây ở đây, rõ ràng là không đuổi kịp người La Gia kia, cho dù đuổi kịp cũng không thể cứu. Chuyện này sao, con cũng không biết. Chu Hiệt nhíu mày do dự một lát, nói. Cái gì? Mạc Phàm nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Con đuổi theo được nửa đường, xe người mang tiểu hồ ly đi trực tiếp biến mất, con chạy đến Mạc Bắc mà không tìm thấy bóng người, Chu Hiệt nói chi tiết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người kia định thoát bằng máy bay bị cô chém rụng một cánh. Người kia đành phải lái xe về phía Mạc Bắc, Chu Hiệt vội đuổi theo đến đó. Vừa đến Mạc Bắc không lâu, một khắc trước bầu trời còn quang đãng, bỗng nhiên nổi lên long toàn phong tiếp thiên liên địa. Cả bầu trời giơ tay không thấy năm ngón, long toàn phong rằng có khoảng một khắc thì biến mất không thấy. Xe người La Gia kia cũng biến mất không thấy, cô tìm ở Mạc Bắc không lâu, liền lọt vào đuổi giết của đám người La Gia kia. Cho nên cô cũng không biết tiểu hồ ly bị La Gia bắt hay không. Long toàn phong, ngự phong nhiếp vật sao? Mạc Phàm nhớn mày. Đối với người bình thường long toàn phong là thiên tai hủy thiên diệt địa, nhưng đối với tiên thiên tông sư mà nói, muốn tạo ra một đạo long toàn phong nhiếp vật cũng không khó, chỉ cần là cao thủ tiên thiên có nội khí cường đại đến mức độ nhất định. Chuyện đó thiên thành diệt cũng có thể làm được. Hắn muốn tạo ra một đạo long toàn phong, chỉ là một ý niệm trong đầu. Nhưng xe của người La Gia bắt tiểu hồ ly đều bị long toàn phong mang đi, vậy thì khó mà nói. Long toàn phong kia có phải do người La Gia tạo ra hay không? Có khả năng. Mạc Phàm suy nghĩ một lát, nói. Quả thật long toàn phong có thể do La Gia tạo ra, tuy La Thành bị hắn chém đứt một tay, nhưng vẫn có thể làm được chuyện đó. Cho dù không có La Thành, theo như lời Hứa Bình nói, Sơn Hà Ấn của La Gia cũng có thể làm được chuyện đó. Nhưng trừ chuyện đó ra cũng không phải không có khả năng khác. La Gia có thể tạo ra long toàn phong, thì có thể giết chết Chu Hiệt, dễ dàng mang đi tiểu hồ ly, La Gia lại lựa chọn dùng long toàn phong mang tiểu hồ ly và người La Gia kia đi, chuyện này thật sự khó hiểu. Ý của sư phụ là, chẳng lẽ còn có khả năng là người khác mang tiểu hồ ly đi? Chu Hiệt nhướng mày, khó hiểu hỏi. Mạc Phàm im lặng, gật đầu. Thanh bang nước ngoài, thứ thần tổ chức sát thủ, thần điện, hắc ám giáo đình, còn có Lâm Thiên Nam số 1 Hoa Hạ đều có khả năng ra tay với Mạc Gia. Cũng đều có thực lực và lý do ra tay. Chúng ta làm sao bây giờ? Chu Hiệt hỏi. Nếu La Gia ra tay thì dễ nói, bọn họ đã đến địa bàn của La Gia, đến La Gia tìm tiểu hồ ly là được. Không phải, vậy thì không dễ làm rồi. Mạc Phàm im lặng một lát, nhìn thoáng qua phía tây bắc, sắc bén nở rộ. Đến La Gia trước, nếu không có ở La Gia,
sư phụ sẽ tìm từng người có thể ngự phong nhiếp vật trên địa cầu là được, trái lại sư phụ muốn xem, ai bắt tiểu hồ ly Mạc ra. Mạc Phàm bá đạo nói. Giọng nói lạnh như hàn băng, nhiệt độ xung quanh giảm đi rất nhiều. Hắn nhất định phải tìm được tiểu hồ ly, cho dù tìm tất cả cao thủ tiên thiên cũng phải tìm về. Vẻ mặt Chu Hiệt khẽ đổi, hít vào một hơi khí lạnh, lập tức khôi phục như thường, rời đi với Mạc Phàm. 9 người La Gia và Hạn Bạt bị giết, bão cát dừng lại. Khi Mạc Phàm và Chu Hiệt quay về xe, người đoàn làm phim đang dùng xe kéo chướng ngại vật trên đường, những người khác thì nghỉ ngơi ven đường, Lưu Phỉ Phỉ và Trương Tĩnh như nằm trong số đó. Lưu Phỉ Phỉ nhìn thấy Mạc Phàm quay về, vội vàng đi cùng Trương Tĩnh như tới đón. Cô nhìn thấy Chu Hiệt phía sau Mạc Phàm, lông mày hơi nhíu lại. Chu tỷ, sao chị lại ở đây, La Gia làm việc ở đây không phải là... Đúng vậy. Chu Hiệt liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, gật đầu. Cô biết rõ quan hệ giữa Lưu Phỉ Phỉ và Mạc Phàm, cho nên không giấu giếm Lưu Phỉ Phỉ. Sắc mặt Lưu Phỉ Phỉ và Trương Tĩnh như thay đổi, âm tình bất định. Nhất là Lưu Phỉ Phỉ, khuôn mặt tinh xảo trắng bệch. Vừa rồi ở trên xe Trương Tĩnh như nói đại khái thực lực của La Gia cho cô, thực lực của La Gia còn đang trên Mạc Gia. Mạc Phàm không chỉ giết người La Gia, La Gia còn đang phái người bắt, chuyện này ầm ĩ hơn rồi. Khi ở trên máy bay cô rất tin tưởng Mạc Phàm có thể giải quyết La Gia, nhưng Trương Tĩnh như nói cho cô biết về La Gia, cô cũng có chút lo lắng. Lúc Mạc Phàm nói chuyện với Lưu Phỉ Phỉ, Hứa Bình và Thôi Tường đi tới. Mạc tiên sinh, cậu vẫn muốn đi tiếp về phía trước sao? Hứa Bình ân cần hỏi han. Tuy Thôi Tường ở bên cạnh không nói gì, nhưng khóe miệng luôn nhếch lên nụ cười mỉa. Mạc Phàm giết người La Gia, anh ta đã gửi tin cho La Thiếu, Mạc Phàm còn dám đến La Gia, vậy thì đúng là muốn chết. Có vấn đề gì sao? Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc tiên sinh, hay là cậu dẫn theo Phỉ Phỉ, lập tức rời khỏi Mạc Bắc tốt hơn. Trương Tĩnh Như thận trọng nói. Tĩnh Như nói không sai, chắc chắn nữ chính bộ phim sau của tôi là Phỉ Phỉ, tôi đồng ý với Mạc tiên sinh sẽ không đổi, bộ phim này dừng ở đây thôi. Hứa Bình hỏi. Mạc Phàm giết người La Gia, chắc chắn La Gia sẽ trả thù. Có không biết bao nhiêu người trong đoàn làm phim muốn dẫm Lưu Phỉ Phỉ xuống để lên cao, chỉ cần đến Lâu Lan cổ thành, không cần nghĩ cũng biết sẽ có rất nhiều cướp nói quan hệ của Lưu Phỉ Phỉ và Mạc Phàm cho La Gia. La Gia không bắt được Mạc Phàm, chắc chắn sẽ lấy Lưu Phỉ Phỉ chút giận. Cho nên không chỉ Mạc Phàm phải rời đi, nữ chính của Lưu Phỉ Phỉ cũng không diễn được. Mạc Phàm nhíu mày, nhìn lướt qua xung quanh, lập tức lắc đầu cười. Những nữ diễn viên đó tụ tập thành top 5 top 3, có một số người đang uống nước, số còn lại thì nói chuyện phiếm. Nhưng cơ bản mỗi người đều cười mỉa, hữu ý vô ý nhìn về phía bên này vài lần. Mạc tiên sinh, tuy lúc trước chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng tôi khuyên cậu rời đi tốt hơn, nhớ đâu La Gia biết cậu còn đang ở Mạc Bắc, chắc chắn sẽ không chịu để yên. Thôi Tường thấy Mạc Phàm không nói lời nào, giả mù sa mưa nói. Anh ta từng thấy bản lĩnh của Mạc Phàm rồi, chơi cứng với Mạc Phàm, nếu không phải anh ta còn chút tác dụng, có thể dẫn đường cho Mạc Phàm, anh ta đã sớm chết rồi. Anh ta từng gặp không ít người như Mạc Phàm, không thể dùng cứng, chỉ có thể dùng mềm. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười nhạt. Trước khi tôi tới, La Gia đã biết tôi sẽ tới, cần phải nói cho người La Gia sao? Khi hắn chém đứt tay La Thành, đã nói cho La Thành hắn sẽ quang lâm Mạc Bắc, La Gia chỉ không biết khi nào hắn tới mà thôi. Thôi Tường nhướng mày, lộ ra chút bất ngờ, sau đó là mừng thầm. Lúc này, không biết người nào kêu lên. Đường thông rồi. Một gốc cây cuối cùng chắn giữa đường được xe kéo sang một bên, cuối cùng cũng đi tiếp được. Đường đã thông, vậy ý của Mạc tiên sinh là vẫn tiếp tục theo chúng tôi đến Lâu Lan cổ thành sao? Thôi Tường nhìn thoáng qua đường, cười nói. Nếu không thì sao? La Yên nợ đánh cược với hắn, không sao. La Thành lại dám đến Mạc gia bắt người, đây tuyệt đối là mạo phạm vảy ngược của hắn. Nếu hắn không đến Mạc Bắc diệt La gia, sau này sẽ có không ít người xúc phạm hắn, La Gia tất phải bị diệt. Mạc Phàm vừa nói những lời này, sắc mặt Hứa Bình và Trương Tĩnh như rất khó coi. Trái lại Chu Hiệt và Lưu Phỉ Phỉ không nói gì thêm, sắc mặt cũng không được tốt lắm. Thôi Tường hơi híp mắt, mừng như điên trong lòng. Nếu Mạc Phàm không đi Lâu Lan cổ thành, anh ta đi đâu tìm Mạc Phàm báo thù,
Lâu Lan Cổ Thành là cơ hội duy nhất của anh ta. Không phải Mạc tiên sinh có thâm cừu đại hận với La Gia đấy chứ? Trương Tĩnh Như cố lấy dũng khí hỏi, Mạc Phàm dám một mình đến địa bàn La Gia, chắc chắn là có thủ oán với La Gia, còn bị cừu hận che mắt. Quả thật Mạc Phàm rất lợi hại, nhưng không đủ để diệt La Gia. Mạc Phàm liếc mắt nhìn Trương Tĩnh Như với vẻ đầy hứng thú, hình như cô gái này biết rất nhiều về La Gia. Không sai. Hắn không giấu giếm, nói thẳng. Vậy cậu có biết 10 năm qua có biết bao nhiêu gia tộc đến tìm La Gia báo thù không? Trương Tĩnh Như nhìn chằm chằm Mạc Phàm, nói. Trái lại cô nói tôi nghe thử xem. Mạc Phàm nói, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. 18 đại gia tộc, 56 tiểu gia tộc, anh biết có bao nhiêu gia tộc có thể báo thù không? Bao nhiêu? Lưu Phỉ Phỉ nhíu mày, tò mò hỏi. Không một gia tộc nào có thể báo thù, chỉ có một người còn sống rời đi, cũng điên rồi, những người khác đều thành hạn bạt mặc cho thủ hạ của La Gia sử dụng. Trương Tĩnh Như nắm chặt tay, hơi kích động nói. Những gia tộc này không làm gì được La Gia, thậm chí có một số gia tộc dẫn theo vài trăm người tới Mạc Bắc, cũng không quay về được, một mình Mạc Phàm làm được gì. Cho dù là thần tiên, ở mảnh đất Mạc Bắc cũng không linh. Cho nên cô cũng là thành viên của những gia tộc đó. Mạc Phàm nhìn chằm chằm Trương Tĩnh Như nói. Trương Tĩnh Như hiểu rõ như thế, không phải người La Gia thì là đương sự, Trương Tĩnh Như là cái sau. Đúng vậy. Trương Tĩnh Như không phủ nhận, gật đầu, trong đôi mắt hiện lên bi thương. Quả thật trước khi cô đến đã tìm hiểu về La Gia, không phải là vài ngày trước hay mấy tháng trước, mà trước đây cô đã tìm hiểu về La Gia. Trương gia bọn cô là pháp đạo thế gia nổi tiếng Giang Châu, một người cô của cô chỉ từ chối lời thổ lộ của đệ tử La Gia. La Gia liền phái người đi bắt tất cả phụ nữ trẻ tuổi ở Trương gia bọn họ lúc ấy, lúc đó cô còn nhỏ nên tránh thoát một kiếp. Ông nội cô dẫn một đám người đi Mạc Bắc tìm La Gia tranh luận, còn chưa quay về, để lại một đám người già yếu non trẻ, khiến Trương gia bọn cô xuống dốc từ đây. Vùng đất Mạc Bắc này đáng sợ biết bao nhiêu, đủ thấy được. Hứa Bình và Thôi Tường nghe Trương Tĩnh Như nói, lập tức hiểu ra. Chẳng trách Trương Tĩnh Như hiểu về La Gia như thế, hóa ra là có cửu với La Gia. Tĩnh Như, tôi thấy cô đừng đi Lâu Lan Cổ Thành nữa, cô và Mạc Tiên Sinh quay về tốt hơn, cô có thân phận như thế, đến Lâu Lan Cổ Thành cũng không an toàn. Thôi Tường liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, cười mỉa nói. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ. Vậy thù của Trương gia cô, có người báo cho cô rồi. Chúng ta đi thôi. Những đại gia tộc này bị La Gia tiêu diệt, hắn sẽ nằm trong số gia tộc này sao? Cái gì? Trương Tĩnh Như sửng sốt. Hứa Bình cũng sửng sốt. Trương Tĩnh Như nói nhiều như thế, vẫn không đả động được Mạc Phàm. Được, tôi đi sắp xếp thêm vị trí nữa. Thôi Tường cười đắc ý nói, xoay người đi sắp xếp. Mạc Phàm không chịu quay đầu, không gì tốt hơn chuyện này, đợi coi. Đoàn người nghỉ ngơi một lát, tiếp tục xuất phát, đi sâu vào trong sa mạc rộng lớn. Một ngày sau, tất cả xe dừng trước sơn cốc do sơn thể màu đen làm thành, mọi người không hẹn mà cùng bước từ trên xe xuống. Nơi này là Lâu Lan Cổ Thành sao? Không ít người nhìn một vòng xung quanh, cau mày nói. Bọn họ ở trong sa mạc hơn một ngày, thì đến nơi quái quỷ này, chỉ là một vùng hắc sơn. Bốn phía núi có một vết nứt. Giống như bị người ta dùng thập tử chảm chém nứt. Núi như vậy ở sa mạc lấy màu vàng làm chủ rất ít, bên trong còn là vùng sa mạc. Thành cổ bình thường, ít nhất phải có tường chắn, nơi này ngay cả viên gạch cũng không có. Có phải chúng ta đến nhầm nơi rồi không? Một nữ diễn viên trong đó đeo khẩu trang và kính, mặc quần áo phòng hộ đi về trước một bước. Một bước này của cô ta, chân giống như dẫm lên cơ quan, hạt cát phía dưới chân nữ diễn viên này lún xuống. Mới đầu chỉ là một vùng nhỏ. Chỉ trong phút chốc, tất cả cát xung quanh hắc sơn chảy xuống, như hoàng hà lao nhanh. Không ít người che miệng, trong mắt tràn đầy sợ hãi, vội vàng lùi về sau. Cát chảy, mau đỡ cô ấy. Sắc mặt Hứa Bình thay đổi, vội vàng kêu lên. Trong chớp mắt bắp đùi thon dài của nữ diễn viên đã lún xuống nửa, cả người hãm sâu vào trong cát. Hai nam diễn viên đứng bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, vội vàng giơ tay kéo. Nữ diễn viên chưa tới 50 cân lún vào trong cát nặng hơn nhiều. Hai người không giữ chặt, thiếu chút nữa ngã luôn vào trong. Không đợi hai người rơi vào trong,
hai tay Mạc Phàm nắm lấy hai nam diễn viên, kéo luôn cả nữ diễn viên kia lên. Cảm ơn Mạc tiên sinh. Trên mặt ba người lộ vẻ kỳ lạ, nói. Mạc Phàm không để ý đến ba người này, nâng mắt nhìn cát chảy và sơn mạch màu đen, ánh sáng lạnh xuất hiện trong mắt hắn. Thôi Tường giống như sớm dự đoán được, cười lạnh lùng. Đều cẩn thận một chút, nơi này là tổ địa La Gia, Lâu Lan cổ thành trong truyền thuyết. Đây là Lâu Lan cổ thành, không có khả năng, thành cổ đâu. Không ít người cảm thấy khó hiểu nói. Nơi này không có gì, chỉ có vùng lớn cát chảy, lấy đâu ra Lâu Lan cổ thành. Lưu Phỉ Phỉ cũng nhíu mày, nhìn Hắc Sơn và cát chảy với vẻ nghi ngờ. Nơi này thật sự là Lâu Lan cổ thành sao? Không sai. Mạc Phàm gật đầu. Nếu nhìn thấy được Lâu Lan cổ thành bằng mắt thường, vậy thì không phải vô số người tìm mấy trăm năm còn không tìm được thành cổ. Vì sao chúng ta không nhìn thấy? Vẻ mặt Lưu Phỉ Phỉ mờ mịt, hỏi. Lát nữa cô sẽ thấy được. Mạc Phàm cười thần bí nói. Mạc Phàm vừa nói xong, không biết ai kêu lên. Hình như trên núi có người. Mọi người nhìn theo người kia nói, liền thấy trên khúc bị chém Hắc Sơn đối diện bọn họ, hai bên mỗi bên có một người nhảy xuống, cát vàng như sóng biển lập tức nâng lên. Vậy mà hai người không biến mất vào trong cát như nữ diễn viên kia, trái lại đạp cát đi về phía đám Mạc Phàm, tốc độ rất nhanh. Rõ ràng là hai người nhưng giống như hai chiếc xe BMW chạy băng băng trong sa mạc, bốn đạo cát được nâng lên, càng ngày càng gần. Bọn họ là người sao? Vẻ mặt không ít diễn viên thay đổi. Bình thường bọn họ sẽ lướt sóng mà đi, đi trên nước, hay bay vào đất, nhưng hiệu ứng kém xa, chưa từng thấy công phu chân chính. Hai người vừa xuất hiện, sắc mặt Hứa Bình và Trương Tĩnh như thay đổi, Thôi Tường liếc nhìn Mạc Phàm một cái, cười nham hiểm. Trên người Mạc Phàm có ác quỷ phù anh ta đưa, anh ta lại thông báo cho La Phong, còn lại phải xem Mạc Phàm bị La Gia thu thập thế nào. Chỉ trong vài giây, hai người liền từ Hắc Sơn trăm mét đến trước mặt bọn họ. Ồ ấp 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 á ô ế á, hai người khoảng 30 tuổi, cao cao gầy gầy, mặc tây trang, trước ngực thêu chữ La, trên khuôn mặt như đao chém gọt tràn đầy kiêu ngạo, tinh quang bắn ra bốn phía liếc mắt nhìn đám Mạc Phàm một cái. Các người là ai, vì sao lại cầm bùa hộ mệnh của La Gia chúng tôi đến đây? Một người đàn ông đeo kính râm trong đó lạnh giọng hỏi. Nếu không có bùa hộ mệnh của La Gia, bọn họ vốn dĩ không xuất hiện. Chúng tôi là người của đoàn làm phim, tôi tên là Thôi Tường, đây là Hứa Bình đạo diễn của chúng tôi. Chúng tôi tới La Gia đã được sự cho phép của La Phong La Thiếu, tiến vào trong thành cổ lấy cảnh. Thôi Tường hơi ôm quyền với hai người, mỉm cười nói. Người đàn ông đeo kính liếc mắt nhìn đám người phía sau Thôi Tường một cái, khi ánh mắt nhìn đám Lưu Phỉ Phỉ, trong mắt xuất hiện dâm sắc. Lấy cảnh, sao chúng tôi không biết? La Thiếu không nói với các anh sao? Tươi cười trên mặt Thôi Tường cứng đờ, nói. Chuyện của La Thiếu chúng tôi, chuyện gì cũng cần phải nói với những người như chúng tôi sao? Sắc mặt người nọ thay đổi, bất mãn quát. Vậy có thể thông báo cho La Thiếu một phen, nếu anh ấy biết chúng tôi đến, nhất định sẽ đón chúng tôi vào. Thôi Tường cố nặn ra nụ cười vui vẻ nói. La Thiếu không ở trong thành, nếu cậu muốn lấy cảnh, vậy để mấy cô gái này theo chúng tôi vào thành, còn lại cút hết đi. Người nọ cười mỉa chỉ Lưu Phỉ Phỉ, Chu Hiệt, Trương Tĩnh Như, mỹ nữ trang điểm đậm và mấy người. La Thiếu bọn họ không có hứng thú với đóng phim, chỉ có hứng thú đùa giỡn minh tinh điện ảnh. Muốn lấy cảnh, đợi La Thiếu bọn họ trở về, để mấy nữ diễn viên này hầu hạ La Thiếu bọn họ xong đã. Sắc mặt Thôi Tường khó coi, quả thật anh ta đồng ý đưa mấy nữ diễn viên cho La Phong chơi đùa, anh ta đều thử nghiệm rồi. Nhưng nếu chỉ tặng nữ diễn viên cho La Phong chơi đùa, anh ta sẽ không lấy được cảnh. Sau này anh ta đừng nghĩ đến chuyện lăn lộn bên cạnh Hứa Bình. Tôi và La Thiếu đã thương lượng xong rồi, anh xem có thể châm trước một phen không, quan hệ của tôi và La Thiếu rất tốt, nếu La Thiếu quay về phát hiện chúng tôi rời đi, các anh sẽ không dễ báo cáo kết quả công việc đâu. Thôi Tường nhìn lướt qua Hứa Bình sắc mặt không tốt lắm, cố nặn ra tươi cười nói. Chuyện đã đến nước này, anh ta chỉ có thể uy hiếp một phen. Hai người La Gia nhìn nhau cười, ánh mắt phát lạnh. Cậu đang uy hiếp chúng tôi sao? Không dám, không dám, tôi chỉ nói thật mà thôi, nếu hai vị đại sư nhìn chúng người nào, cũng có thể. Thôi Tường nháy mắt ra hiệu với hai người, anh ta còn chưa nói xong, nhưng không nói cũng hiểu. Thôi Tường,
Cậu đang nói gì thế? Hứa Bình trầm giọng nói. Cô có thanh danh như ngày hôm nay, tuyệt đối không phải phụ nữ ngốc. Thôi Tường đã nói với người La Gia đến mức này, cô không hiểu thì đúng là kẻ ngốc. Muốn hối lộ chúng tôi, nếu là bình thường thì không sao, gần đây La Gia chúng tôi đang đợi một kẻ địch, để mấy mỹ nữ lại, những người khác nhanh cút đi, không cút sẽ ném các người vào trong biển cát cho chuột ăn. Người đàn ông đeo kính lạnh lùng nói, trong giọng nói đều là không thể làm trái. Quả thật chất lượng đám nữ minh tinh này rất cao, nhưng tới không đúng thời điểm. Nhớ đâu người kia tới, bọn họ đều không chịu nổi. Chuyện này, sắc mặt Thôi Tường thay đổi, không biết làm gì. Có thể thu thập Mạc Phàm hay không không biết được, quay về như vậy, con đường sau này của anh ta xong rồi, lại không thể xông vào La Gia. Sắc mặt đám Lưu Phỉ Phỉ thay đổi, trong mắt hiện lên bối rối. Lúc này sắc mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, rời mắt nhìn Chu Hiệt. Tiểu Hiệt, con bảo vệ Phỉ Phỉ, đạo diễn Hứa lùi ra ngoài cây số. Dạ, sư phụ. Chu Hiệt gật đầu không do dự. Mạc Phàm, anh cẩn thận một chút. Lưu Phỉ Phỉ biết Mạc Phàm sắp ra tay, lo lắng nói. Mạc Phàm đáp, đi về phía hai người La Gia. Chu Hiệt bảo vệ đám Lưu Phỉ Phỉ muốn rời đi. Hai người La Gia thấy đám Lưu Phỉ Phỉ rời đi, lông mày nhíu lại. Lưu Phỉ Phỉ là nữ diễn viên chất lượng cao nhất trong đoàn, anh ta đã bảo để Lưu Phỉ Phỉ lại, vậy mà còn dám đi, đúng là buồn cười. Ai cho các người đi? Mạc Phàm tiến lên trước một bước, ngăn cản trước người hai người. Tôi. Một chữ một câu, sắc mặt mọi người thay đổi, gió ở vùng sa mạc này cũng thổi nhanh hơn. Cậu. Hai người đàn ông La Gia hơi híp mắt, sắc bén xuất hiện. Một tên tiểu tử mà thôi, dám cãi lại mệnh lệnh của bọn họ, đúng là không muốn sống nữa. Thôi Tường thấy Mạc Phàm ra mặt, chớp mắt, trước mắt sáng lên. Đúng rồi, hai vị đại sư, trên đường đi tiểu tử này giết Lâm Đông Lâm đại sư của La Gia. Anh ta nói tin tức này cho La Gia, nói không chừng người La Gia cao hứng, cho bọn họ đi vào lấy cảnh. Ai bảo tiểu tử này đắc tội anh ta, không thể đến không một chuyến này được. Thôi Tường, cậu đây là... Hứa Bình giận tái mặt. Mạc Phàm là ân nhân cứu mạng cha mẹ cô thì không nói, Mạc Phàm còn là Mạc Đại Sư Đông Hải, cô đã cảnh cáo Thôi Tường rồi, vậy mà Thôi Tường còn dám đối nghịch với Mạc Phàm. Đạo diễn Hứa, tôi cũng không có biện pháp, thời kỳ đặc biệt, vì đoàn làm phim tôi chỉ có thể làm vậy thôi. Thôi Tường cười khinh thường nói, giống như anh ta liều lĩnh vì đoàn làm phim. Cậu! Hứa Bình tức đến mức không nói nên lời. Mọi người lui xuống cả đi, đợi tôi thanh lý tòa thành cổ này, sẽ để mặc mọi người lấy cảnh. Mạc Phàm không để ý đến Thôi Tường, nói với Hứa Bình. Mạc tiên sinh, chuyện này. Vẻ mặt Hứa Bình do dự. Muốn người của đoàn làm phim các cô chết ở đây, vậy thì ở lại. Mạc Phàm thản nhiên nói. Dạ. Hứa Bình hơi cúi người với Mạc Phàm, dẫn những người khác lên xe nhanh chóng rời đi. Mạc tiên sinh, chúng tôi đi trước, cậu cứ giải thích với người La Gia đi. Thôi Tường cười đắc ý, hèn hạ ti tiện chào hỏi Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn chằm chằm Hắc Sơn, làm như không nghe thấy, không để ý đến Thôi Tường. Một tôm tép nhãi nhép, vốn dĩ không cần để ý tới. Chỉ trong phút chốc, chỉ còn lại hai người La Gia và Mạc Phàm. Hai người La Gia kia không ngăn cản, chỉ nhìn Mạc Phàm đầy thưởng thức. Đám người này đến đây, muốn chạy cũng không dễ như vậy. Trái lại tiểu tử này, giết người La Gia bọn họ, đến La Gia bọn họ còn dám nói muốn thanh lý thành cổ La Gia. Mấy năm nay có không biết bao nhiêu người đến La Gia báo thù, đều hoài tâm tình như Mạc Phàm. Nhưng không công mà lui không có mấy người, phần lớn đều thành vong hồn thuộc hạ của La Gia bọn họ. Tiểu tử, lá gan của cậu lớn nhỉ, cậu nghĩ mình là ai? Người đàn ông đeo kính cười trêu tức nói. Tôi sao? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười khẽ. Tôi là kẻ địch người La Gia các anh đang đợi. Cái gì? Sắc mặt hai người thay đổi, nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Vừa rồi mấy người gọi Mạc Phàm là Mạc tiên sinh, Lưu Phỉ Phỉ còn gọi tên Mạc Phàm, chẳng lẽ tiểu tử chưa tới 20 tuổi này là Mạc đại sư danh chấn Giang Nam, kẻ địch La Gia bọn họ bày sẵn trận địa đón đánh. Mạc Phàm nghiêng đầu, thấy đám Lưu Phỉ Phỉ đều đến khu vực an toàn, không thèm nhìn hai người, ánh mắt bình tĩnh nhìn Hắc Sơn phía trước. Mạc Phàm tôi đến rồi, người La Gia còn không ra nhận lấy cái chết. Mạc Phàm cao giọng nói.
Mấy chữ này vừa vang lên, hai đạo sấm sét như long từ trên trời giáng xuống, đánh mạnh vào Hắc Sơn. Kinh lôi còn chưa rơi xuống sa mạc trong Hắc Sơn, trên không Hắc Sơn có màn hào quang xuất hiện. Bùm, lôi long đánh lên màn hào quang, nổ tung giữa không trung, màn hào quang chấn động, sơn thể run rẩy, đất đai lung lay sắp đổ, cát vàng dâng cao. Trong 10 dặm xung quanh giống như bị động đất, run rẩy dữ dội theo, mãi mới dừng lại được. Giọng nói của Mạc Phàm và tiếng sấm lan truyền trong không khí, mãi mà không biến mất. Đối diện Mạc Phàm, hai người La Gia quỳ xuống đất, trên kính người đàn ông có vết rạn. Vẻ mặt hai người đầy sợ hãi, tựa như con chuột thấy chân long, không còn cao ngạo và hung hãn lúc trước. Ngoài cây số, sắc mặt Hứa Bình và người đoàn làm phim thay đổi. Vừa quát có kinh lôi kèm theo. Nếu trên máy bay là trùng hợp, lần này không phải là trùng hợp nữa. Nói chuyện có thể động đến kinh lôi, vừa rồi hai người La Gia lướt sóng mà đi chỉ là vui đùa, không tính là gì. Nhất là Trương Tĩnh Như và Thôi Tường, vẻ mặt khiếp sợ, giống như bị lôi điện đánh trúng. Tuy tâm tình của hai bọn họ khác nhau, nhưng đều là xem thường bản lĩnh của Mạc Phàm, càng xem thường thân phận Mạc Phàm. Mạc Phàm, sau tên này, còn có thân phận khiến Giang Nam vô cùng khiếp sợ, Mạc Đại Sư Giang Nam. Người này thật sự là Mạc Đại Sư Giang Nam sao? Phỉ Phỉ, bạn em là Mạc Đại Sư Giang Nam à? Trương Tĩnh Như nắm lấy tay Lưu Phỉ Phỉ hỏi. Đúng vậy. Lưu Phỉ Phỉ gật đầu. Chuyện này. Trương Tĩnh Như che miệng, kinh hãi và kích động hiện lên trên mặt. Quả thật thế lực Mạc Gia kém La Gia một chút, nhưng Mạc Đại Sư Giang Nam không kém bất luận người nào của La Gia, thậm chí là cả La Gia. Hắn tới gây sự với La Gia. Có khả năng thù của Trương gia cô được báo rồi. Nghe thấy lời Lưu Phỉ Phỉ nói, sắc mặt mấy nữ diễn viên trắng bệch, thân thể không tự chủ được run rẩy. Bọn họ chỉ nghĩ Mạc Phàm là người Mạc gia, nhưng không ngờ Mạc Phàm lại là Mạc đại sư một tay nâng Mạc gia lên. Chuyện này còn không sao, bọn họ còn giúp Thôi Tường lật đổ bạn của Mạc đại sư. Thôi Tường sụi lơ trên mặt cát, trong mắt đều là tuyệt vọng. Anh ta là người am hiểu quan hệ nhân tế nhất. Tất nhiên biết Mạc gia đáng sợ, càng biết Mạc đại sư đáng sợ thế nào. Vậy mà anh ta hết một tới hai, hết hai tới ba đắc tội Mạc đại, anh ta cảm thấy chết tâm rồi. Không chỉ bên ngoài Hắc Sơn, trong đại điện giữa thành cổ Hắc Sơn. Toàn bộ nơi này vẫn duy trì Lâu Lan quốc thời cổ, xà trụ cao to trông rất sống động, trên đỉnh hoa lệ vẽ núi sông, ghế đá cổ xưa được thời gian mài giũa vô cùng rực rỡ. La Thành, La Phi và La Yên đang tụ tập ở trong thảo luận. Lúc trước cha đã bảo xin lỗi Mạc Phàm, hiện giờ hay rồi, bệnh của Tiểu Vân không chữa khỏi, ngay cả Tiểu Phong cũng mất tích, nói không chừng Mạc Phàm sắp đánh tới. Một quyền của La Phi đánh lên bàn đá, hổn hển nói. Cũng vì nhất thời sai lầm lúc đó, khiến hai đứa con trai La Phong La Vân của ông ta không còn, ông ta không tức giận mới kỳ lạ. La Yên ngồi trên ghế nghịch móng tay, trên mặt không có chút lo lắng. Cha à, có phải cha kích động hơi quá rồi không? Không phải chỉ là một Mạc Phàm thôi sao? Sao lại làm cha tức đến thế? Yên yên, bảo cha không tức giận cũng được, trái lại con chữa khỏi cho Tiểu Vân đi, tìm Tiểu Phong quay về nữa. La Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm La Yên nói. Thôi, vẫn nên để ông nội nói với cha, nói cho cha hay, tránh để người ta nghĩ con không kính già. La Yên cười mỉa nói, giống như cô ta là người kính già. Cha, cha cho ý kiến đi. La Phi nắm chặt tay, rời mắt nhìn La Thành. La Thành nhận lấy chén trà trong tay thị nữ bên cạnh, uống một ngụm, trong mắt hiện lên khinh thường. Đợi tiểu tử kia đến đây, bắt lấy cậu ta, còn cần lo lắng cậu ta không chữa khỏi cho Tiểu Vân, còn lo lắng không tìm thấy Tiểu Phong sao. Đại ca nói không sai, chúng ta mở thứ đó, còn sợ tiểu tử kia à? Một lão giả có vài phần tương tự La Thành khinh thường nói. Giống như Mạc Phàm đến La Gia chịu chết. Ông ta vừa nói xong, giọng nói của Mạc Phàm và tiếng sấm truyền đến, khiến người ta đầu váng mắt hoa, màng tai đau nhức. Sắc mặt mọi người trong đại điện thay đổi, một lát sau mới phản ứng kịp. Nhắc đến Tào Tháo tới, mọi người theo tôi ra ngoài nghênh chiến. La Thành đứng dậy, trong mắt lóe sáng sắc bén. Trong Hắc Sơn sắc bén đại phóng, từng bóng người lao ra. Theo cử động của tất cả nhân ảnh, trong ánh mắt Hứa Bình, xung quanh Hắc Sơn cũng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đường núi màu đen lộ ra diện mạo thật,
biến thành tường thành cổ xưa, cao lớn, chắc chắn. Đất bốn phía vỡ ra, cửa thành hơn 10 thước giống như gỗ giống như tảng đá đứng vững, chia cách bên trong thành và ngoài thành. Hai bên cửa thành, mỗi bên có pho tượng to lớn còn cao hơn cửa thành. Có tổng cộng 8 pho tượng, khoác chiến giáp, tướng mạo vô cùng hung ác, cầm binh khí trong tay, nhìn làm người ta sợ hãi. Bên trong tường thành, sa mạc màu vàng không còn, thay vào đó là kiến trúc cổ xưa. Những kiến trúc này vừa có tinh xảo, hoa lệ của cung điện phương Đông, vừa có cao lớn, khí phái của kiến trúc phương Tây. Ngoại trừ cung điện cao lớn ra, bên trong còn có quảng trường, vườn hoa, suối phun, tế đàn, tháp cao và các loại kiến trúc khác, tráng lệ như hoàng cung của hoàng thất Dubai. Trừ chuyện đó ra, màn hào quang trên không cung điện chớp lóe, lan tràn ra xung quanh. Cát vàng lúc trước thành con sông rộng 100 mét bảo vệ thành, nước sông cuồn cuộn chảy theo dòng. Từng tảng đá màu đen to lớn dâng lên, thông phía bát phương. Từng vùng thực vật xanh tươi tốt xuất hiện, xa không thấy tận cùng. Một khắc trước nơi này còn là vùng tiêu điều, sa mạc hoang vu, ngoại trừ hắc sơn và sa mạc thì không còn gì khác. Lúc này liền biến thành thành cổ rực rỡ, không chân thực lắm. Đám Hứa Bình thấy thành cổ xuất hiện trước mặt bọn họ như ma thuật, lại nghẹn họng nhìn chân chối. Lâu Lan cổ thành, đây là Lâu Lan cổ thành sao? Quá thần kỳ rồi. Cho dù Hứa Bình và Trương Tĩnh như có bối cảnh không đơn giản, mắt cũng đảo liên tục. Trên tường thành, La Thành, La Yên và một đám người La gia nhìn Mạc Phàm đứng bên cạnh con sông bảo vệ thành, cười lạnh lùng. Mạc Phàm, vậy mà cậu thật sự dám đến. La Thành cầm kim thương trong tay, nói. Giọng nói không to, nhưng truyền vào tai tất cả mọi người. Trên thành, không ít đệ tử La gia nhếch miệng cười khẽ, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn con mồi chui vô lưới. Ánh mắt Mạc Phàm lạnh lùng, nhìn thoáng qua La Thành, hơi nhẹ nhàng thở ra. La Thành trúng nguyền rủa của hắn, bây giờ còn sống, hẳn là tiểu hồ ly không gặp nguy hiểm. Tiểu hồ ly ở đâu? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Trên mặt La Thành hiện lên dị sắc, lập tức khôi phục như thường, quỳ xuống, tôi sẽ nói cho cậu biết nó đang ở đâu. Mạc Phàm lắc đầu cười, không chỉ không để ý đến La Thành, trái lại chậm rãi đi về phía sông bảo vệ. Nếu không thì sao? Nếu không thì sao à, tôi sẽ nhổ từng cái răng của nó, khoét mắt nó ra, chém nứt chân nó, cậu có thể thử xem. La Thành cười mỉa nói. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, hắn búng ngón tay, một đạo kiếm khí bay từ đầu ngón tay hắn ra. Phập một tiếng, hai người La gia bên cạnh hắn không có bất luận phản kháng gì, kiếm khí chớp lóe, thân thể hai người bị cắt thành hai, nổi trên sông bảo vệ thành. Các người có thể thử xem. Mạc Phàm nâng mắt nhìn La Thành nói. Đám La Thành nhíu mày, sắc mặt khẽ đổi. Mạc Phàm, cậu nghĩ rằng tôi không dám ra tay với tiểu súc sinh đó sao? Giao tiểu hồ ly ra đây, nếu không tôi sẽ diệt cả tòa thành các người. Mạc Phàm làm như không nghe thấy lời La Thành nói, đi về phía tường thành, lạnh lùng nói. Có khả năng La Thành chưa biết mình bị trúng nguyền rủa, nếu không đã không dám nói những lời này. Mạc Phàm. Cậu nghĩ rằng thành cổ của La gia tôi làm bằng cắt à, có thể để cậu diệt một cách tùy tiện. Hai tay La Yên ôm ngực, cười mỉa nói, không quan tâm lời Mạc Phàm nói. Mạc Phàm cười, trên mặt chỉ có hờ hững. Chỉ dựa vào các người, giết các người còn dễ hơn cầm hạt cát. Tôi cho cậu giết thử xem. La Thành cười mỉa, kim thương trên tay đập xuống đất, kim quang đại phóng. Chắc Mạc Phàm không biết lợi hại của La gia bọn họ. Để xem Mạc Phàm còn có thể nói những lời này nữa không. Ùm ục, theo La Thành gõ như vậy, sông bảo vệ thành như sôi trào, bọt khí cỡ đầu người nổi lên. Hạn Bạt có làn da trắng đen chui từ trong nước ra, chi chít làm da đầu người ta run lên, ít nhất có mấy trăm cái. Những Hạn Bạt này vừa đứng trên mặt nước, âm thanh như thiên quân vạn mã lao nhanh truyền khắp bốn phía, đất đai đều chấn động theo. Rầm rầm, mau nhìn bên kia. Trong đám Hứa Bình, có người chỉ một phía thành cổ nói. Vô số Hạn Bạt phát ra tiếng gào thét, xuất hiện từ hai bên thành cổ, trong chớp mắt vây quanh Mạc Phàm bên trong. Nếu không phải những Hạn Bạt này đứng cách Mạc Phàm 10 thước, chắc chắn bọn họ không nhìn thấy Mạc Phàm. Đây là Hạn Bạt trong truyền thuyết sao? Có người mặt trắng bệch, vừa lùi về sau vừa nói. Cương thi chỉ tồn tại trong TV và trong truyền thuyết, có khi nào bọn họ nhìn thấy Hạn Bạt chân chính, còn nhiều Hạn Bạt như vậy.
gió nhẹ phất phơ, thi thể khắp nơi, giống như ở trong quốc gia cương thi. Thật đáng sợ. Những người này đều là người muốn diệt La gia tôi, cậu muốn diệt thành cổ tôi, phải diệt được bọn họ trước. La Thành cười nói. Những hạn bạt này đều dùng để bảo vệ thành cổ La gia, hạn bạt mà đệ tử La gia mang đi chỉ là tiểu binh, những hạn bạt ở đây đều là cường đại nhất. Kém nhất khi còn sống cũng là tiên thiên sơ kỳ, lợi hại nhất là cao thủ tiên thiên đỉnh phong. Những hạn bạt này chưa hẳn là đối thủ của Mạc Phàm, nhưng cho dù Mạc Phàm là tiên thiên đỉnh phong, cao thủ đứng gần đầu hắc bảng, nội khí cũng phải đến tận cùng, đủ để khiến Mạc Phàm tiêu hao đến chết. Chính vì vậy mà những cao thủ tuyệt thế gặp thiên quân vạn mã cũng phải chạy trốn. Con người là con người, không phải thần tiên. Mạc Phàm nhìn lướt qua hàng nghìn hạn bạt, trên mặt không có một chút kinh hoàng. Xem ra La gia ông đắc tội không ít gia tộc. Quần áo của những hạn bạt này trải qua gió thổi nắng chiếu, đã vô cùng cũ nát, có một số hạn bạt còn áo rách quần manh. Nhưng vẫn có thể nhìn ra đều là trang phục của các gia tộc, trên ngực một số hạn bạt còn dấu hiệu của gia tộc. Chỉ riêng những con dấu này cũng phải mấy trăm cái. Không sai, gia tộc đắc tội La gia không hơn 1000 cũng phải mấy trăm, nhưng không một người có thể làm gì La gia tôi, bây giờ cậu sợ rồi sao, Mạc Phàm, sợ thì quỳ xuống cho tôi, xin lỗi La gia. Giao y thuật và công pháp của cậu ra đây, tôi còn có thể cho cậu một con đường sống. La Thành nhớn mày, lộ ra vẻ đắc ý. Tuy nhiều kiến, nhưng có gì phải sợ. Mạc Phàm cười nhạt nói. Mạc Phàm, tôi thấy cậu là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, tôi thành toàn cho cậu. La Thành nhíu mày, tức giận nói. Ông nói hơi quá rồi, ông bảo bọn họ thử xem. Mạc Phàm cười khinh thường nói. Xé cậu ta cho tôi. Trong mắt La Thành chớp lóe tinh quang, lạnh lùng nói. Ông ta vừa ra lệnh, ánh sáng màu lục trong mắt tất cả hạn bạt lập tức sáng lên, nhìn về phía Mạc Phàm. Vù vù. Một giây sau, tất cả hạn bạt cử động, như mãnh thú phát cuồng xông về phía Mạc Phàm. Đất đai run rẩy, gió lạnh thổi quét, tiếng gào thét vang lên. Mấy ngàn hạn bạt cùng cử động, không ít người La gia mỉm cười. La gia bọn họ thả gần hết hạn bạt ra rồi. Cho dù là bộ đôi đặc chủng giỏi nhất đến, chỉ có thể bị diệt toàn quân. Một mình Mạc Phàm có thể làm gì, cho dù chồng tất cả hạn bạt lại cũng có thể đè chết Mạc Phàm. Xem ra những thứ chúng ta chuẩn bị không cần dùng nữa. La Yên đứng trên tường thành cười mỉa nói. La Thành không nói gì thêm, nhìn Mạc Phàm dưới thành. Hạn bạt cách Mạc Phàm 10 thước, đối với người bình thường là chuyện vài bước, nhưng đối với hạn bạt chỉ là chuyện một giây. Chỉ trong chớp mắt, hạn bạt dẫn đầu đã đến trước người Mạc Phàm, móng vuốt sắc bén như lưỡi dao vồ lấy Mạc Phàm. Mạc Phàm nheo mắt, trong mắt hắn nở rộ tinh quang. Tuy nhiều con kiến, nhưng tụ cùng một chỗ chỉ là đám kiến, có ích lợi gì? Hắn xoa hai tay, phản văn màu vàng xuất hiện trên cánh tay hắn, tụ tập vào trong hai tay. Hắn tách hai tay ra, một thanh kiếm màu vàng xuất hiện trong tay hắn. Kiếm dài 7 thước, kim quang lưu chuyển. Kinh văn phía trên cũng lưu chuyển, vô cùng rực rỡ. Chảm! Hắn khẽ quát. Không đợi hạn bạt động vào hắn, hắn cắm mạnh kim kiếm xuống dưới chân. Kim kiếm biến mất vào trong sông bảo vệ thành, chỉ có gợn sóng nổi lên, không còn gì. Nhưng lúc hạn bạt muốn nắm lấy mặt Mạc Phàm, xé rách mặt hắn ra. Bùm! Kiếm khí màu vàng hình thành 9 lỗ ống kính, xuất hiện dưới chân Mạc Phàm, như đạn hạt nhân bất chợt nổ tung, kim quang tỏa ra bốn phía. Một đạo kình phong như bão tới xuất hiện. Hạn bạt đến bên cạnh Mạc Phàm trước tiên, sắp xé nát Mạc Phàm, trong chớp mắt bị kim quang và kình phong cuốn đi, lập tức như đạn bắn ra, bay về phía sau. Rầm, không ít hạn bạt đụng vào tường thành, để lại đại động hình người trên vách tường. Thế đi của kiếm quang màu vàng không giảm, tiếp tục càn quét hạn bạt. Sau đó là nhóm thứ hai. Chảm. Sau đó là nhóm thứ ba. Chảm. Chỉ trong chớp mắt, mấy ngàn hạn bạt như thuyền nhỏ gặp phải sóng thần rời núi lấp biển, toàn bộ đều bay ra ngoài. Rầm rầm rầm. Hạn bạt ngã mạnh xuống đất, không động vào được một sợi tóc của Mạc Phàm. Một khắc trước bên ngoài thành cổ còn gào thét liên tục, lập tức yên tĩnh lại. Không chỉ những hạn bạt không còn gào thét, đám người La gia trên tường thành và đám Hứa Bình đều không nói nên lời. Đừng nói là hơn 1000 hạn bạt. Cho dù hơn 1000 người cũng khó đối phó. Nhưng hơn 1000 hạn bạt ở trước mặt Mạc Phàm,
còn chưa dùng đến công phu, đã bị một kiếm chém hết. La Thành nhíu mày, ông ta biết Mạc Phàm rất lợi hại, những hạn bạt này khó mà đối phó được. Ông ta để những hạn bạt này lên sân khấu, vì muốn tiêu hao nội khí của Mạc Phàm, để dễ đối phó. Ai biết một kiếm của Mạc Phàm có thể đối phó những hạn bạt này, không có thêm một động tác dư thừa. Mạc Phàm, cậu nghĩ hạn bạt quá đơn giản rồi. La Thành quát. Kim thương trong tay ông ta lại gõ xuống, kim quang nở rộ. Điểm đáng sợ nhất của hạn bạt là không sợ chết, cũng rất khó chết. Cho dù Mạc Phàm chém hạn bạt thành 7-8 đoạn, những hạn bạt này vẫn có thể đứng dậy giết người. Không ít người đều cho rằng giết chết hạn bạt, không ngờ bị hạn bạt đứng dậy lần nữa giết chết. Vậy sao, vậy ông bảo bọn họ đứng dậy thử xem. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt, nói. Chỉ là hạn bạt, có gì phức tạp. Sắc mặt La Thành và người La Gia thay đổi, vội vàng nhìn xuống hạn bạt dưới thành. Những hạn bạt đó không bị kiếm khí của Mạc Phàm chém thành mấy cánh hoa, nhưng khi La Thành ra lệnh, vậy mà bọn chúng không nhúc nhích. Sao có chuyện này được? Linh hồn những hạn bạt này bị La Gia bọn họ lấy bí pháp khóa vào trong thân thể, trừ phi thiêu hạn bạt thành cho tàn, nếu không bọn họ gần như bất tử bất diệt. Chỉ cần linh hồn bất diệt, hạn bạt phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Vì sao bị Mạc Phàm chém một kiếm, những hạn bạt này không có một người đứng dậy? Đều xuất hiện cả đi. Mạc Phàm không để ý đến La Thành, thản nhiên nói. Hắn vừa nói những lời này, một đám bóng dáng mơ hồ bay từ trên người hạn bạt ra, trôi nổi trên không thi thể. Hư ảnh vừa ra, thân thể hạn bạt nhanh chóng biến thành như hạt cát, biến mất theo gió. Chuyện này, sắc mặt đám người La Gia lập tức thay đổi. Những hạn bạt này là La Gia bọn họ lấy bí pháp luyện chế, phương pháp giải trừ cũng chỉ La Gia bọn họ mới có. Vậy mà một kiếm của Mạc Phàm có thể há giải bí pháp trên người những hạn bạt này. Đây là chuyện chưa bao giờ có, nếu không hạn bạt của La Gia bọn họ sẽ không càng ngày càng nhiều. Mạc Phàm, sao cậu có thể biết bí pháp luyện thi của La Gia tôi? Chuyện này rất khó sao? Mạc Phàm cười khinh thường nói. Bí pháp luyện chế hạn bạt mà thôi. Quả thật có vô số loại, mỗi một chủng loại đều không có cùng phương pháp phá giải, phương pháp không đúng sẽ không phá giải được. Nhưng cho dù là bí pháp luyện thi gì, dù thay đổi muôn lần bản chất vẫn không thay đổi, chỉ cần nắm giữ nguồn gốc là được, muốn phá giải chỉ là chuyện một ý niệm trong đầu. Nắm giữ nguồn gốc này, rất khó với y tiên bất tử hắn sao? Sắc mặt La Thành xanh mét, tựa như bị người ta tát ngay tại chỗ. Mạc Phàm không thèm nhìn La Thành, tay vung lên. Hắc khí lượn lờ tạo ra đại môn cổ xưa, xuất hiện bên cạnh hắn. Bên trái đại môn là hai chữ lục đạo, bên phải là luân hồi. Nên đi đâu thì đi đó đi. Cánh cửa này là cánh cửa con người đi qua sau khi chết, dù sao đã cho bọn họ tự do, đơn giản là đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên. Mạc Phàm vừa nói xong, không ít hư ảnh nhìn thấy cửa đá này, trước mắt sáng lên. Không có Mạc Phàm bọn họ sẽ bị La Gia nô dịch đời đời kiếp kiếp. Không có cơ hội tiến vào lục đạo luân hồi, vậy mà Mạc Phàm lại mở cánh cửa này giúp bọn họ. Không ít hư ảnh cung kính bái lại Mạc Phàm, nhao nhao biến mất vào trong cửa đá hắc khí lượn lờ. Có một đám hư ảnh bay đến bên cạnh Trương Tĩnh Như cách đó không xa, nói nhỏ vài câu bên tai Trương Tĩnh Như, cũng biến mất vào bên trong. Chỉ trong phút chốc, hơn 1000 hạn bạt không chỉ bị hủy đi, ngay cả linh hồn đều được Mạc Phàm siêu độ, sắc mặt đám người La Gia vô cùng khó coi. Nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ hung dữ, ước gì có thể xé Mạc Phàm ra thành mảnh nhỏ. Những hạn bạt này được Mạc Phàm siêu độ nhìn rất đơn giản, nhưng luyện chế thì vô cùng phiền phức. Mỗi một cụ hạn bạt cần 5 năm trở lên, thực lực mạnh một chút phải cần 10 năm, 20 năm. La Gia bọn họ luyện chế vài chục năm mới tạo thành lợi khí giết người, tích lũy mấy trăm năm, lại bị một kiếm của Mạc Phàm hủy đi toàn bộ như thế. Nếu chỉ bị cắt thành mấy khối, bọn họ có thể nối hạn bạt lại, tiếp tục sử dụng. Hiện giờ không còn gì rồi. Mạc Phàm, cậu dám hủy đồ của La Gia chúng tôi muốn giết cậu thành nô lệ của La Gia thay bọn họ. La Thành nhíu mày, giận dữ hét. Mạc Phàm thấy tất cả linh hồn đều đi qua cửa lục đạo luân hồi, tay hắn vung lên, hắc khí biến mất, cửa lục đạo luân hồi biến mất theo. Giao tiểu hồ ly ra đây, nếu không tôi cũng sẽ chém sạch các người. Mạc Phàm khẽ nâng mắt. Nhìn về phía tường thành, lạnh lùng nói. Nếu La Gia giao tiểu hồ ly ra đây, hắn sẽ chỉ trừng phạt dòng chính của La Thành.
Nếu không giao, hắn sẽ khiến cả La gia muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. La Thành nhíu mày thành chữ hỏa, hai mắt sắp phun lửa, tựa như nhìn thấy kẻ thù giết cha. Mạc Phàm, tiểu súc sinh kia ở ngay trong địa lao của La gia chúng tôi, nếu cậu có thể giết người La gia trong thành cổ, tôi sẽ trả lại tiểu súc sinh kia cho cậu. Ha ha, Mạc Phàm lắc đầu cười, đạp lên nước sông cuồn cuộn, đi về phía cửa lớn thành cổ. La Thành hơi híp mắt, do dự một lát, nhìn về phía người La gia đứng trên tường thành. Đi, giết cậu ta cho tôi. La Thành ra lệnh. Sắc mặt đệ tử La gia thay đổi, lộ vẻ do dự, không ít người còn lùi về phía sau. Hơn 1000 hạn bạt cấp cao đã không phải đối thủ của Mạc Phàm, bọn họ là đối thủ của Mạc Phàm sao? Đây không phải là bảo chúng ta chịu chết sao? Một đệ tử La gia khiếp sợ nói. Cậu nghĩ rằng các cậu không giết Mạc Phàm, cậu ta sẽ bỏ qua cho các cậu sao? La Thành liếc mắt nhìn đệ tử La gia một cái, lạnh lùng nói. Chuyện này, không đi cũng được, đi chết đi. Trong mắt La Thành lóe lên sắc lạnh, ném kim thương trong tay về phía đệ tử La gia này, kim quang trên kim thương chớp lóe. Mắt đệ tử La gia vừa nói chuyện mở to, kim thương đâm vào trong miệng anh ta, xuyên qua gáy cắm xuống mặt đất, kim thương và thân thể anh ta tạo thành một hình tam giác. Sắc mặt đệ tử La gia khác thay đổi, không còn ai dám nói gì. Đi theo tôi, liều mạng với tiểu tử Giang Nam này, cho cậu ta biết lợi hại của La gia chúng ta. Một người đàn ông trong đó nổi giận thét lên, ngân thương trong tay lấp lánh, đứng trên tường thành, ngân quang tỏa ra từ người anh ta. Có đệ tử La gia này cổ động, không ít đàn ông La gia lập tức được khơi dậy tâm huyết. Chỉ trong phút chốc, có trên trăm đệ tử La gia đứng trên tường thành. Theo La Thành nâng một tay lên, tất cả đệ tử La gia đứng trên tường thành nắm ngân thương kéo về phía sau như dương cung. Ngân quang tỏa ra trên ngân thương, giống như laser. Giết! La Thành khẽ quát một tiếng. Trên trăm ngân thương được đệ tử La gia ném ra trước sau, xẹt qua một đường cong hoàn mỹ trong không trung, bay về phía Mạc Phàm, chỉ trong chớp mắt, ngân thương đầu tiên đã đến bên cạnh Mạc Phàm. Ánh mắt Mạc Phàm rét lạnh, trong mắt chớp lóe hàn ý. Hắn đã cho La gia cơ hội, nếu La gia không chịu giao tiểu hồ ly ra, còn phái người đi tìm chết, vậy chỉ có thể. Giết! Hắn mở năm ngón tay, đầu ngón tay sáng lên, bạch ngọc kiếm xuất hiện trong tay hắn. Kiếm khí như xương trắng, chém về phía ngân thương. Bạch ngọc kiếm còn chưa đụng tới ngân thương, bỗng nhiên hắn nhíu mày. Ngân quang trên ngân thương nhoáng lên một cái, đệ tử La gia dẫn đầu ném thương trên tường thành, vậy mà tự nhiên xuất hiện bên cạnh ngân thương. Như dùng ma pháp. Một tay người đàn ông này nắm ngân thương, một tay cầm loan đao màu bạc, lập tức chém về phía eo Mạc Phàm. Mạc Phàm khẽ nhướn mày, lộ ra chút bất ngờ. Thuấn di. Thuấn di là một pháp thuật cấp cao, có thể đến nơi mình muốn một cách tùy ý, tốc độ vô cùng nhanh, ngàn dặm chỉ là chuyện một ý niệm. Nhưng pháp thuật này chỉ có cấp bậc Nguyên Anh mới sử dụng được. Những đệ tử La gia có thể thông qua pháp khí thì triển ra được tác dụng tương tự thuấn di, đúng là nằm ngoài dự liệu của hắn. Thấy loan đao của người đàn ông sắp chém tới, tay còn lại của hắn chớp lóe kim quang, Chu Tuyệt kiếm xuất hiện. Chảm! Chu Tuyệt kiếm xẹt qua không trung. Loan đao tựa như đậu hủ, bị Chu Tuyệt kiếm cắt thành hai đoạn, lạc ấn trên loan đao chớp lóe, liền biến mất không thấy. Mạc Phàm nhìn lướt qua lạc ấn trên loan đao, lập tức thoải mái. Nhiếp hồn! Mạc Phàm nhìn lướt qua ngân thương kia. Dưới ngân thương, một đám bóng người lập tức hiện lên, vẻ mặt ngây ra như phỗng, rõ ràng là chúng pháp thuật của Mạc Phàm. Chảm! Hai thanh kiếm trong tay Mạc Phàm kéo dài, đảo qua không trung. Kiếm quang gặp ngân thương bị chém đứt. Kiếm quang gặp đệ tử La gia cũng bị chém đứt theo, huyết hoa và thi thể rơi từ trên không trung xuống. Một đám đệ tử La gia vốn là lợi khí giết người. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đến dưới tay Mạc Phàm, không mạnh hơn hạn bạt bao nhiêu, giống như thịt cá dưới ngân thương, mặc Mạc Phàm sâu xé. Có một số đệ tử La gia còn nhảy bên cạnh Mạc Phàm vài lần, nhưng cũng chỉ là vài lần, liền bị Mạc Phàm chém thành mảnh nhỏ. Không lâu sau, sông bảo vệ thành bị nhuộm đỏ, bên trên đều là thi thể đệ tử La gia. La Thành, nếu La gia các người chỉ có chút bản lĩnh đó, vậy đi chết đi. Mạc Phàm giống như cái máy giết chóc, vừa chém giết những đệ tử La gia này, vừa lạnh lùng nói. Trên cửa thành,
La Thành nhíu chặt mày, quả đấm vang lên răng rắc. Tuy ông ta không cần mạng của những đệ tử La Gia, nhưng nhìn đệ tử La Gia bị chém giết như thế, ông ta cũng không chịu được. Cho đến bây giờ đều là đệ tử La Gia bọn họ chém người khác như cắt cỏ, đâu có người nào đối với bọn họ như thế. Chuẩn bị thế nào rồi? La Thành không để ý đến Mạc Phàm, mà nghiến răng quát một trưởng lão bên cạnh. Mấy vị trưởng lão khác đã vào vị trí, có thể bắt đầu. Được lắm. Trong mắt La Thành chớp lóe sắc bén, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Những người khác lui ra. Đệ tử La Gia còn lại vốn không muốn ra tay với Mạc Phàm, ném binh khí trong tay lên trên tường thành, thân thể nhoáng lên một cái, cùng binh khí xuất hiện ở trên tường thành, thoát khỏi chiến trường. Trên người La Thành chớp lóe kim quang, giống như chiến thần được bao phủ bởi ngọn lửa màu vàng. Ông ta vươn một tay ra, kim thương quay về tay ông ta. Mạc Phàm, hôm nay lão phu phải tự tay chém cậu thành mảnh nhỏ. Ông ta giẫm mạnh xuống dưới chân một cái, trên tường thành lập tức xuất hiện từng đạo vết rạn. Ánh sáng màu vàng kéo dài trong không trung, giống như sao chổi xẹt qua không trung, kim thương trong tay đâm mạnh về phía Mạc Phàm, trong chớp mắt đã đến trước người Mạc Phàm. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, kiếm quang tung hoành, không do dự nghênh đón trường thương trong tay La Thành. La Thành chỉ đứng thứ 6 hắc bảng, còn không bằng quỷ lão, vậy mà dám ra tay với hắn, muốn chết. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên đất đai chấn động, tựa như có cự nhân rơi xuống đất. Bầu trời tối sầm theo, một bóng đen to lớn rơi từ trên trời xuống, càng ngày càng gần. Còn chưa tới, lực khổng lồ đánh vào mặt đất tạo ra lõm mảng lớn, thanh thế khiến người ta vô cùng sợ hãi. Mạc Phàm nhìn bóng đen, khẽ cau mày. Ở nơi xa, mặt đám Hứa Bình tái mét, mắt mở to. Có người che miệng, không thể tin vào hai mắt mình. Có người dùng lực véo thịt mình, ý đồ là khiến mình tỉnh táo lại. Tóm lại, toàn bộ đều sợ ngây người, cho dù gặp quỷ cũng không khoa trương như thế, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin. Chuyện này, đó là gì thế, ông trời của tôi? Theo La Thành nhảy xuống. Một khắc trước pho tượng cầm thương cạnh cửa vẫn đứng bên cạnh thành, lập tức sống lại. Trong tay là trường thương giống như của La Thành, chỉ trong phút chốc đã đến đỉnh đầu Mạc Phàm, khiến tất cả mọi người vô cùng bất ngờ. Vậy mà pho tượng còn sống. Mạc Phàm thể hiện pháp thuật, công pháp với La Gia đã khiến bọn họ mở mang tầm mắt, hoàn toàn như đang ở trong thế giới tiên hiệp. Hiện giờ ngay cả pho tượng đều sống lại, chuyện này càng phá nát thế giới quan lúc trước của bọn họ. Trước đó Hứa Bình đã biết một số tin tức liên quan đến La Gia, là Hạn Bạt và Sơn Hà Ấn. Nhưng nhìn thấy pho tượng sống to lớn, cô cũng nuốt nước bọt. La Gia thật sự có thần linh sao? Kinh ngạc rất nhiều, đồng thời lo lắng cũng hiện lên trên mặt đám Lưu Phỉ Phỉ, Chu Hiệt. Pho tượng này phải cao 2, 30 mét, chỉ riêng trường thương trong tay đã có kích thước bằng 4 người, như một tòa đại lâu 6, 7 tầng. Mạc Phàm đứng trước mặt pho tượng. Hoàn toàn không thấy được. Nếu chỉ là pho tượng động tác không linh hoạt cũng không sao, nhưng động tác của pho tượng này đều như La Thành, tốc độ rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến đỉnh đầu Mạc Phàm. Thân thể cao lớn, cộng thêm tốc độ khủng bố, chuyện này thật đáng sợ. Con người có thể đánh bại thứ này sao? Mạc Phàm cẩn thận. Lưu Phỉ Phỉ kêu lên. Trên thành cổ, nhìn thấy pho tượng xông về phía Mạc Phàm. Một đám đệ tử La Gia lúc trước kinh hồn táng đảm đều lộ ra vui mừng. Thủ hộ thần, đây là thủ hộ thần. Nghe tiếng hò hét trên thành cổ, La Thành hơi nhếch miệng, cười đắc ý. Nếu La Gia bọn họ chỉ có Hạn Bạt, chỉ có thuấn di chi thuật, ông ta sẽ lập tức quỳ xuống xin lỗi Mạc Phàm. Bởi vì ông ta biết, mấy thứ này không ngăn được Mạc Phàm. Nhưng ngay mấy hôm trước khi Mạc Gia đánh bại Lâm Gia, La Gia bọn họ đã tìm Sơn Hà Ấn thất truyền trăm năm. Mở phong ấn cuối cùng của thành cổ ra, có thể sử dụng mấy thứ này lần nữa. Mấy thứ này đều có thân hình cường giả bán thần, cộng thêm thuấn di chi thuật của La Gia bọn họ, chỉ là Mạc Phàm có gì phải sợ, còn cần cúi đầu trước Mạc Phàm sao? Giết cậu ta cho tôi. La Thành cười đắc ý nói. Thân thể ông ta nhoáng lên một cái, xuất hiện trên vai pho tượng, thạch thương to lớn mang theo sóng xung kích đủ để xé rách đất đai, chém về phía Mạc Phàm. Sắc mặt Mạc Phàm khẽ đổi, cũng không lùi bước, tinh quang trên trường kiếm chớp lóe, điểm giữa thạch thương. Bùm, giống như có lôi minh nổ giữa trường kiếm và thạch thương. Trên thạch thương to lớn xuất hiện vết rạn, nhưng thế đi không giảm,
Mạc Phàm bay ra như đạn ra khỏi súng, bay về phía sau, bay ra ngoài 100 mét mới dừng lại, một đạo khe rãnh sâu xuất hiện giữa hắn và pho tượng, bụi bay tứ tung. Mạc Phàm bị đánh bay, vui mừng trên mặt đám La Thành lại dày đặc hơn chút. Mạc Phàm, không phải cậu muốn chém toàn bộ La gia chúng tôi sao, sao ngay cả tảng đá mà cậu cũng không chém được thế? Trong bụi đất, Mạc Phàm chậm rãi đứng thẳng người, không chỉ không có một chút giận dữ, trái lại trong mắt chớp lóe tinh quang. Nhìn La Thành dưới chân pho tượng to lớn. Từ khi hắn có được tu vi tới nay, còn chưa gặp được lực lượng mạnh hơn hắn. Xem ra lần này đến La gia Mạc Bắc thú vị hơn hắn nghĩ một chút. Vậy mà La gia các ông dưỡng thi ma. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thi ma là dị chủng của hạn bạt, chẳng qua hạn bạt lấy huyết nhục làm đồ ăn, thi ma lại lấy hạn bạt làm đồ ăn. Mỗi lần cắn nuốt một hạn bạt, thực lực của thi ma sẽ tăng lên một chút, thân thể cũng to lớn hơn. Có thể có độ cao này, thi ma này phải hơn 1000 năm. Vậy mà cậu cũng biết thi ma. La Thành nhướng mày, hơi bất ngờ nói. Dựa theo ghi chép của La gia bọn họ, thi ma không phải bọn họ dưỡng ra, mà tìm được trong một bí cảnh. Tổ tiên La gia bọn họ tìm kiếm rất nhiều sách cổ hoa hạ, đều không có lai lịch thứ này, sau đó lại mạo hiểm đến bí cảnh một chuyến, mới tìm được một số sách cổ liên quan đến thi ma, bắt đầu nuôi dưỡng thi ma. Mạc Phàm chỉ nhìn thoáng qua, liền nhận ra thi ma, đúng là nằm ngoài dự kiến của ông ta. Tôi còn biết nhiều hơn ông nghĩ nhiều. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Vậy cậu có biết hôm nay cậu có thể sống rời đi không? La Thành cười mỉa nói. Ông ta vốn đang lo lắng thi ma không phải đối thủ của Mạc Phàm, nhưng một kích vừa rồi đã cho thấy thi ma mạnh hơn Mạc Phàm, lần này Mạc Phàm chắp cánh cũng đừng muốn chạy thoát. Muốn giữ tôi lại, dựa vào thi ma thì không đủ đâu. Vẻ mặt Mạc Phàm không đổi nói. Chỉ là thi ma đã muốn giết hắn, quá ngu ngốc. Một thi ma không đủ, vậy hai thì sao? Hai không đủ, vậy thêm chúng tôi nữa thì sao? Hai giọng nói vừa mới vang lên xong, từng đạo kim quang xẹt qua bầu trời mà đến trước người Mạc Phàm 100 mét thì dừng lại. Bùm, giống như có trái bom nổ giữa không trung, kim quang tỏa ra. Đất đai run rẩy, không gian lắc lư. Trên 4 cửa thành, 7 pho tượng khác cũng biến mất theo, xếp thành hình cung xuất hiện trước người Mạc Phàm. Trên 7 pho tượng này, là các trưởng lão vênh váo hung hăng của La gia. 8 pho tượng cao 20-30 mét đứng sừng sững, khí tức vô cùng áp lực đánh ra 4 phía. Không ít người cảm thấy hô hấp khó khăn, giống như bị người ta nắm cổ. Mạc Phàm, bây giờ cậu cảm thấy đủ chưa? La Thành điều khiển thi ma kia tiến lên trước một bước, nhìn Mạc Phàm phía dưới, cười mỉa nói. Không chỉ có La Thành nở nụ cười, 7 trưởng lão kia cũng nở nụ cười theo. Trên tường thành, La Yên nở nụ cười. La Phi cũng cười. Ông ta không biết cách 100 năm, La gia bọn họ lại mở mấy thứ này ra, sớm biết trước ông ta đã không cúi đầu trước Mạc Phàm. Những đệ tử La gia còn sống sau tai nạn cũng cười. Nếu không phải Mạc Phàm đột nhiên tới, bọn họ hoàn toàn không cần hy sinh những đệ tử La gia đó. Nhưng hy sinh bọn họ đợi đến lúc này cũng đáng, dù sao đối thủ là Mạc Đại Sư, dù thế nào cũng phải có hy sinh. Mạc Phàm, nếu cậu cảm thấy những thứ này còn chưa đủ, tôi lại cho cậu xem thứ nữa. La Thành vươn tay ra, một thứ xuất hiện trong tay hắn, bay về phía bầu trời. Đây là tỷ ấn một phương, to bằng đầu người, có màu vàng. Bên trên có một con kỳ lân, trông rất sống động. Phía dưới khắc mấy chữ, Sơn Hà Vĩnh Thọ. Tỷ ấn bay lên bầu trời, hào quang màu vàng lập tức tỏa ra 4 phía. Trong chớp mắt linh khí xung quanh bị rút đi, linh khí cuồn cuộn tụ tập về phía 8 thi ma. Một khắc trước dưới chân Mạc Phàm còn là hắc thạch, trong chớp mắt biến thành cát chảy cuồn cuộn, cát chảy như rắn phân ra, vòng quanh chân Mạc Phàm lan tràn lên trên. Cùng lúc đó, áp lực rất lớn đè về phía Mạc Phàm, rõ ràng không có cái gì, nhưng trên người Mạc Phàm như có 2 tòa đại sơn đè ép, rất nặng. Nhìn thấy tỷ ấn này, sắc mặt Hứa Bình thay đổi, mấy chữ không tự chủ truyền từ miệng cô ra. Sơn Hà Ấn. Sơn Hà Ấn, pháp bảo thần bí nhất của La gia. Nghe nói là tỷ ấn của một vị hoàng đế nào đó chia Mạc Bắc cho một vị tổ tiên La gia làm đất phong, sau này khối tỷ ấn thành pháp bảo La gia khống chế Mạc Bắc. Chỉ cần tỷ ấn còn đây, trong Sơn Hà địa lý phải nghe lệnh La gia. 8 pho tượng dưới chân La Thành đã khiến La gia ở thế thượng phong,
hiện giờ lại lấy Sơn Hà ấn ra. Lần này xong rồi. Mạc Phàm, như vậy đủ rồi chứ? La Thành hơi nhếch miệng, cười nói. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, nhìn thoáng qua Sơn Hà ấn, mắt hơi nheo lại, lông mày lập tức giãn ra. Chẳng trách Mạc Bắc đều là sa mạc. Có pháp bảo luyện địa mạch Mạc Bắc, phần lớn địa mạch Mạc Bắc lồng vào trong pháp bảo, khiến địa mạch rất nhiều nơi khô kiệt, thành vùng đất cằn cỗi đầy sỏi đá, cũng là sa mạc hiện giờ. Sa mạc thì sao, cũng là sa mạc của La gia tôi. La Thành cười khinh thường nói. Mạc Bắc này là địa bàn của La gia bọn họ, muốn làm thế nào thì làm thế đó, nếu có thể khiến La gia vô địch, cho dù biến Mạc Bắc thành tử địa cũng không sao. Pháp bảo này có thể khiến cậu hài lòng chứ, Mạc Phàm. La Thành nói tiếp. Đại ca, đừng nói lời vô nghĩa với cậu ta, giết tiểu tử này trước, rồi diệt Mạc gia, xem sau này còn ai dám đối nghịch với La gia chúng ta nữa không. Bên cạnh La Thành, một lão giả mặt vàng không kiên nhẫn nói. Lão nhị, gấp cái gì, tiểu tử này có thể lật được cành hoa sao? Một lão giả đầu bóng loáng cười khinh thường nói. Có Sơn Hà ấn chấn áp. Mạc Phàm sẽ tương đương với bị cả địa mạch Mạc Bắc đè lên người. Lúc này Mạc Phàm có thể đứng nói chuyện đã không dễ dàng, vốn dĩ không làm được chuyện gì khác. Lão giả đầu bóng loáng vừa dứt lời, những người khác bật cười. Cách đó không xa, trên mặt Thôi Tường và mấy nữ diễn viên lộ ra vẻ vui mừng. Nếu Mạc Phàm chết trên tay La gia, bọn họ không cần lo lắng chuyện lúc trước đắc tội Mạc Phàm, người chết không có biện pháp tìm bọn họ gây phiền phức. Hứa Bình và Lưu Phỉ Phỉ nhíu mày, vẻ mặt âm tình bất định. Bọn họ đều biết Mạc Phàm rất lợi hại, nhưng nhiều pho tượng khổng lồ có thể đánh lùi Mạc Phàm như thế, cộng thêm Sơn Hà ấn, một mình Mạc Phàm có thể đấu được sao? Chu Hiệt nhíu mày, rút trường kiếm ra, muốn xông tới trước. Ở yên đó đi, Mạc Phàm nói với Chu Hiệt. Nhưng mà, Chu Hiệt nhíu mày, lộ ra do dự. Yên tâm đi, không sao. Mặt Mạc Phàm không đổi. Giống như pho tượng trước mặt và Sơn Hà ấn như núi không tồn tại. Không sao, kha kha, Mạc Phàm, ngoại trừ xuất khẩu cuồng ngôn, cậu còn gì để nói, không nói vậy bây giờ chúng tôi sẽ khiến cậu có sao, lập tức lại khiến đồ đệ đó của cậu có sao. La Thành cao giọng cười, liếc mắt nhìn Chu Hiệt một cái nói, Mạc Phàm sắp thua trận rồi, vậy mà còn nói không sao. Quả thật thi ma và Sơn Hà ấn của La gia các ông rất lợi hại. Nếu các ông vẫn co đầu rụt cổ ở vùng sa mạc này, đúng là không ai có thể làm gì các ông. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thi ma và tế luyện Sơn Hà đều là thuật pháp cấp cao không tồn tại trên địa cầu, chỉ có kim đan kỳ mới sử dụng được, La gia có thể có được, hắn hơi xem thường La gia rồi. Nếu biết những chuyện này, cậu không nhanh chóng quỳ xuống tôi sẽ khiến người Mạc gia cậu chết một cách nhẹ nhàng, nếu không tôi sẽ khiến các người sống không bằng chết. La Thành đắc ý nói. Mạc Phàm đã thừa nhận không ai có thể làm gì La gia bọn họ, không khác gì chịu thua, La gia bọn họ đã thắng. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, ngón tay sáng lên, hai thanh kiếm Chu Diệt và Chu Tà cùng xuất hiện xung quanh hắn, bốn thanh kiếm giao nhau. Trên người hắn tỏa ra ánh sáng theo thứ tự là ngũ sắc, hoàng sắc, tử sắc, ba ánh sáng này lưu chuyển, mỗi khi xuất hiện một ánh sáng, khí tức trên người hắn như đê đập cây số được mở cống, khí tức cường đại tùy ý mà ra. Theo khí tức thay đổi, tóc dài màu đen xõa xuống vai hắn. Âm thanh đùng đùng vang lên, thân thể không tính cao lớn của hắn đột nhiên biến thành hơn 1m8. Quần áo trên người cũng thay bằng áo bào trắng, ngũ quan tinh xảo như tiên nhân, ngay cả mỹ nữ như Lưu Phỉ Phỉ, La Yên nhìn thấy cũng không khỏi ghen tị. Chỉ trong chớp mắt, khí tức cả người hắn thay đổi nghiêng trời lệch đất, nếu Mạc Phàm lúc trước là một vùng hồ nước, hiện giờ như huyết hải mãnh liệt. Áp lực như núi quanh hắn không còn sót lại gì, hạt cát dưới chân như gặp được thiên địa, lập tức rời khỏi chân hắn. Thân thể Mạc Phàm thay đổi, mắt mọi người mở to, tựa như nhìn thấy thần linh. Chuyện này, đó là Mạc Phàm sao? Ngay cả La Thành cũng thay đổi sắc mặt, lộ ra chút thận trọng. Mạc Phàm không để ý ánh mắt những người khác, một tay hắn vươn ra, bốn thanh kiếm bay vào tay hắn theo thứ tự. Hợp! Hắn khẽ quát! Mấy tầng hào quang trên người bao phủ bốn thanh kiếm, hào quang trên bốn thanh kiếm nhoáng lên một cái, biến thành đại kiếm phải lớn gấp đôi lúc trước. Toàn thân kiếm như máu, dài bằng một người, bên trên có huyết khí lượn lờ, khiến cho người ta có cảm giác rất hung lệ. Những thứ này không có tác dụng gì trước mặt tôi đâu.
Mạc Phàm nhấc trường kiếm huyết sắc trong tay, lạnh lùng nói. Nếu hắn không dùng thiên địa nguyên thạch chữa trị, có lẽ thật sự khó đối phó. Nhưng hiện giờ thực lực của hắn không giảm còn tăng, thì ma và sơn hạ ấn có khả năng đối phó được sao? La Thành hơi híp mắt, tinh quang nở rộ. Không đợi ông ta mở miệng, lão giả mặt vàng khinh thường xen miệng nói. Tiểu tử, đến tình cảnh này còn cãi cứng, cậu nghĩ mình thay đổi bộ dạng sẽ làm được gì? Tôi thấy cậu là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, xem lão phu chém cậu đây. Ông ta không nói nhiều lời vô nghĩa với Mạc Phàm, kim thương trong tay như sao băng bay về phía Mạc Phàm. Kim thương như súng laser, trong chớp mắt đã đến bên cạnh Mạc Phàm, lạc ấn phía trên sáng lên. Bóng dáng thi ma như cự nhân kình thiên nhoáng lên một cái, thân thể cao lớn đến trước người Mạc Phàm, nhanh giống như thiên thạch thuấn di. Mặt đất lập tức run rẩy, giống như không chịu nổi lực lượng cường đại như thế. Đột nhiên mặt đất dưới chân Mạc Phàm lún xuống. Vết dạn như mạng nhện lan tràn từ chân Mạc Phàm ra xung quanh. Hai mắt Mạc Phàm nở rộ sắc bén, hai tay hắn nắm lấy cự kiếm huyết sắc, không giữ lại linh khí trong cơ thể chút vào bên trong, một kiếm không do dự chém về phía thi ma mà lão giả mặt vàng khống chế. Chạm! Huyết kiếm ở trước mặt thạch thương trong tay thi ma, đều không để mắt chút nào, gần như không cần tính. Nếu thạch thương của thi ma là thiên thạch từ trên trời giáng xuống, để lại tia lửa bốn phía, kiếm của Mạc Phàm giống như ánh nến phiêu theo gió. Bùm, một tiếng thật lớn, giống như có vạn tấn thuốc nổ nổ tung, không gian lắc lư dữ dội, trong chớp mắt đất đai tứ phân ngũ liệt, bụi đất tung bay. Lão giả giống như không muốn tha cho Mạc Phàm như vậy, bàn tay còn lại lóe lên một lạc ấn, không do dự ấn về phía Mạc Phàm. Tay còn lại của thi ma giống như Phật Như Lai, từ trên trời giáng xuống chụp lấy Mạc Phàm. Tiểu tử, cậu còn không chết đi. Lão giả cười mỉa nói. Một thạch thương, cộng thêm đại thủ che lấp mặt trời sắp đập Mạc Phàm xuống đáy đất. Kiếm trên tay Mạc Phàm tỏa sáng, huyết quang như mặt trời đỏ rực rỡ, trái lại bao phủ thạch thương và đại thủ trong đó. Răng rắc, thạch thương vỡ nát như đồ sứ. Lực lượng vô cùng cường hãn nối gót mà tới, kiếm quang 10 trượng phóng lên trời, chém mạnh xuống tay pho tượng to lớn. Bùm bùm, như sấm đánh vang lên. Pho tượng 2, 30 mét chẳng những không đánh lùi Mạc Phàm, trái lại bị một kiếm của Mạc Phàm chảm lui. Sắc mặt đám người La Thành trên pho tượng, người La Gia trên thành cổ, đám Hứa Bình cách đó không xa lập tức thay đổi. Một pho tượng 2, 30 mét, lại bị một kiếm của Mạc Phàm chảm lùi về sau. Chuyện này như một người cầm một thanh kiếm chém sập một tòa đại lâu 6, 7 tầng, quả thực khó mà tin. Huống chi pho tượng này không đơn giản như tòa đại lâu 6, 7 tầng. Mỗi thi ma đều không khác gì người đồng đúc bằng sắt thép, sức nặng gấp bội lần tòa đại lâu, cho dù bị thuyền chở dầu chạy với tốc độ cao đụng vào cũng không động một phen, lại bị Mạc Phàm làm lay động. Tiểu tử, vậy mà cậu có thể chém thi ma của La Gia bọn tôi? Sắc mặt lão giả mặt vàng khó coi, khó mà tin nói. Vừa rồi thi ma còn có thể đánh Mạc Phàm lùi 100 mét. Mạc Phàm chỉ thay đổi bộ dạng, vậy mà chém thi ma lùi lại. Trong bụi đất, trường kiếm của Mạc Phàm đứng thẳng. Hắn nâng mắt nhìn thoáng qua thi ma kia, trên mặt không vui không buồn. Cũng chỉ lùi 2 bước, xuất hiện một số khe hở, La Gia các ông dưỡng thi ma rắn chắc thật. Những lời này vang lên, sắc mặt dưới thì đệ tử La Gia, trên thì La Thành người cầm quyền La Gia đều khó coi. Những lời này của Mạc Phàm giống như đang khen ngợi bọn họ. Thực ra không khác gì tát vào mặt bọn họ. Nếu thi ma thật sự lợi hại, sẽ không bị Mạc Phàm chảm lùi 2 bước, còn xuất hiện vết nứt. Tiểu tử, lão phu muốn diệt cậu. Lão giả mặt vàng giận dữ hét. Kim thương trong tay ông ta tỏa sáng, thạch thương trên tay thi ma lập tức khôi phục với tốc độ mắt thường không thể thấy. Ông ta nắm kim thương, lại bay về phía Mạc Phàm, thi ma bắt đầu chuyển động. Vậy ông phải khống chế thi vương hay thi tổ mới được? Mạc Phàm nhíu mày, lạnh nhạt nói. Thi ma cùng lắm là tướng quân trong cương thi, đối với hắn mà nói, ngoại trừ thân thể to lớn hơn một chút, thì không có gì đặc biệt. Trường kiếm trong tay hắn nhoáng lên một cái, kiếm khí huyết sắc dài 10 trượng lao nhanh mà ra. Kiếm ý sắc bén làm người ta không rét mà run. Uy áp cường đại, không hiểu sao làm lưng người ta phát lạnh. Chảm! Mạc Phàm khẽ quát, không quan tâm cự thương trong tay thi ma đâm về phía hắn. Trường kiếm dài 10 trượng lập tức chém về phía lão giả mặt vàng khống chế thi ma.
Thạch thương vừa ngưng tụ còn chưa đâm đến người Mạc Phàm, liền bị chém đứt, trường kiếm khí 10 trượng chảm mạnh lên người Thi Ma. Một kiếm vừa rồi của Mạc Phàm chỉ khiến Thi Ma lùi 2 bước, một kiếm này đánh xuống, thân thể to lớn của Thi Ma trực tiếp bay về phía sau, cuồng phong nhấc lên. Rầm, một tiếng, Thi Ma đập vào trên tường thành. Thành cổ lay động vài cái, lúc này mới yên bình trở lại, vết thương có thể nhìn thấy xương cốt và nội tạng xuất hiện ở ngực Thi Ma. Phốc, một ngụm máu tươi phun từ miệng lão giả mặt vàng ra, khuôn mặt vốn khô vàng của ông ta lập tức như tờ giấy vàng. Sở dĩ ông ta có thể sử dụng Thi Ma, là vì luyện linh hồn mình và thân thể Thi Ma hợp lại. Như vậy Thi Ma mới chịu khống chế của ông ta, động tác nhất trí với ông ta. Thi Ma bị thương, ông ta cũng bị thương lây. Tiểu tử, cậu! Lão giả mặt vàng lau máu tươi ở khóe miệng, nhìn chằm chằm Mạc Phàm với vẻ hung dữ, trong mắt đều là không cam lòng. Vậy mà Thi Ma ông ta khống chế lại thua 2 kiếm của Mạc Phàm. Trên tường thành, sắc mặt La Yên và đám đệ tử La ra tái mét. Vừa rồi Mạc Phàm còn bị Thi Ma đánh lui, sau đó lập tức có thể đẩy lùi Thi Ma, hiện giờ một kiếm lại chém được Thi Ma. Tiểu tử này lấy đâu ra lực lượng, cậu ta còn là người sao? Một kiếm của Mạc Phàm chém Thi Ma kia xong, trường kiếm khí 10 trượng lại chỉ về phía đám La Thành. Lại cho các người cơ hội cuối cùng, giao tiểu hồ ly ra đây. La Thành nhíu mày, sắc mặt khó coi, đắc ý trên mặt đã sớm biến mất không còn. Mạc Phàm chỉ thay đổi bộ dạng, vậy mà thực lực tăng nhiều như thế, quả thật vượt qua dự kiến của ông ta. Mạc Phàm, nếu cậu muốn tiểu xúc sinh kia, thì tự mình tới lấy. La Thành lạnh lùng nói. Mạc Phàm thấy La Thành vẫn không chịu giao ra, ánh sáng lạnh trong mắt lại rét lạnh vài phần. Thôi, vẫn nên giết sạch các người tốt hơn. Hắn không phải là người hiếu sát, nếu La Gia vẫn chết không hối cải, hắn chỉ có thể cầm kiếm diệt. Nghĩ đến điều này, trường kiếm khí 10 trượng tỏa ra huyết quang, giống như đạo huyết hồng chém mạnh về phía La Thành. Thấy kiếm khí của Mạc Phàm chém tới, La Thành nhíu mày. Cùng tiến lên, tiểu tử này chỉ có một mình, tôi không tin mình cậu ta có thể đối phó được 8 thi ma của chúng ta. Mạc Phàm đã giết đến cửa La Gia bọn họ, dù thế nào ông ta cũng không thể thua. Một thi ma không đối phó được Mạc Phàm, vậy 8 thi ma cùng xông lên thì sao? Sắc mặt 7 người khác khẽ đổi, cũng không dám lơ là, binh khí trong tay cũng bay về phía Mạc Phàm. Binh khí của 8 người lần lượt đến trước người Mạc Phàm, lạc ấn trên binh khí sáng lên, 8 thi ma di chuyển, cự binh trong tay cùng chém về phía Mạc Phàm. Lúc trước chỉ có một thi ma ra tay, đã giống như phiên sơn đáo hà, 8 thi ma cùng hành động, lập tức khiến người ta có cảm giác thiên tháp địa hãm. Đất đai lay động, kình phong vô hình thổi bốn phía, không chỉ thổi mọi người đứng không vững, kiếm khí trên tay Mạc Phàm cũng hơi lay động, giống như ngọn lửa lay động trong gió. Một thi ma không được, 8 thi ma có tác dụng sao, lần này sẽ giải quyết hết các người. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng, 2 chữ thốt ra từ miệng hắn. Chu ma. Theo 2 chữ này thốt ra, kiếm quang lại sáng hơn vài phần, bỗng nhiên màu sắc từ đỏ như máu thành tử sắc quỷ dị. Kiếm khí tử sắc 10 trượng và cự binh trong tay thi ma chạm nhau, giống như là một đạo tử quang, cự binh không nhận được chút cách trở, tiếp tục chém về phía Mạc Phàm. Tử quang lóe qua cự binh, rơi xuống người 8 thi ma, tiếp tục xẹt qua người thi ma, vẫn không tạo thành bất luận thương tổn gì, liền xuyên qua cơ thể thi ma. Đám La Thành vốn nhíu mày, bỗng nhiên Mạc Phàm biến kiếm khí thành tử sắc, chắc chắn là có đạo lý của cậu ta. Nhưng kiếm khí tử sắc xuyên qua thi ma, không chỉ không chém bay, cũng không giam cầm thi ma, chuyện này thật sự nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Mạc Phàm, không phải cậu nói 8 thi ma không có tác dụng sao, không có tác dụng là kiếm khí của cậu mới đúng. La Thành hơi nhếch miệng, cười nói. 7 người khác cũng bật cười. Chuyện này dễ lý giải hơn, người đàn ông kia muốn một đêm 12 lần, nhưng có phải ai cũng có thể lao nhanh 12 lần trên người phụ nữ một đêm được chắc? Một tên đầu bóng loáng nói. Cậu đừng nói như vậy, tiểu tử này là Mạc Đại Sư Đông Hải, nói không chừng một kiếm của cậu ta có chỗ huyền diệu nào đó, chỉ là bây giờ chúng ta chưa nhìn ra. Một trưởng lão La Gia khác cười nói. Một đám người trái tim mới bị kéo cao lập tức buông lỏng, giống như không vội giết chết Mạc Phàm, động tác trên tay dừng lại hết, bắt đầu trào phúng. Ông nội, đừng nhiều lời với cậu ta nữa, mau giết cậu ta. Trên tường thành, La Yên nhíu mày, la lớn.
Tuy một kiếm của Mạc Phàm không tạo thành thương tổn gì, nhưng trong lòng cô ta có dự cảm không tốt, khiến cô ta vô cùng bất an. Đám La Thành nghe lời La Yên nói, thu hồi tươi cười, muốn tiếp tục ra tay, vẻ kỳ lạ xuất hiện trên mặt tám người họ. Chuyện này, đây là... Bọn họ đã ra lệnh, vậy mà Thi Ma không cử động. Sắc mặt tám người thay đổi, vội vàng thôi động lạc ấn lại sáng lên. Thi Ma khôi phục chút năng lực hành động, cự binh trong tay chém về phía Mạc Phàm, nhưng khi di chuyển có âm thanh răng rắc truyền đến. Thân thể như tảng đá của Thi Ma tựa như bị đông lại, tốc độ càng ngày càng chậm. Đến cách đỉnh đầu Mạc Phàm một thước, binh khí trong tay Thi Ma vùng vẫy tựa như lắc lư vài cái, giống người máy không còn pin, không thể nhúc nhích chút nào, đứng yên tại chỗ. Biểu cảm khó mà tần không chỉ xuất hiện trên mặt đám La Thành, cũng xuất hiện trên mặt Thi Ma. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ khống chế Thi Ma, từ khi Thi Ma được giải phóng đến nay, bọn họ thử khống chế Thi Ma không ít lần, nhưng chưa bao giờ xuất hiện chuyện như vậy. Sao lại thế này? Tên đầu bóng loáng mồ hôi đầm đìa, khẩn trương nói. Chỗ dựa lớn nhất của bọn họ là những Thi Ma này, không có những Thi Ma này bọn họ vốn dĩ không phải đối thủ của Mạc Phàm. Hoảng sợ cái gì, Thi Ma không yếu như vậy. La Thành bất mãn nói. Thi Ma không yếu như thế, nhưng ở dưới tay tôi, thứ này không chịu nổi một kích. Mạc Phàm hờ hững nói. Hắn vừa nói xong, kiếm khí màu tím biến mất, một đạo kiếm khí màu đỏ xuất hiện trước người Mạc Phàm, kiếm vẫn dài 10 trượng như trước. Sau kiếm khí màu đỏ, tiếng sấm sét rung trời vang lên, một đạo trường kiếm màu bạc xuất hiện theo. Sau đó là màu trắng, màu vàng. Bốn đạo kiếm khí lấy thế cuốn sạch thiên địa, lần lượt chém về phía tám Thi Ma. Bốn kiếm vừa động. Rầm rầm rầm, cuồng phong nhấc lên, cả mặt đất cũng bay lên theo bốn kiếm này, như đạn pháo bay về phía Thi Ma. Áp lực đến mức tận cùng nên nổ tung trong không khí, tàn sát bừa bãi, khuấy đảo toàn bộ không khí thành phấn nát. Nhìn thấy bốn thanh kiếm, bao gồm La Thành trong đó, sắc mặt tám người đều thay đổi, không còn chút huyết sắc. Bọn họ muốn khống chế Thi Ma rời đi, nhưng Thi Ma không chịu nhúc nhích đứng ở đó. Rút lui. Sắc mặt La Thành thay đổi, lạc ấn chỗ mi tâm ông ta sáng lên, thân thể ông ta vừa biến mất khỏi người Thi Ma, thì bốn thanh trường kiếm chém tới. Loảng xoảng, như tiếng bình hoa vỡ nát. Thi Ma bị phá thành mảnh nhỏ, cơ thể bị khuấy đảo thành hạt cát, bay theo gió. Mọi người xung quanh đều trợn mắt há miệng. Tám Thi Ma to lớn. Để trên chiến trường chắc chắn có thể tung hoành vài trăm dặm cũng không sao, trừ phi là vũ khí tiên tiến, nếu không những vũ khí hiện đại cấp cao cũng không thể làm gì bọn họ. Thứ cường đại như thế, vậy mà bị mấy kiếm của Mạc Phàm chém đi. Hơn nữa không phải một, mà là tám Thi Ma. Mạc Phàm lợi hại biết bao nhiêu. Thi Ma hộ thành xuất hiện khiến La Gia và đám Thôi Tường thấy được hy vọng. Lần này hy vọng của bọn họ lập tức bị phá nát toàn bộ. Thứ cường đại như thế đều không phải đối thủ của Mạc Phàm, còn gì có thể đối đầu với Mạc Phàm. Trong mắt bọn họ xuất hiện vẻ khiếp sợ, tuyệt vọng, kinh ngạc, nhìn về phía Mạc Phàm. Một kiếm của Mạc Phàm chém nát tám Thi Ma, kiếm khí của đại kiếm huyết sắc thu liễm lại, lộ ra thân kiếm hung lệ lần nữa, được Mạc Phàm nắm trong tay. Khi hắn đạt được Bạch Ngọc Kiếm, hắn đã thêm Chu Sát Trận Pháp vào, ba thanh kiếm theo thứ tự là Chu Diệt Trận, Chu Tà Trận, Châu Tuyệt Trận. Bốn trận pháp hợp nhất, sẽ có bốn thay đổi, Chu Ma, Chu Tiên, Chu Phật và Chu Thiên Diệt Địa. Trừ phi tám Thi Ma là Kim Đan Kỳ, nếu không sẽ bị hủy dưới kiếm của hắn. La Gia các ông còn những thứ khác không, nếu không còn, các người đều có thể đi chết đi. Mạc Phàm thản nhiên nói, đi về phía thành cổ. Giọng nói của hắn không to, nhưng như một tòa thái sơn đè xuống tim đệ tử La Gia. La Yên vẫn rất trấn định, nhưng nhìn Mạc Phàm lúc này. Trong mắt cô ta cũng hiện lên chút sợ hãi. La Phi vốn không tán thành đối nghịch với Mạc Phàm, lúc này sắc mặt rất khó coi. Sắc mặt đám La Thành càng hung ác nham hiểm, gần như có thể vặn ra nước. Chỗ dựa lớn nhất của bọn họ là Thi Ma, nếu chỉ bị Mạc Phàm đánh lui thì không sao, lại bị một kiếm của Mạc Phàm chém nát. Đây là Thi Ma mà La Gia bọn họ dưỡng gần ngàn năm, dùng không biết bao nhiêu là nhân lực vật lực. Những hạn bạt đó mỗi con giá trị thiên kim, tám Thi Ma càng có giá trị cao hơn, cứ thế không còn nữa. Chạy, một đệ tử La Gia kêu lên, ném binh khí trong tay về phía kiến trúc trong thành, bóng dáng nhoáng lên một cái,
liền đến bên cạnh kiến trúc đó. Có người dẫn đầu, những người khác đều chạy vào trong thành cổ. Trong thành cổ có rất nhiều con đường bí mật không ai biết, chỉ cần có thể đi vào, là thông ra ngoài Mạc Bắc, chắc chắn Mạc Phàm sẽ không tìm thấy. Thấy người rời đi càng nhiều, Mạc Phàm cũng càng ngày càng gần. La Thành nhíu mày, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Ông nội, ông còn thất thần làm gì, mau ra tay đi. La Yên thấy La Thành do dự, vội vàng nói. Nếu người La gia đều chạy thoát, bọn họ sẽ phải chết không thể nghi ngờ. La Thành nheo mắt, lúc này mới hạ quyết tâm, giọng nói như hổ gầm. Đứng lại, người chạy trốn, chết. Thân thể không ít người bị kiềm hãm, do dự một lát, vẫn chạy trốn điên cuồng. Ở chỗ này, chỉ có thể mặc Mạc Phàm sâu xé. Bọn họ đều là người La gia, La Thành còn có thể giết bọn họ thật sao, cho dù giết cũng không giết kịp. Xin lỗi La gia chủ, chúng tôi không muốn chết. Một người trong đó nói với La Thành một câu, xoay người trốn đi. Trong lúc này càng có nhiều người chạy trốn, hào quang chớp lóe một cái, một bóng người biến mất khỏi tường thành. Các cậu không muốn chết, nếu trốn tôi sẽ khiến các cậu chết, chết. La Thành hơi híp mắt, trong mắt lóe lên tàn nhẫn. Ý niệm của ông ta vừa động, lạc ấn chỗ mi tâm ông ta sáng lên. Những đệ tử La gia đang thông qua pháp khí di chuyển, đang định di chuyển đến thành nhanh hơn. Mới di chuyển đến giữa không trung, thân thể hiện ra, một đám như chim không cánh rơi xuống đất. Thực lực của những đệ tử La gia này không hề mạnh, ngã từ 2, 30 mét xuống, lập tức có trên 100 người ngã thành bánh thịt, huyết dịch, óc. Nội tạng văng đầy đất, vô cùng khủng bố. La Thành, anh làm gì thế? Bọn họ đều họ La mà. Một trưởng lão La gia thấy La Thành đột nhiên đóng lại thuấn di chi thuật, khiến nhiều đệ tử La gia chết thảm như thế, lập tức làm bọn họ bất mãn. Ông nội! Sắc mặt La Yên lạnh lùng liếc trưởng lão kia một cái. Họ La thì sao? La gia chỉ có nhất mạch cô ta là chính thống, những người khác đều là phụ, tồn tại vì bảo vệ La gia bọn họ. La Tấn, cậu không phục sao, vậy cậu cũng chết đi. Tay La Thành khẽ cử động, kim thương hóa thành đạo lưu quang xuyên qua trưởng lão kia, để lại đại động chỗ tim đối phương, huyết địch đen xì. La Thành, anh! Hai mắt lão giả kia tràn đầy không cam lòng. Còn không phục, vậy tiếp tục. Năm ngón tay La Thành khẽ động, kim thương gõ đầu La Tấn thành mảnh nhỏ. Mọi người ở đây đều lộ vẻ kỳ lạ, nhưng không ai dám cử động, cũng không có ai dám nói chuyện. La Thành liếc một vòng, thấy không ai có ý kiến gì, lúc này mới nhìn về phía Mạc Phàm đang tới thành cổ. Mạc Phàm, người La gia chúng tôi chết, đều do cậu làm hại, hôm nay cậu phải chết. Huyết tế sơn hà, nhân tế thiên địa. La Thành vừa nói xong, hai tay ông ta nhanh chóng tạo kết ấn, khí tức quỷ dị mọc lan tràn. Mạc Phàm lắc đầu, cười khinh thường. La Thành này đúng là già mồm át lẽ phải, tự mình giết người La gia làm tế tự. Vậy mà tính nợ trên đầu hắn. Hắn không để ý đến La Thành, trường kiếm khí 10 trượng lại xuất hiện, gió mạnh cũng chém về phía tường thành. Kiếm khí dậy sóng vừa định chạm lên tường thành, quang bích xuất hiện. Bùm, tiếng vạn tấn thuốc nổ nổ mạnh vang lên, kình phong như bão tới cuồn cuộn nổi lên. Kiếm khí chém vào trong quang bích lắc lư dữ dội, bạch quang tỏa ra, vậy mà kiếm khí có thể chém nát thi ma không tạo ra chuyện gì. Cùng lúc đó, ở nơi cách thành cổ không xa, một đạo khe rãnh sâu không thấy đáy, dài gần 100 mét xuất hiện, giống như bị một kiếm khuynh thiên chém ra. Mạc Phàm nhíu mày, lập tức thoải mái hơn. Không thể không nói tổ tiên của La gia rất lợi hại, phù thần giáo truyền thừa mấy ngàn năm, trận pháp ở trước mặt hắn như đậu hủ, bị hắn mở ra dễ dàng, hộ thành đại trận của La gia lại có thể ngăn được một kiếm toàn lực của hắn. Mạc Phàm, hộ thành đại trận của La gia chúng tôi thế nào? Không khiến cậu thất vọng chứ? La Thành vừa nắm chặt pháp ấn vừa nói. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười như không cười. Trận pháp của La gia không huyền diệu hơn hộ sơn đại trận của Vu Thần giáo, chỉ là La gia lấy địa mạch chi lực của Mạc Bắc kiến tạo. Một kiếm của hắn chém lên thành cổ, thực ra là chém xuống địa mạch Mạc Bắc. Tương đương với nói thành cổ của La gia dùng địa mạch Mạc Bắc tạo ra hộ thành đại trận. Trừ phi hắn chém nát địa mạch Mạc Bắc, nếu không không thể phá được hộ thành đại trận. Trận pháp này không huyền diệu hơn hộ sơn đại trận của Vu Thần giáo, chỉ là đấu chuyển tinh di trận cường hóa, nhưng La gia càng tàn nhẫn hơn Vu Thần giáo. La gia dùng địa mạch làm hộ thành đại trận,
địa mạch khô kiệt một chút, đó là vùng tử địa không có một ngọn cỏ. Đương nhiên Vu Thần giáo cũng không tốt hơn La Gia chỗ nào. Dù sao La Gia có được cả vùng Mạc Bắc, Vu Thần giáo chỉ có vài ngọn núi, điểm này Vu Thần giáo không thể so được. Nhưng nếu La Thành nhìn thấy động thiên của Mạc Gia ở Giang Nam, chắc chắn sẽ không nói như thế. Có thể thành lập trận pháp như thế, quả thật La Gia các ông có quyền tự hào. Mạc Phàm cười nhạt nói. Tuy hộ thành đại trận của La Gia không thể so được với hộ sơn đại trận của hắn, nhưng La Gia truyền thừa ngắn như thế đã tính là không tệ rồi. Dù sao hắn là y tiên bất tử, La Gia chỉ là một gia tộc bình thường trên địa cầu, vốn dĩ không thể so sánh. La Thành nhíu mày, tức đến mức hai mắt tràn đầy lửa giận. Mạc Phàm khen ông ta một câu, lại cho ông ta hai tát. Mạc Phàm, hôm nay tôi sẽ khiến cậu chết bên ngoài trận pháp. Ông ta không để ý đến Mạc Phàm, có địa mạch chống đỡ, dù sao Mạc Phàm không phá được hộ thành đại trận, đợi ông ta hoàn thành nghi thức, Mạc Phàm sẽ chết. Thì ma không giết được Mạc Phàm, vậy dùng cả Mạc Bắc giết chết Mạc Phàm. Tay ông ta nhanh chóng vũ động, một đám pháp ấn bay ra. Những pháp ấn này chớp lóe trong không trung, liền biến mất vào trong sơn hà ấn trên bầu trời, pháp ấn tương ứng trên sơn hà ấn sáng lên. Mạc Phàm không sốt ruột. Hai mắt chớp lóe lam quang, nhìn về phía sơn hà ấn kia. Chỉ qua vài phút, toàn bộ pháp ấn trên sơn hà ấn sáng lên. Khai! La Thành quát to một tiếng, sơn hà ấn sáng lên. Một đạo quang mang màu vàng bắn nhanh mà ra, trên thông thiên, dưới tiếp đất. Hai vòng xoáy to xuất hiện trên bầu trời và khắp mặt đất. Theo sơn hà ấn sáng lên, máu của những đệ tử La Gia ở trên đất, trên cơ thể bọn họ chảy ra, bay về phía sơn hà ấn. Đồng thời có tiếng như tảng đá ma sát truyền từ sông bảo vệ thành ra, con sông vốn trong suốt lập tức biến thành màu đỏ, mùi máu tươi nồng đậm xông vào mũi, không ít người vội vàng bịt mũi. Nước màu đỏ ngưng tụ thành từng cột máu, bay về phía sơn hà ấn trên bầu trời. Ngoại trừ máu loãng ra, thây khô cũng chui từ trong sông ra. Những thây khô này đều có đủ nam nữ già trẻ, còn mặc trang phục có dấu hiệu La Gia, nhưng trên người không có một chút huyết sắc. Những thây khô này giống như chịu lực lượng nào đó thu hút, lập tức đi đến vòng xoáy dưới đất. Thây khô đi đến vòng xoáy tựa như rơi vào trong hắc động, trong chớp mắt biến mất không thấy, một đạo hư ảnh hình người bay từ trong ra, biến mất vào trong lốc xoáy trên bầu trời. Trên thành cổ, nhìn thấy những thây khô này, một đám đệ tử La Gia vốn bất mãn với hành động vừa rồi của La Thành, hiện giờ càng bất hỉ phản nộ. La Thành, những thây khô này dùng để làm gì? Một trưởng lão khác nổi giận đùng đùng hỏi. La Gia bọn họ có một thói quen, phàm là người La Gia chết đi, đều giải phóng máu trong cơ thể chế thành thây khô tương tự xác ướp, máu để vào trong huyết trì, thây khô để vào trong mộ cổ. Đáp án mà gia chủ nhất mạch La Gia cho bọn họ là, như vậy có thể khiến người La Gia chết đi trọng sinh. Ai biết La Gia mục đích La Gia chế tổ tiên bọn họ thành thây khô, thực ra là hiến tế sơn hà ấn và thiên địa Mạc Bắc. Những thây khô này là thi thể và huyết dịch của cha mẹ, tổ tông bọn họ, vậy mà để La Thành dùng làm việc này. Tuy người La Gia bọn họ quá ngang ngược, nhưng có không ít người con hiếu thảo, tất nhiên không thể để La Thành làm vậy. Nếu cậu bất mãn, vậy cậu chết theo bọn họ đi. La Thành lạnh lùng nói. Kim Thương lại động. Không để trưởng lão này phản ứng kịp, Kim Thương đã đâm thủng trưởng lão đó. Bùm, Kim Thương chấn động, trưởng lão La Gia này nổ tung, máu tươi còn chưa chảy xuống, đã tụ tập thành từng sợi huyết tuyến bay về phía sơn hà ấn. Theo huyết dịch nhập vào sơn hà ấn, xung quanh sơn hà ấn, từng phiến sơn xuyên địa lý xuất hiện. Tựa như hình chiếu, chiếu trọn Mạc Bắc. Rõ ràng chỉ là một tỷ ấn, nhưng lại có từng dòng trầm trọng chi ý phả vào mặt. Không chỉ có vậy, khi khối thây khô biến mất vào trong vòng xoáy kia cũng nhanh chóng biến thành thứ như hai cối xay. Hai cối xay chậm rãi chuyển động, làm cho người ta cảm thấy vô cùng tang thương, trầm trọng, mênh mông, cảm giác rất thần bí. Không lâu sau, máu loãng và thây khô bị hiến tế không còn. Cả Mạc Bắc hiện rõ quanh sơn hà ấn, hai cái cối xay cũng ngưng thực như tảng đá mài thành, khí tức quỷ dị cũng đến cực hạn. Xung quanh yên tĩnh dọa người. Cho dù rơi một cây châm cũng có thể nghe rõ, bao gồm Mạc Phàm trong đó, tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía bầu trời. La Thành hơi híp mắt, trên mặt đều là thận trọng. Thắng thua, đều dựa vào hành động này.
Sơn Hà. Lạc ấn chỗ mi tâm ông ta sáng lên, Sơn Hà ấn lập tức bay về phía đỉnh đầu Mạc Phàm. Trấn áp. Hai chữ này vang lên, một đạo hào quang màu vàng hai thước vuông bay từ trên Sơn Hà ấn ra, bao phủ Mạc Phàm. Trọng lực cường đại, gần như hình thành thực chất, cùng với đạo thác nước chảy về phía Mạc Phàm. Thiên địa. Hai tay La Thành duỗi về phía cái cối xay, trong lòng bàn tay có hai ấn ký một đen một trắng lóe lên. Cối xay chịu ấn ký khống chế, bay về phía hai bên Mạc Phàm. Ma diệt. Cối xay lập tức chuyển động, vừa chuyển động, không khí xung quanh Mạc Phàm cũng vặn vẹo theo, giống như bánh quai trèo. Hoàn thành những chuyện này xong, lúc này La Thành mới nhếch miệng, lộ ra tươi cười đắc ý. Mạc Phàm, cậu giết hạn bạt của La gia tôi, chém thi ma của La gia, nhưng cậu có thể phá thứ này sao? Hai loại thuật pháp Sơn Hà Trấn Pháp và Thiên Địa Ma Diệt này là bí mật lớn nhất của La gia bọn họ. Dùng thi cốt, vong hồn và huyết dịch của đệ tử La gia tế tự thiên địa, Sơn Hà, do đó phóng thích lực lượng vô cùng cường đại. Dựa vào hai thuật pháp này, trăm năm trước La gia bọn họ từng ma diệt một nhân vật truyền kỳ chiếm lấy vị trí số 1 hắc bảng 200 năm, người này còn là cao thủ thần cấp. Vì người này quá mạnh, La gia bọn họ ma diệt cao thủ này, đồng thời cũng mất đi Sơn Hà ấn, mới không thể không ngủ đông trăm năm. Ngay cả cao thủ thần cảnh số 1 hắc bảng đều bị ma diệt, Mạc Phàm là cái thá gì? Sắc mặt Mạc Phàm như thường, lam quang trong mắt thu lại. La gia các ông có quan hệ gì với Sơn Hà Ma Tông? Hai loại thuật pháp này tương tự Thiên Địa Sơn Hà phương pháp trấn phái của Sơn Hà Ma Tông, chẳng qua Thiên Địa Sơn Hà được La gia tách ra, thành hai thuật pháp. Nghe lời Mạc Phàm nói, La Thành hơi híp mắt, lộ ra chút dị sắc. Tất cả những thứ La gia có được đều nhờ bí cảnh kia, quả thật trong bí cảnh có chữ Sơn Hà Ma Tông. Nhưng sao một người ngoài như Mạc Phàm lại biết? Phải thì sao, mà không phải thì sao, cậu cảm thấy hôm nay cậu có thể sống sót rời đi à? La Thành lạnh lùng nói. Ông có thể thử xem. Trên mặt Mạc Phàm không có một chút lo lắng, thản nhiên nói. La Thành nhíu mày, hai tay giống như xoay van, hai màu hắc bạch đại mài nhanh chóng chuyển động, không khí xung quanh Mạc Phàm vặn vẹo. Bùm, không gian bị nghiền nát như thủy tinh, cơ thể Mạc Phàm cũng xuất hiện từng vết rạn, hóa thành mấy khối. Đại mài lại chuyển động, Mạc Phàm và vùng không gian quanh hắn bị mài nhỏ, hóa thành cát mềm, rơi xuống núi sông. La Yên và những người La gia lập tức vui vẻ. Bọn họ ra tay hơi tàn nhẫn, nhưng Mạc Phàm vẫn bị giết chết, sau này còn ai dám chọc La gia bọn họ. Vì lớn mạnh của La gia bọn họ, hy sinh một số người và một số đồ rất đáng. Tông chủ uy vũ, đệ tử La gia nịnh nọt La Thành. La Thành phóng ra thần thức, nhìn chỗ Mạc Phàm biến mất vài lần, xác nhận không có khí thức của Mạc Phàm, lúc này mới cười thoải mái, lạc ấn chỗ mi tâm sáng lên. Đi, bắt đồ đệ của Mạc Phàm và tất cả mọi người lại đây, nhất là nữ đồ đệ của cậu ta, tôi muốn đích thân thẩm vấn. La Thành mở thuấn di chi thuật lần nữa, ra lệnh. Dạ. Mấy đệ tử La gia cúi đầu với La Thành, lao về phái đám Chu Hiệt, Lưu Phỉ Phỉ ở xa. Ở nơi xa, vẻ mặt Chu Hiệt, Lưu Phỉ Phỉ sửng sốt, đôi mắt đảo liên tục, lắc đầu không tin vào mắt mình. Vừa rồi Mạc Phàm còn ở thế thượng phong, bỗng nhiên bị chết. Chuyện này, Chu Hiệt nắm chặt kiếm, nhìn chằm chằm người La gia trên cửa thành, ánh mắt như hàn băng lợi kiếm. Sắc mặt Hứa Bình, Trương Tĩnh Như cũng thay đổi, trong mắt hiện lên thất vọng. Quả thật Mạc Phàm rất lợi hại, nếu không phải ở Mạc Bắc, 10 La gia cũng không phải đối thủ của Mạc Phàm. Nhưng Mạc Phàm xem thường thực lực của La gia rồi, cậu ta không thể đấu lại pháp thuật của La gia. Chu Hiệt, cô nhanh mang Phỉ Phỉ và Tĩnh Như rời đi. Hứa Bình thấy người La gia chạy đến, vội vàng nói. Mạc Phàm vừa chết, chắc chắn người La gia sẽ không tha cho Chu Hiệt và Lưu Phỉ Phỉ. Trương Tĩnh Như cũng đối đầu La gia, nếu để La gia biết, chắc chắn sẽ bị La gia giết chết, vẫn nên nhanh chóng rời đi tốt hơn. Chu Hiệt nhìn thoáng qua phía thành cổ của La gia với vẻ không cam lòng, mở cửa một chiếc xe việt dã. Lên xe. Lưu Phỉ Phỉ và Trương Tĩnh Như vừa định lên xe, Thôi Tường nháy mắt ra hiệu với mấy nữ minh tinh kia, vài người vội vàng tiến lên giữ chặt Lưu Phỉ Phỉ và Trương Tĩnh Như. Bọn họ đã đánh xong, sắp lấy cảnh được rồi, các cô đi gì chứ? Thôi Tường cười âm hiểm nói. Dù sao Mạc Phàm đã chết, lúc này không bỏ đá xuống giếng, thì đợi khi nào? Biến,
nếu không tôi giết các người. Chu Hiệt nhíu mày, rút kiếm ra tức giận nói. Cô giết đi, cô ra tay với người bình thường như chúng tôi thử xem, tôi trên còn có mẹ già, dưới còn hai con nhỏ đó. Thôi Tường không sợ hãi, cười nói. Bình thường anh ta nhìn người rất chuẩn, Chu Hiệt nhìn có vẻ hung ác, thực ra nội tâm rất thiện lương, chắc chắn không dám ra tay với bọn họ. Các người! Chu Hiệt tức đến mức nghiến răng, muốn ra tay mà không làm được. Mạc Phàm đã chết rồi, các người còn muốn chạy, đâu dễ như thế. La Thành thấy đám Chu Hiệt muốn rời đi, hừ lạnh một tiếng, từng đạo tường đá cao hơn ba thước chui từ dưới đất ra, vây thành nửa vòng tròn, ngăn cản đường đi của đám Chu Hiệt. Mạc Phàm đã chết, sao ông ta có thể tha cho đồ đệ của Mạc Phàm? Chuyện này! Chu Hiệt nhíu mày, vừa tức vừa giận. Mạc Phàm bảo cô bảo vệ Lưu Phỉ Phỉ, như vậy chỉ sợ bọn họ không đi được rồi. Thấy người La Gia sắp chạy tới, một đạo kiếm khí huyết sắc 10 trượng đột nhiên xuất hiện, tốc độ rất nhanh, một pháp thuật như thế đã muốn giết chết tôi, cho dù người của Sơn Hà Ma Tông tới, cũng không dám nghĩ như vậy. Vèo, những đệ tử La Gia tu vi cao nhất cũng chỉ là trúc cơ đỉnh phong, đâu thể tránh thoát đạo kiếm khí này, mấy đệ tử La Gia bị chém ngang hết. Những đệ tử La Gia vừa chết, kiếm khí thu lại, lộ ra Mạc Phàm. Mạc Phàm, trước mắt đám Chu Hiệt, Lưu Phỉ Phỉ sáng lên, kích động nói. Giọng nói và thanh kiếm rất quen thuộc, chắc chắn là Mạc Phàm. Mọi người lại thất thần nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Trong không gian giống như bị người ta mở ra một khe hở, có bàn tay lưu chuyển ba loại hào quang vươn ra, liên tục xé mở không gian, một bóng dáng mặc áo bào trắng, sắc mặt vô cùng lạnh nhạt đi từ trong ra. Một tay hắn vươn ra, đại kiếm huyết sắc nghe lời bay vào trong tay hắn. Thôi Tường và mấy nữ minh tinh kéo đám Lưu Phỉ Phỉ, buông ra thì không phải, không buông ra cũng không phải. Người La Gia mới cao hứng một nửa, sắc mặt lập tức khó coi. Nhất là La Thành, ông ta tưởng rằng Mạc Phàm bị thiên địa mài thành mảnh nhỏ, ai biết Mạc Phàm lại chui ra. Sao lại có chuyện này? Ngay cả cao thủ thần cảnh đều chết dưới pháp thuật này, vậy mà Mạc Phàm có thể sống sót. Mạc Phàm, sao cậu có thể không chết? La Thành khó có thể tin nói. Muốn dùng pháp thuật giết tôi, ông tìm lầm người rồi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cho dù La Thành thi triển thiên địa Sơn Hà của Sơn Hà Ma Tông cũng không giết được hắn, cùng lắm thì giam được hắn một lát. Huống chi thiên địa Sơn Hà còn bị La Gia chia làm hai pháp thuật, uy lực nhỏ đi nhiều, cũng nhiều lỗ hổng hơn, sao có thể giết được hắn? Cậu đừng kiêu ngạo, lần một không giết được cậu, vậy thì lần hai. Sắc mặt La Thành nham hiểm, nghiến răng nói. Pháp thuật có thể giết cao thủ thần cảnh, ông ta không tin không giết được Mạc Phàm. Ý niệm ông ta vừa động, trên Sơn Hà ấn lại tỏa ra ánh sáng như thác nước, bao phủ lấy Mạc Phàm. Hai cối xay hắc bạch cũng bắt đầu chuyển động, muốn ma diệt Mạc Phàm lần nữa. Mạc Phàm lắc đầu, cười khẽ. Lần đầu tiên vô dụng, lần thứ hai có tác dụng sao? Không đợi ánh sáng trên Sơn Hà ấn chiếu vào người hắn, bóng dáng hắn nhoáng lên một cái biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện đã đến bên cạnh Sơn Hà Ấn. Trong mắt hắn chớp lóe tinh quang, pháp ấn vòng quanh tay hắn xuất hiện. Ông đã muốn chơi pháp thuật, vậy tôi sẽ dạy ông cái gì gọi là pháp thuật chân chính. Hắn nói xong giơ tay nắm lấy Sơn Hà Ấn. Trên tường thành, La Thành thấy Mạc Phàm tránh thoát chân áp của Sơn Hà Ấn, giơ tay nắm lấy Sơn Hà Ấn, lông mày ông ta vốn nhíu lại, sau đó lập tức giãn ra. Sơn Hà Ấn ở trong tay ông ta. Giống như một khối tỷ ấn bình thường, sẽ mặc ông ta sử dụng. Nhưng những người khác muốn sử dụng Sơn Hà Ấn thì như mơ mộng hão huyền. Trừ phi Mạc Phàm có đủ thần lực nâng cả Mạc Bắc, nếu không đừng nghĩ đến chuyện lấy được Sơn Hà Ấn. Mạc Phàm, cậu dám động vào Sơn Hà Ấn, vậy thì ở yên dưới Sơn Hà Ấn đi. Trong mắt La Thành hiện lên tàn nhẫn, cười mỉa nói. Thiên địa ma diệt không chắc chắn có thể ma diệt được Mạc Phàm. Vậy thì đặt Mạc Phàm ở dưới Sơn Hà Ấn đi. Ông ta vừa nói xong, bỗng nhiên Sơn Hà Ấn bay về phía đỉnh đầu Mạc Phàm, ánh sáng màu vàng chớp lóe, thể tích nhanh chóng biến to. Chỉ trong chớp mắt, nó đã to bằng căn phòng. Đè cho tôi. Trong mắt La Thành chớp lóe tinh quang, quát. Sơn Hà Ấn rơi xuống, đè về phía đầu Mạc Phàm. Mạc Phàm khẽ nâng mí mắt nhìn Sơn Hà Ấn, khóe miệng hơi nhếch lên, không chỉ không hoảng hốt ra tay. Trái lại nhìn về phía La Thành. Chỉ có những thứ này sao, La Thành?
La Thành nhíu mày, sắc mặt khó coi. Bên cạnh ông ta, sắc mặt La Phi, La Yên cũng khó coi theo. Mạc Phàm quá chấn định đến mức làm bọn họ bất an. Chấn áp. La Thành nổi giận thét lên. Không chỉ Sơn Hà Ấn, hai cối xay hắc bạch cũng bay về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm cười khẽ, không thèm nhìn hai cối xay vừa ma diệt hắn, một tay nắm lấy Sơn Hà Ấn to như căn phòng trên đỉnh đầu, bỗng nhiên hào quang trong mắt tỏa mạnh ra. Sông núi này ta muốn, hôm nay đất bị mài mòn, phá cho ta. Hắn vừa nói xong, đại kiếm huyết sắc trong tay hắn như một đạo huyết hồng, kéo cái đuôi thật dài bắn về phía đại mài hắc bạch. Răng rắc, đại mài La Gia dùng tất cả vong hồn gần trăm năm nay đổi lấy thiên địa bị nghiền nát. Kiếm khí huyết sắc nổ tung, bỗng nhiên hai cối xay bị kiếm khí bao phủ, hóa thành từng đạo khí thể hai màu hắc bạch biến mất trong thiên địa. Cùng lúc đó, tay Mạc Phàm cũng để dưới đáy Sơn Hà Ấn. Chỉ một tay, Sơn Hà Ấn không chỉ không rơi xuống, trái lại nhanh chóng nhỏ đi, rất nhanh liền khôi phục như ban đầu, bị Mạc Phàm nắm trong tay, nhẹ nhàng như không có. Cộp cộp, La Thành lùi về sau vài bước, khuôn mặt trắng bệch. Sơn Hà Ấn chịu lực địa mạch chi lực của Mạc Bắc, trừ phi là chủ nhân của Sơn Hà Ấn, những người khác hẳn là không di chuyển được Sơn Hà Ấn. Cho dù khí lực Mạc Phàm lớn đến mấy, cũng không có khả năng nâng được cả Mạc Bắc. Sao lại có chuyện này được, sao cậu có thể cầm được Sơn Hà Ấn? La Thành vô cùng khiếp sợ nói. Bởi vì tôi là chủ nhân của nó, cả Mạc Bắc không còn họ La, hiện giờ thuộc về tôi. Mạc Phàm bá đạo nói. Với sức mạnh hiện giờ của hắn, quả thật chưa đủ lấy Sơn Hà Ấn. Nhưng cướp Sơn Hà Ấn từ tay La Thành không khó, giống như hoàng đế lấy ruộng đất trong tay người bình thường, chỉ cần một tay của hắn là làm được. Cái gì? Vẻ mặt La Thành ngẩn ra. Ông ta vội vàng vận khởi pháp thuật, thôi động Sơn Hà Ấn. Không thôi động thì không sao, ông ta thôi động Sơn Hà Ấn trên mặt càng thêm khó coi, như gan heo phơi vài ngày. Sơn Hà Ấn là bảo vật tổ truyền của La Gia bọn họ, chỉ có huyết mạch La Gia cùng với để Sơn Hà Ấn nhận chủ nhân mới có thể sử dụng, vậy mà bây giờ nó không có chút phản ứng. Nếu La Gia mất đi những thứ khác thì không sao, ông ta không đau lòng chút nào, nhưng Sơn Hà Ấn này là căn cơ của La Gia. Không có Sơn Hà Ấn, thuấn di chi thuật không có tác dụng. Không có Sơn Hà Ấn, hộ thành đại trận của La Gia bọn họ chỉ là thùng rỗng kêu to. Nói tóm lại, không có Sơn Hà Ấn, La Gia bọn họ xong rồi. Mạc Phàm mở năm ngón tay, đại kiếm huyết sắc bay vào trong tay hắn lần nữa. Một tay hắn nhấc kiếm, một tay cầm Sơn Hà Ấn, giống như tiên nhân bước chậm trong không trung, đi về phía thành cổ. Mỗi lần đi một bước, sắc mặt người La Gia trên thành cổ càng khó coi hơn chút. Không ít người muốn lùi về sau, bao gồm La Thành, La Yên, La Phi cũng muốn rời đi, nhưng dưới uy áp của Mạc Phàm, hai chân bọn họ giống như dính trên tường thành, không thể nhúc nhích chút nào, mồ hôi to như hạt đậu chảy từ trán bọn họ xuống. Mạc Phàm lập tức đi đến trên tường thành, đứng đối diện đám La Thành, lần này có Sơn Hà Ấn ở đây, không có hộ thành đại trận ngăn cản. La Thành, ông còn gì muốn nói? Mạc Phàm thản nhiên hỏi. Tôi. La Thành cử động miệng vài cái, không nói được một chữ nữa. Chỗ dựa lớn nhất của bọn họ là Sơn Hà Ấn đã thành pháp bảo của Mạc Phàm, lúc này ông ta có thể nói gì? La Thành do dự một lát, đường đường là người cầm quyền của La Gia, lúc này lại liếc mắt nhìn La Yên. Yên Yên, cháu nói với cậu ta đi, La Thành hữu khí vô lực nói. Giọng điệu nói chuyện giống như cả nhiễm xương, không còn là người cầm quyền vô cùng khí phách của La Gia lúc trước. Mạc Phàm nhướng mày, lộ ra chút bất ngờ. Người cuối cùng dám nói chuyện với hắn không phải là La Thành, mà là La Yên, xem ra hắn xem thường La Yên rồi. La Yên không hơn hắn mấy tuổi, thực ra lại là người cầm quyền chân chính của La Gia, chắc chắn không đơn giản như thế. La Yên nhíu mày, sau đó lông mày giãn ra. Mạc Phàm, trả Sơn Hà Ấn cho La Gia chúng tôi, sau này Giang Nam là của Mạc Gia, La Gia chúng tôi sẽ không can thiệp chuyện của Giang Nam nữa. La Yên khẽ mở môi, lạnh lùng nói. Cho tôi lý do thuyết phục tôi. Mạc Phàm đầy hứng thú nói. Tôi lấy thân phận thánh nữ của Thái Tố Cung ra lệnh cho cậu, giao Sơn Hà Ấn của La Gia tôi ra đây, sau đó cút khỏi Mạc Bắc, nếu không cậu sẽ biết chuyện cậu làm hiện giờ ngu ngốc bao nhiêu. La Yên nâng cằm, tựa như công chúa ra lệnh cho một nông dân. Nghe thấy mấy chữ này,
mặt Mạc Phàm không chút thay đổi, trái lại trên mặt La Phi hiện lên vẻ kích động. Yên Yên, con thành thánh nữ của Thái Tố Cung rồi sao? Thái Tố Cung là một trong những tông môn bí mật ở Hoa Hạ, những tông môn này đều ẩn nấp ở trong danh Sơn Đại Xuyên, rất ít khi tranh chấp với Phàm Trần. Những môn phái này sẽ nhận đồ đệ Phàm Trần theo kỳ hạn, tư chất tốt sẽ thăng làm thánh nữ, thiếu chủ. Thái Tố Cung là một trong số đó, nghe nói trong đó chỉ có nữ tu. Nếu La Yên là thánh nữ của Thái Tố Cung, chắc chắn La Gia bọn họ sẽ có một thẻ bài miễn chết. Những tông phái này như môn phái thần tiên ở Hoa Hạ, thực lực vốn dĩ không phải thế lực La Gia bọn họ có thể so sánh. Chính vì tồn tại của những tông phái này, không chỉ trong nước không có thế gia, nhà giàu dám trêu chọc bọn họ, một số đại thế lực ở quốc tế cũng không dám vươn tay tiến vào Hoa Hạ. Vừa rồi ông ta thấy rất kỳ lạ, vì sao cha ông ta nghe lời La Yên nói như thế, hóa ra là vì nguyên nhân này. Nếu không thì sao? La Yên khinh thường nói. Nếu không phải cô ta được người của Thái Tố Cung xuống núi nhận đồ đệ nhìn chúng, thành thánh nữ của Thái Tố Cung, sao cô ta có thể không dám sợ như thế, sao La Thành lại sủng ái cô ta như vậy? Cô ta vốn đợi người của Thái Tố Cung đến đón cô ta mới nói cho La Phi, nhưng đã đến mức này không nói cũng không được. Thái Tố Cung? Mạc Phàm nhướng mày hỏi. Không sai, bây giờ nên trả Sơn Hà Ấn cho tôi rồi. La Yên vươn tay nói. Sơn Hà Ấn thì cô đừng suy nghĩ, trái lại cái này có thể cho cô. Tay Mạc Phàm vung lên, huyết kiếm lướt qua người La Yên. Mắt La Yên mở to, trong mắt đều là khó mà tin. Ngay sau đó mắt cô ta nhanh chóng mất đi ánh sáng, một đạo huyết tuyến xuất hiện trên người cô ta, máu tươi bắn ra. Cô ta bị cắt thành hai khối rơi xuống đất, không thể chết thêm lần nữa. Sơn Hà Ấn của La Gia đã rơi vào tay hắn. Tiêu diệt La Gia chỉ là chuyện một ý niệm trong đầu hắn. La Gia bị diệt, những thế lực Giang Nam đối nghịch Mạc Gia sẽ tự sụp đổ. La Yên dựa vào thân phận thánh nữ của Thái Tố Cung, vậy mà bảo hắn trả lại Sơn Hà Ấn. Cô ta quá coi trọng chỉ số thông minh của mình, cũng quá coi trọng Thái Tố Cung rồi. Chuyện này đều do La Yên mà ra, mặc kệ La Yên có thân phận gì đều phải chết. Thái Tố Cung gì chứ, muốn tới thì tới đi. Mạc Phàm, cậu. Vậy mà cậu giết Yên Yên, cậu không sợ Thái Tố Cung trả thù sao? La Thành chỉ vào Mạc Phàm ngơ ngẩn nói. La Yên được Thái Tố Cung chọn làm thánh nữ, đây không chỉ là thẻ bài miễn chết của La Gia, còn là chỗ dựa để sau này La Gia vấn đỉnh Hoa Hạ. Dù sao Thái Tố Cung là tiên môn, 89 phần 10 sau này thánh nữ sẽ trở thành cung chủ của Thái Tố Cung. Có cung chủ tiên môn làm hậu thuẫn, không phải những thế gia nhà giàu ở Hoa Hạ sẽ mặc bọn họ xử trí sao? Nhưng lại bị một kiếm của Mạc Phàm chém chết. Vẻ mặt Mạc Phàm lạnh nhạt, hắn không hiểu rõ về Thái Tố Cung này lắm, nhưng cũng chỉ là tông phái trên địa cầu, tối đa là chi nhánh và truyền thừa của tông phái trên tu chân giới ở dưới địa cầu. Người của Thái Tố Cung tới, tôi sẽ diệt luôn cả Thái Tố Cung. Mạc Phàm thản nhiên nói, giống như diệt Thái Tố Cung không khác gì giết con kiến. Cậu! Sắc mặt La Thành xanh mét, không nói nên lời, mồ hôi chảy ròng ròng. Mạc Phàm không sợ cả Thái Tố Cung, ông ta nói gì cũng không có tác dụng. Tiểu hồ ly đâu? Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe ánh sáng lạnh hỏi. Trên mặt La Thành và La Phi đều hiện lên vẻ kỳ lạ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai dám nói. Thôi, tôi tự mình tới lấy vậy. Mạc Phàm không kiên nhẫn nói. Hắn ném huyết kiếm lên không trung, huyết kiếm trôi nổi xung quanh hắn, một tay hắn muốn bắt La Thành tiến hành siêu hồn. Tôi nói. Chúng tôi bắt được tiểu hồ ly xong, nhưng nửa đường có cơn gió cuốn đi, La Phong con trai tôi và một vị trưởng lão của La Gia cũng biến mất, cho nên tiểu hồ ly không ở trong tay La Gia chúng tôi. Trên mặt La Phi là chua xót, giải thích. Bọn họ rất muốn tiểu hồ ly nằm trong tay La Gia, nếu có tiểu hồ ly trong tay, ít nhiều gì bọn họ cũng có thể hạn chế Mạc Phàm một phen, ai biết nửa đường xuất hiện Long Toàn Phong, không chỉ không tóm được tiểu hồ ly, trái lại còn có hai người mất tích. Hừm. Mạc Phàm nhíu mày, sắc mặt thay đổi. Một tay hắn cầm Sơn Hà Ấn, thần thức như nước sông nhập biển tiến vào bên trong. Một lát sau, lúc này hắn mở to mắt. Quả thật không có bóng dáng tiểu hồ ly ở Mạc Bắc. Trong mắt hắn chớp lóe ánh sáng lạnh, hắn bắt lấy một trưởng lão của La Gia, một pháp ấn trong lòng bàn tay sáng lên. Siêu hồn. Thân thể trưởng lão La Gia kia lập tức giật giật, trợn trắng mắt. Vài phút sau,
Hắn buông trưởng lão này ra, trí nhớ của trưởng lão này giống hệt như lời La Phi nói. Quả thật tiểu hồ ly và hai người La Gia bị một cơn gió bắt đi. Lúc trước hắn hoài nghi cơn gió đó không phải La Gia tạo ra, quả nhiên là do người khác nhúng tay. Gần đây có cao thủ trên hắc bảng hay thiên bảng đến Mạc Bắc hay không? Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe lam quang, nhìn chằm chằm La Thành hỏi. Vì sao tôi phải nói cho cậu? La Thành nghiến răng nói. Dù thế nào đều chết, vì sao phải cúi đầu trước Mạc Phàm? Trong mắt Mạc Phàm hơi híp lại, hàn quang xuất hiện. Các người đã đánh mất tiểu hồ ly, vậy các người đã không còn tác dụng gì. Còn nữa, nếu ông cảm thấy chết dễ dàng như thế, vậy ông sai rồi. Ở chỗ tôi, ngay cả chết cũng không có tư cách chết. Mạc Phàm lạnh lùng nói. La Gia đối nghịch với Mạc Gia thì không nói, còn đến Đông Hải bắt người Mạc Gia. Làm chuyện này còn muốn chết, đâu đơn giản như thế. Mạc Phàm, cậu muốn làm gì? Sắc mặt La Thành thay đổi, trầm giọng nói. Mạc Phàm không để ý đến La Thành, ngón tay sáng lên, một cái hộp thanh đồng cổ xưa xuất hiện trong tay hắn. Hắn cất sơn hạ ấn. Ngón tay thuần thục gõ vài cái lên hộp thanh đồng, tiếng thanh thúy truyền từ trong hộp ra. Ken két, hộp mở ra, biến mất không thấy, ngọn lửa màu đỏ sậm như mặt quỷ đầy răng nanh bay từ trong ra. Thứ này vừa bay ra, khí tức tà ác khiến người ta không thoải mái lập tức lan tràn bốn phía. Áo ổ ấp ề xoẹt, sắc mặt người La Gia hay đổi, có mấy người vội vàng lùi về sau. Đây là thứ gì? Mạc Phàm vẫn không trả lời, sắc mặt lãnh khốc. Hai tay hắn tạo pháp ấn. Có người sắc mặt tái mét, mồ hôi chảy ròng ròng, dưới chân vừa động, muốn chạy trốn. Thứ này khiến người ta cảm nhận được không phải thứ tốt gì, không đi chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Các người thoát được sao, đứng yên cho tôi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Sơn hạ ấn sáng lên, hào quang màu vàng như sợi tơ nhỏ bắn từ trong sơn hạ ấn ra, từng sợi rơi xuống người La Gia. Rõ ràng chỉ là một sợi nhỏ. Nhưng giống như ngọn núi đè lên người La Gia, không ít người lập tức đứng yên tại chỗ, muốn cử động đều khó có khả năng, có một số người trực tiếp quỳ trên đất, thân thể không ngừng run rẩy. Bao gồm La Thành trong đó, không ai có thể nhúc nhích. Chuyện này, nhìn thấy sợi tơ màu vàng trên người, tuyệt vọng xuất hiện trong mắt tất cả người La Gia. Mạc Phàm, rốt cuộc cậu muốn làm gì, cậu muốn giết thì cứ giết đi, đừng có mà nhục nhã người La Gia tôi. La Thành giận dữ hét. Ông cảm thấy ông còn có lựa chọn khác sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Chuyện hôm nay đều do La Gia khơi mào, nếu hắn thua trên tay La Gia sẽ luyện hắn thành hạn bạt như những kẻ địch khác, chắc chắn sẽ không tha cho người Mạc Gia một cách dễ dàng. Hiện giờ La Gia thua, muốn chết không đau đớn, phải hỏi xem hắn có đồng ý hay không. Ngón tay hắn khẽ gảy, một đạo bạch quang bay vào trong mi tâm La Thành. La Thành muốn vận khí tự sát đều khó có khả năng. Mạc Phàm, cậu. La Thành cau mày, trong mắt tràn đầy lửa giận, nhưng không có biện pháp. Mạc Phàm không để ý đến La Thành, dám đến Mạc Gia bắt người, còn khiến tiểu hồ ly không rõ tung tích, hắn sẽ không tha cho La Gia, dù đây là sai lầm, sai thì sai đi. Nghĩ đến điều này, hắn nhíu mày, một đám pháp ấn bay vào tay hắn. Tất cả người La Gia, không phân biệt nam nữ già trẻ. Một pháp ấn sáng lên, biến mất vào trong ngọn lửa hình đầu quỷ, ngọn lửa cháy mạnh hơn, đầu quỷ to hơn nhiều, dài thêm ra. Những lời này vang lên, tất cả người La Gia chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh. Không thể thấy ánh sáng mặt trời. Pháp ấn thứ hai bay ra, ngọn lửa hình đầu quỷ to hơn. Không thể thấy máu. Cái thứ ba. Không thể ăn thịt, tay trói gà không chặt. Một đám lời nói giống như ác ma nguyền rủa hóa thành pháp ấn. Bay vào trong ngọn lửa hình đầu quỷ. Mỗi lần có thêm một pháp ấn, ngọn lửa hình đầu quỷ sáng hơn một chút. Hóa thành hạn bạt, đời đời kiếp kiếp, bất tử bất tuyệt, huyết xuyến chớ chú. Bốn chữ cuối cùng vừa vang lên. Bùm một tiếng, ngọn lửa hình đầu quỷ cháy mạnh hơn, có đủ thân thể trôi nổi trên thành cổ, như một ác ma lộ ra tươi cười hung dữ xuất thế. Đồng thời khí tức tà ác khiến người ta cảm thấy không thoải mái cũng đến cực hạn. Cho dù là đám Hứa Bình đứng ở phía xa cũng cảm nhận được rõ ràng. Mắt mọi người ở đây đều mở to, nhìn ngọn lửa hình ác quỷ với vẻ ngơ ngẩn. Đây là cái gì? Một nam diễn viên hỏi. Hôm nay bọn họ đã thấy rất nhiều chuyện khó mà tin, còn nhiều hơn nhìn thấy lúc trước.
nhưng nhìn thấy quỷ ảnh to lớn trôi nổi trên thành cổ, bọn họ vẫn vô cùng khiếp sợ. Trên thành cổ, trong mắt đám người La Gia như sắp rớt ra. Tuy bọn họ không biết đây là thứ gì, nhưng nghe chú ngữ của Mạc Phàm, chắc chắn không phải thứ gì tốt. Xong rồi, xong rồi. Không ít đệ tử La Gia lẩm bẩm. Mắt La Thành khẽ đảo, hoảng sợ và tuyệt vọng xuất hiện trong mắt ông ta, trong chớp mắt lan tràn ra cả mặt. Đây là nguyền rủa, Mạc Phàm, cậu đường đường là Mạc Đại Sư Đông Hải, vậy mà dùng thuật pháp tà ác như thế, sao cậu lại ác độc như vậy? La Thành giống như gặp quỷ quát to. Nguyền rủa là thuật pháp lưu truyền từ thời thượng cổ tới nay, là thuật pháp đáng sợ nhất. Nguyền rủa cũng được xưng là hủ cốt độc trong thuật pháp, người chúng nguyền rủa, trừ phi dùng thủ đoạn cực đoan, nếu không không thể phá giải. Cho nên nguyền rủa còn tượng trưng cho ác độc. Trong bí thuật La Gia bọn họ luyện chế hạn bạt cũng có một phần nguyền rủa, để linh hồn những hạn bạt đó bị giam cầm vĩnh viễn trong cơ thể, bị La Gia bọn họ khống chế. Đều là La Gia bọn họ hạ nguyền rủa người khác. Không ai ngờ Mạc Phàm lại dùng nguyền rủa với La Gia bọn họ. Hơn nữa nguyền rủa này không chỉ không kém La Gia bọn họ, còn đáng sợ hơn nhiều. Đời đời kiếp kiếp, bất tử bất tuyệt. Chỉ tám chữ này đã khiến ông ta sởn gai ốc, toàn thân phát run. Trừ phi La Gia bọn họ tuyệt hậu, nếu không nguyền rủa này không mất đi. Trong mắt Mạc Phàm chớp lóe ánh sáng lạnh, cười khinh thường. Quả thật ngọn lửa hình ác quỷ này là nguyền rủa. Là huyết xuyến chú hắn đổi lấy được từ chớ chú chi môn. Nguyền rủa này có thể dựa theo ý nguyện của hắn, nguyền rủa người có huyết thống giống nhau. Quả thật nguyền rủa như vậy hơi tàn nhẫn, nhưng chuyện này đều do La Gia khơi mào, còn trách ai. Hơn nữa La Thành là người đứng thứ 6 hắc bảng, lại đi đánh lén một đám đứa bé, vậy mà không biết xấu hổ nói hắn ác độc. Muốn dùng đạo đức tới đè ép hắn, vẫn nên vứt đi thì hơn. Ông nói ác độc. Vậy thì ác độc đi, chỉ cần không ai dám động vào người nhà tôi, thành ma cũng không sao cả. Mạc Phàm hờ hững nói. Nếu hắn cường thịnh cứng rắn một chút, sao La Gia dám đến Đông Hải bắt đám tiểu vũ, khiến tiểu hồ ly không rõ tung tích. Một khi đã như vậy, vậy khiến tất cả kẻ địch của Mạc Gia run rẩy đi. Dám động đến người Mạc Gia hắn, La Gia là ví dụ. Muốn chết cũng không xong, sống cũng không yên. Mạc Phàm. Chắc chắn La Gia tôi sẽ giải trừ được nguyền rủa này, đến lúc đó, tôi nhất định sẽ không tha cho Mạc Gia cậu. La Thành giận dữ hét. Đợi ông có bản lĩnh giải trừ được rồi nói sau, ông vẫn nên nhận mệnh đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nguyền rủa không khó giải, ví dụ như ngũ quỷ phệ hồn chú của Ngạo Nhật Sơn Tông hắn chúng lúc trước, đã được hắn giải trừ. Nhưng nguyền rủa từ chớ chú chi môn, trừ phi hủy diệt chớ chú chi môn, nếu không không có khả năng giải trừ. Trước khi hắn chưa trở thành y tiên bất tử, ở tu chân giới không ai làm được điều này. Sau khi hắn thành danh, ở tu chân giới mới có duy nhất một người giải trừ được nguyền rủa của chớ chú chi môn, người đó chính là y tiên bất tử hắn. La Gia muốn giải trừ nguyền rủa này, có thể thử xem. Hắn nói xong không nói nhiều lời với La Thành nữa, ánh mắt nhìn ngọn lửa hình ác quỷ. Đi! Một chữ truyền ra, ngọn lửa hình ác quỷ như nhận được mệnh lệnh. Bùm một tiếng như pháo hoa nở tung, chia ra thành một đám ngọn lửa hình ác quỷ huyền ảo. Những ác quỷ này như châu chấu bay, bay theo sợi vàng mà Sơn Hà Ấn bắn ra, chỉ trong giây lát đã vào trong cơ thể người La Gia. Những ác quỷ này vừa tiến vào trong cơ thể người La Gia lập tức biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ. Tiếng đùng đùng vang lên, thân thể bọn họ nhỏ đi nhiều, mỗi người đều như người lùn. Ngũ quan trên mặt cũng khô quắt. Răng nanh lồi ra trong miệng bọn họ, làn da hồng nhuận cũng biến thành màu xám trắng như người chết, ngón tay và móng tay nhanh chóng dài ra. Theo ánh mặt trời chiếu xuống, khói đen lập tức dấy lên từ trên người bọn họ. A, à, không! Tiếng gào thét như heo bị chọc tiết truyền từ miệng người La Gia ra. Không ít người vội vàng trốn vào trong bóng tối, có một số người còn nhảy từ trên tường thành cao 2, 30 mét vào trong sông, tiếng rơi xuống nước vang lên liên tục. Trong lúc này, ở thành cổ La Gia tràn đầy tiếng gào thét như địa ngục nhân gian. Mạc Phàm, cậu giải nguyền rủa cho chúng tôi đi, cậu bảo La Gia tôi làm gì cũng được, tôi là bị La Yên bức không có biện pháp, cho nên mới ra hạ sách này. La Thành nhìn tay mình, ăn nói khép nép. Nguyền rủa này không chỉ khiến thực lực tiên thiên đỉnh phong của ông ta lập tức không còn, ngay cả người cũng biến thành bộ dạng như quỷ,
người La Gia khác không thể chấp nhận được, sao ông ta có thể chấp nhận? Mạc Phàm lắc đầu không nói gì, đã đến nước này rồi, La Thành vẫn còn đẩy tất cả trách nhiệm lên cháu gái mình. Nếu ông muốn chết, vậy có thể phơi nắng 10 ngày nửa tháng, có lẽ ông có thể xuống đó tìm La Yên tính sổ. Nếu lúc La Yên đánh cược thua La Gia tới cửa xin lỗi hắn, sẽ không như vậy. Hiện giờ hối hận cũng muộn quá rồi. Nói xong hắn cất huyết kiếm, giơ chân lên không trung, rời khỏi thành cổ như dẫm lên bậc thang. Trong mắt La Thành chớp lóe hối hận, do dự một lát, cũng nhảy vào trong sông theo người La Gia khác. Ông ta không muốn chết, nhớ đâu tìm được phương pháp giải trừ thì sao? Ông ta còn chưa nhảy xuống, mấy người La Gia người không ra người quỷ không ra quỷ nắm lấy La Thành. La Thành, ông còn không biết xấu hổ còn sống, ông vẫn nên đi gặp La Yên đi thôi. Bọn họ đường đường là La Gia Mạc Bắc, gia tộc số một Mạc Bắc, vậy mà biến thành một đám còn không bằng hạn bạt, đều là do La Thành và La Yên ban tặng. Không chỉ như vậy, La Thành còn dùng vong nhân La Gia bọn họ tế tự Sơn Hà, thiên địa. La Thành lừa bọn họ lâu như thế, La Gia hiện giờ hoàn toàn xong rồi, sao có thể bỏ qua cho La Thành dễ dàng. Dừng tay, những tên vô liêm sỉ các cậu muốn tạo phản sao, tôi là gia chủ La Gia đó. Vẻ mặt La Thành hoảng sợ, giận dữ hét. Trước kia ông là gia chủ, hiện giờ là tội nhân của La Gia chúng tôi. Một người trong đó giận dữ hét. Trước kia bọn họ e sợ thực lực thứ 6 hắc bảng của La Thành, hiện giờ bọn họ đều là tay trói gà không chặt, có gì phải sợ. Các người, La Thành còn chưa nói xong, liền bị một đám người La Gia biến thành hạn bạt chú lùn hành hung. Mạc Phàm nghe âm thanh phía sau, cũng không ngăn cản. Chậm rãi bước lên giữa không trung như đi bậc thang, đi đến chỗ đám Hứa Bình. Ở nơi xa, trong đám người, Thôi Tường nhìn quái vật rơi xuống liên tục trên thành cổ, trên người đều mặc trang phục La Gia, cùng với Mạc Phàm bước đi trên không, trái tim đập thình thịch. Anh ta chớp mắt, rón ra rón rén rời khỏi đám người, đi về phía sa mạc. La Gia đều đã xong rồi, ở yên đây chỉ có đường chết, vẫn nên nhân cơ hội chạy trốn tốt hơn. Anh ta còn chưa đi được vài bước, giọng nói lạnh như băng của Mạc Phàm truyền từ phía sau đến. Tôi nhớ rõ anh vừa hỏi đồ đệ tôi, cô ấy có dám giết anh hay không, anh trên có mẹ già, dưới có con nhỏ, đúng không? Nghe thấy giọng Mạc Phàm, Thôi Tường vẫn duy trì tư thế đi về phía trước, như chúng ma pháp định thân, mồ hôi như hạt đậu chảy từ má xuống. Rất lâu sau anh ta mới chậm rãi ngẩng đầu, liền thấy Mạc Phàm mặc bộ đồ trắng đứng trước người anh ta. Cầm đại kiếm huyết sắc có thể chém nát thi ma trong tay. Anh ta còn chưa nhìn vào mắt Mạc Phàm, phịch một tiếng quỳ gối xuống. Mạc đại sư, tôi trên có mẹ già, dưới còn có con nhỏ, cậu tha cho tôi đi. Thôi Tường đáng thương tội nghiệp nói. Mạc Phàm đã diệt cả La Gia, sẽ để ý mạng của một tiểu nhân vật như anh ta sao? Anh cảm thấy những diễn viên viên anh dùng quy tắc ngầm, đều chui từ trong tảng đá ra sao? Mạc Phàm hờ hững hỏi. Khi Thôi Tường gây khó dễ cho những người khác, hẳn là chưa từng nghĩ những người khác cũng trên có già, dưới có trẻ. Sắc mặt Thôi Tường trắng bệch, hai mắt đảo liên tục, rất nhanh trước mắt sáng lên. Mạc đại sư, thành cổ La Gia này là tôi dẫn cậu tới, không có tôi cậu không thể diệt La Gia thuận lợi như vậy, nể mặt chuyện này, cậu tha cho tôi một mạng đi. Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng. Nếu anh không biết La Gia ở đâu, anh đã sớm chết rồi. Nếu sau đó Thôi Tường thành thật, hắn có thể không so đo với Thôi Tường. Nhưng Thôi Tường lại muốn hãm hại hắn nhiều lần, còn muốn sống. Mặt Thôi Tường lập tức như cả nhiễm xương, trong mắt đều là tuyệt vọng. Mạc đại sư, tôi sai rồi. Sai rồi, anh phải trả giá thật nhiều vì lỗi lầm của mình. Ý niệm của Mạc Phàm vừa động, cát vàng như con kiến nhỏ màu vàng bò lên trên người Thôi Tường. Không. Mắt Thôi Tường mở to, vội vàng phủi những hạt cát này. Anh ta không động vào những hạt cát này thì không sao, anh ta khẽ động vào hạt cát càng tụ tập về phía anh ta. Chỉ trong phút chốc, anh ta đã bị hạt cát bao phủ toàn bộ. A, tiếng kêu thê lương qua đi, hạt cát tản ra rơi xuống đất, nhưng không thấy bóng dáng Thôi Tường đâu nữa. Trong đám người, bao gồm cả Lưu Phỉ Phỉ và Chu Hiệt bên trong, sắc mặt đều thay đổi. Nhất là mấy nữ diễn viên vừa kéo Lưu Phỉ Phỉ với Thôi Tường, trực tiếp quỳ trên đất. Hiện giờ có thể cứu bọn họ, chỉ có Lưu Phỉ Phỉ. Lưu Phỉ Phỉ nhíu mày,
nhìn về phía gương mặt tinh xảo đến hoàn mỹ của Mạc Phàm. Mạc Phàm, anh xem. Ánh mắt Mạc Phàm rét lạnh, nhìn lướt qua những nữ diễn viên này, không nói gì. Lúc này vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn về phía Mạc Phàm. Một lát sau, Mạc Phàm mới mở miệng. Nếu có lần sau, tôi sẽ khiến các người biến thành như La Gia. Dạ, dạ, chúng tôi tuyệt đối sẽ không như vậy nữa. Mấy nữ diễn viên như được đại xá, vội vàng nói. Người đáng sợ như thế làm chỗ dựa cho Lưu Phỉ Phỉ, nếu bọn họ lại gây khó dễ cho Lưu Phỉ Phỉ, vậy đúng là ngu ngốc. Mạc Phàm cất huyết kiếm, rời mắt nhìn Hứa Bình. Đạo diễn Hứa, bây giờ mọi người có thể chuẩn bị lấy cảnh, tôi sẽ để Chu Hiệt ở đây bảo vệ. Dạ, cảm ơn Mạc tiên sinh. Hứa Bình lau mồ hôi trên trán, thở phào một hơi nói. Lấy cảnh lần này tuyệt đối là khó khăn nhất kiếp này của cô, đều có thể quay thành một bộ phim điện ảnh, nhưng cuối cùng vẫn lấy được cảnh rồi. Người của đoàn làm phim nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ, nhao nhao tản ra, chỉ còn lại Chu Hiệt. Sư phụ, tiểu hồ ly đâu, không phải là... Chu Hiệt đi tới, lo lắng hỏi. Mạc Phàm diệt La ra, không thấy được tiểu hồ ly ra ngoài. Nó bị người khác mang đi rồi, nhưng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Mạc Phàm cau mày nói. Trên người tiểu hồ ly có cấm chế hắn hạ, nếu tiểu hồ ly gặp nguy hiểm đến tính mạng, hắn sẽ cảm nhận được. Hắn không cảm nhận được, chuyện này nói lên tiểu hồ ly không sao. Sẽ là ai đây? Sắc mặt Chu Hiệt khẽ đổi, nói. Hoa Hạ có không biết bao nhiêu cao thủ, nếu tìm dần dần, không biết phải mất bao lâu, lần này phiền phức rồi. Sư phụ cũng không biết, nhưng nếu là kẻ địch, sớm muộn gì cũng xuất hiện, Mạc Phàm lắc đầu nói. Bây giờ chúng ta chỉ có thể đợi sao? Mạc Phàm suy nghĩ một lát, rời mắt nhìn về phía đông nam. Vẫn không rõ tung tích của tiểu hồ ly, sao hắn có thể ngồi đợi? Sư phụ đi tìm một người, người đó sẽ biết tung tích của tiểu hồ ly. Vậy con thì sao? Cho con cái này, con bảo vệ bọn họ lấy cảnh xong, trực tiếp về Giang Nam. Mạc Phàm lấy Sơn Hà Ấn ra, tay tạo pháp ấn bay vào mi tâm Chu Hiệt, Sơn Hà Ấn lập tức bay về phía cô. Làm xong những chuyện này, hắn biến về bộ dáng lúc trước, không ở đây nữa, bóng dáng nhoáng lên một cái liền đến ngoài trăm thước. Đúng rồi, La Gia có thứ tên là Thiên Chi, cầm lấy giúp sư phụ. Mạc Phàm dừng lại nói. Thiên Chi là thứ cần cho thứ thể châm của hắn, cũng là mục đích hắn tới La Gia, tất nhiên không thể bỏ qua. Dạ, con nhất định sẽ tìm được. Chu Hiệt cung kính gật đầu. Mạc Phàm đáp, thân thể không ngừng lóe lên, nhanh chóng biến mất trong sa mạc. Lúc này, trong cung điện dưới lòng đất ở nước ngoài, trên một tế đàn thủy tinh. Một người đàn ông gần 50 tuổi, làn da ửng sáng như đứa bé, ngồi ngay ngắn phía trên, như một cái chuông lớn mãi mãi bất động. Người đàn ông này không phải ai khác, đúng là Vạn Thiên Tuyệt dưới một người trên vạn người. Hai mắt Vạn Thiên Tuyệt nhắm nghiền, ba nụ liên hoa sắp nở lóe sáng, trôi nổi trên đỉnh đầu ông ta. Xung quanh ông ta có màu đỏ, màu vàng, màu lam phát sáng, bay từ trong bụng, ngực, mi tâm ông ta ra, tụ tập về phía liên hoa trên đỉnh đầu. Theo những ánh sáng này nhập vào, liên hoa chậm rãi nở rộ, nở rộ. Mãi đến khi ba đóa liên hoa nở rộ xong, môi Vạn Thiên Tuyệt khẽ mở. Ngưng! Ba đóa liên hoa chớp lóe ánh sáng, gợn sóng tản ra xung quanh, ba đóa hoa hợp thành một. Rõ ràng chỉ là ba đóa liên hoa hợp nhất, xung quanh cung điện lập tức lắc lư, có cự thạch ngàn cân rơi xuống liên tục, giống như cung điện này không chịu đựng được chấn động cường đại như thế. Vạn Thiên Tuyệt không chút hoang mang, lông mày cũng không nhăn lại. Hợp! Chữ này vang lên, trên đóa liên hoa nhạt màu đi, bóc ra. Cuối cùng chỉ còn lại đài sen trụi lùi. Cung điện lắc lư không giảm trái lại còn tăng, một khối cự thạch to cỡ căn phòng bay thẳng đến đỉnh đầu Vạn Thiên Tuyệt rồi hạ xuống. Vạn Thiên Tuyệt vẫn thờ ơ như trước, nói một chữ cuối cùng. Sinh! Quang ảnh cỡ một quả đấm xuất hiện trên đài sen, quang ảnh hình tròn, phiếm sáng bóng màu vàng. Quang ảnh hình tròn này vừa xuất hiện, đài sen héo rũ trong chốc lát, quang ảnh hình tròn như nhận được tiếp tế, trong chớp mắt ngưng thực lại. Không đợi tảng đá kia đập trúng người Vạn Thiên Tuyệt, một đạo kim quang cỡ một thước phóng lên trời, như một cây thiên trụ đội trời đạp đất. Trong chớp mắt tảng đá đó được bao phủ bên trong, biến mất vô hình trong kim quang. Cung điện giống như đã đến cực hạn, sập xuống.
Chỉ trong chớp mắt cung điện biến thành đống hoang tàn, chỉ có Vạn Thiên Tuyệt ngồi trên tế đàn thủy tinh thì hoàn hảo không tổn hao gì. Vạn Thiên Tuyệt vẫn ngồi trên đó, kim quang phóng thẳng lên trời, mãi mãi bất động. Bên ngoài cung điện, hai người đàn ông nhìn cung điện sụp đổ chỉ trong chớp mắt, sắc mặt thay đổi. Hai người vội vàng đến chỗ tế đàn thủy tinh Vạn Thiên Tuyệt đang ngồi, quỳ một gối với Vạn Thiên Tuyệt. Hai người nhìn hư ảnh hình tròn màu vàng trên đỉnh đầu Vạn Thiên Tuyệt, trước mắt vốn sáng lên, sau đó vội vàng phủ phục trên đất. Chúc mừng sư phụ ngưng đan thành công, thăng cấp thần cảnh. Rất lâu sau, hư ảnh hình tròn màu vàng nhoáng lên một cái, biến mất vào trong cơ thể Vạn Thiên Tuyệt, cột sáng màu vàng thông thiên triệt địa cũng biến mất theo, lúc này Vạn Thiên Tuyệt mới mở to mắt. Ông ta vừa mở mắt ra, hai đạo kim quang nở rộ trong mắt ông ta, giống như hai ánh đao, làm người ta phát lạnh. Đứng dậy đi, ngưng đan thành thần không đơn giản như các con nghĩ đâu. Vạn Thiên Tuyệt vẫy tay, không buồn không vui nói. Không ngưng đan thành thần sao? Hai người đàn ông nhìn thoáng qua nhau, vẻ mặt mờ mịt. Khí tức đủ để lay động thiên địa, còn cả hư ảnh hình tròn màu vàng kia nữa, chẳng lẽ không phải là kim đan ngưng tụ trong truyền thuyết? Sư phụ, vừa rồi là thứ gì thế? Một người đàn ông trong đó tò mò hỏi. Hư đan. Trong mắt Vạn Thiên Tuyệt lóe sáng kim quang, mỉm cười nói. Ông ta bế quan 10 năm, giống như không có thất vọng vì không ngưng đan thành công. Chuyện này. Hai người đàn ông nhíu mày, lộ ra chút thất vọng. Vạn Thiên Tuyệt giống như nhìn thấu tâm tư của hai người, cười khinh thường. Tuy không đến kim đan thần cảnh, nhưng sư phụ cách kim đan không xa rồi. Rất nhiều võ giả và pháp sư đều cho rằng tiên thiên đỉnh phong chỉ cách thần cảnh một bước xa, chân chính trùng kích đến thần cảnh mới phát hiện không phải một bước này vừa chạm là tới, còn một cảnh giới là hư đan. Đến cảnh giới hư đan, có ý nghĩa tinh khí thần đều đến một điểm giới hạn. Tam nguyên tụ đính, bão nguyên quy nhất. Đến hư đan mới là bước khó nhất để thăng cấp thần cảnh, mắc kẹt bước này cho nên trăm năm qua Hoa Hạ không có cao thủ kim đan thần cảnh xuất hiện. Ông ta đã qua bước này, chỉ cần lượng lớn linh khí bổ sung, hư đan đến kim đan, vốn dĩ không có bất luận độ khó gì, đơn giản như ăn cơm. Nếu sư phụ đã đến cảnh giới này, thành bang chúng ta sẽ quay về Hoa Hạ, còn lập tức đi báo cho bang chủ. Một người đàn ông trong đó kích động nói. Đừng sốt ruột, sư phụ muốn đi gặp vài người, đợi xử lý mấy người kia rồi nói cũng không muộn. Vạn Thiên Tuyệt không chút hoang mang nói. Ông ta bế quan 10 năm, vừa đến cảnh giới hư đan, không tìm vài người xem thử thế nào được. Hai người do dự, vẫn gật đầu. Thanh Long bang chủ Thanh Bang đều cung kính với sư phụ bọn họ, sao bọn họ dám làm trái? Sư phụ, người muốn thế nào? Tiểu tử Mạc Phàm Đông Hải kia ở đâu, còn ở Đông Hải không? Vạn Thiên Tuyệt nghĩ một lát, trong mắt hiện lên sắc bén hỏi. Mạc Phàm giết Thiên Thành Diệt và Vạn Giang Minh, coi như có chút bản lĩnh, bắt đầu từ cậu ta trước vậy. Sau Mạc Phàm, sẽ là Lâm Thiên Nam. Sỉ nhục năm đó, lần này ông ta sẽ trả lại gấp bội. Bây giờ Mạc Phàm không ở Đông Hải, dựa theo tin tức chúng con nhận được, Mạc Phàm đang ở La Gia Mạc Bắc, chỉ là... Một người đàn ông nói được một nửa, không dám nói tiếp. Thế nào, có vấn đề gì sao? Vạn Thiên Tuyệt nhíu mày hỏi. Gần đây Mạc Phàm này giết quỷ tiên sinh thứ 5 Hắc Bảng, băng ma cao thủ của Hắc Ám Giáo Đình, còn phá tiên trận của Âu Dương gia, cửu khúc hoàng sa trận của thủ hộ nhất tộc Lâm gia, còn một kiếm giết chết ca tiên sinh kiếm thần phương Tây của gia tộc Uy Kỳ. Sắc mặt người đàn ông khó coi nói. Bởi vì mấy tin tức này, Thanh Bang đã hạ Thanh Long lệnh không cho ai trêu chọc Mạc Phàm. Hả? Vạn Thiên Tuyệt khẽ nâng mí mắt, không chỉ không sợ trái lại trong mắt có thêm hưng phấn. Cho nên con cảm thấy năm đó sư phụ bị nhốt vào tiên trận của Âu Dương gia, tiên trận của thủ hộ nhất tộc Lâm gia, thực lực của sư phụ không bằng Mạc Phàm này, đúng không? Vạn Thiên Tuyệt cười mỉa nói. Đồ đệ không dám. Ê ố ế ế ấp ấp ế ế ế không trách con, nếu là sư phụ của 10 năm trước. Quả thật không phải đối thủ của tiểu tử kia, nhưng sư phụ hiện giờ, giết cậu ta chỉ là chuyện nhấc cánh tay, các con chỉ cần nói cho sư phụ biết làm thế nào mới tìm được tiểu tử đó. Vạn Thiên Tuyệt không tức giận nói. Ý niệm của ông ta vừa động, ngồi xuống tế đàn thủy tinh biến thành phàm thạch màu xám trắng mắt thường có thể thấy được. Linh khí nồng đậm như thủy ngân hóa thành vòng xoáy, nhập vào trong cơ thể Vạn Thiên Tuyệt, tựa như châu đất xuống biển, không tạo nên gợn sóng gì.
Sắc mặt hai người đàn ông thay đổi, mừng như điên hiện lên trên mặt. Người khác không biết tế đàn thủy tinh này là gì, nhưng bọn họ biết rõ. Tế đàn thủy tinh này là Thanh Bang tìm được trong bộ lạc diệt vong ở châu Mỹ, tên là Khởi Nguyên Tế Đàn, nghe nói thần linh của bộ lạc đều sinh ra trên tế đàn thủy tinh này. Tế đàn có thể sinh ra thần, năng lượng ẩn chứa bên trong có thể suy nghĩ được. Sở dĩ sư phụ bọn họ gia nhập Thanh Bang, cũng là vì tế đàn này, đột phá thần cảnh. Hiện giờ toàn bộ linh khí ở tế đàn được hấp thu, vậy mà không có chuyện gì, đủ để chứng minh sự cường đại của sư phụ bọn họ. Không phải thần linh, nhưng mạnh hơn thần linh, một tiểu tử Đông Hải Hoa Hạ có thể so được sao? Nếu sư phụ muốn mời tiểu tử kia đại chiến, chỉ cần bắt lấy đại tiểu thư Bạch Gia Giang Nam là được. Một người đàn ông trong đó cười âm hiểm nói. Quan hệ giữa Mạc Phàm và Bạch Tiểu Tuyết, có thể che giấu được ánh mắt người khác, sao có thể che giấu được Thanh Bang bọn họ? Bắt Bạch Tiểu Tuyết, còn sợ Mạc Phàm không đến. Bạch Gia Giang Nam, sư phụ cũng có chút hứng thú với Bạch Đồng Tử. Không biết 10 năm trôi qua, Bạch Gia có mạnh hơn không, các con đi chuẩn bị máy bay, chúng ta lập tức đến Bạch Gia Giang Nam. Vạn Thiên Tuyệt ra lệnh. Dạ sư phụ. Hai người gật đầu, vội vàng đi chuẩn bị. Vạn Thiên Tuyệt nhìn thoáng qua phía Hoa Hạ, tinh quang lóe lên. 10 năm trước Lão Phu đến Hoa Hạ tơi tả mà về, lần này xem còn ai là đối thủ của Lão Phu. Thành phố Tây Hồ, trước một ngôi biệt thự xa hoa. Mạc Phàm ra khỏi một chiếc xe taxi, vừa đến trước cửa biệt thự, bỗng nhiên cửa biệt thự mở ra, một đám người ăn mặc chỉnh tề bước từ trong ra, cung kính cúi đầu với Mạc Phàm. Đi đầu là Tôn Huyền Cơ của Tôn gia, bên cạnh là đám Diệp Thiên Tinh và Tôn Thiên Long. Mạc tiên sinh đại giá quang lâm, thứ cho lão hủ không nghênh đón đúng lúc. Hai tay Tôn Huyền Cơ ôm quyền, cúi người nói với Mạc Phàm. Nghênh đón thì không cần, lần này tôi tới là có chuyện tìm ông. Đi vào rồi nói. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Tôn Huyền Cơ nhíu mày, trong mắt hiện lên dị sắc, lập tức bảo mọi người rời đi, chỉ để lại Diệp Thiên Tinh cô bé buộc tóc sừng dê bên cạnh. Được, Mạc tiên sinh mời đi bên này. Chỉ trong phút chốc, hai người dẫn đường ở phía trước, dẫn theo Mạc Phàm vào trong thư phòng ông ta. Mạc tiên sinh, có chuyện gì lão hủ có thể giúp cậu, cậu cứ việc mở miệng. Tôn Huyền Cơ bảo hạ nhân bưng trà và điểm tâm. Lúc này mới mở miệng hỏi. Tôi muốn ông giúp tôi tính xem bây giờ một người đang ở đâu, điều kiện ông có thể nói. Mạc Phàm uống một ngụm trà nói. Đến nay hắn vẫn không rõ tung tích của tiểu hồ ly, muốn nhanh chóng tìm được tiểu hồ ly chỉ có thể dựa vào bói toán. Tuy hắn biết một chút thuật bói toán như tử vi, chiêm tinh, nhưng không tinh thông. Tôn Huyền Cơ xuất thân từ huyền học thế gia, khả năng bói ra được tung tích tiểu hồ ly lớn hơn hắn nhiều. Đây mới là mục đích hắn tới Tây Hồ. Mạc tiên sinh quá khách sáo rồi, người Mạc tiên sinh tìm là Thanh Khâu tộc ở Mạc gia sao? Tôn Huyền Cơ ngồi trên xe lăn, giống như đã sớm dự đoán được. Mạc Phàm nhướng mày, lập tức thoải mái hơn. Tiểu hồ ly bị bắt cũng không phải bí mật lớn gì, nhất là người của huyền học thế gia như Tôn Huyền Cơ, ông ta đã tính được chuyện này. Ở tu chân giới, hắn từng gặp không ít đại sư chiêm tinh. Hắn còn chưa tới động phủ của những đại sư chiêm tinh này, những người này đã đoán ra được khi nào hắn đến, vì sao lại đến đó. Ông đã biết, vậy không cần tôi nhiều lời nữa. Mạc Phàm gật đầu. Nếu để tôi tính hung cát của nó, chuyện này thì không cần, nó là mệnh quý nhân, hiện giờ bình an vô sự, nhưng muốn coi nơi nó đến, có khả năng cần chút môi giới. Tôn Huyền Cơ hơi khó xử nói. Hung cát hảo đoạn, chỉ là chuyện liếc mắt một cái. Lần trước người một nhà Mạc Phàm tới Tây Hồ, hắn đã xem qua giúp mọi người, tiểu hồ ly cũng bao gồm trong đó. Tiểu hồ ly là mệnh quý nhân, ít nhất sẽ gặp hai quý nhân, trong 10 năm sẽ không có chuyện gì. Nhưng tìm nơi nó đang ở hiện giờ thì không dễ như vậy. Đây là tinh huyết của nó, hẳn là có thể dùng bói toán. Mạc Phàm lấy một bình ngọc từ trong nhẫn chữ vật ra, đưa cho Tôn Huyền Cơ. Theo hắn biết. Trong thuật bói toán có một loại tên là huyết chiêm thuật, lấy tinh huyết làm dẫn, bói được nhân sinh tử khứ. Bởi vì cấp bậc của thuật pháp này quá thấp, hắn lại không có hứng thú với bói toán, nên không dồn hết tâm trí nghiên cứu. Sau đó hắn lại lấy ra một cái bình ngọc, đặt lên trên bàn bằng gỗ tử đàn. Đây là thanh dương đan, cho dù ông có bói được hay không, thứ này đều là của ông, có thể chữa khỏi mắt cho cháu nội của ông.
Lần trước Tôn Thiên Long cháu nội Tôn Huyền Cơ tự cho rằng mình nắm giữ huyền học thông thiên, kết quả nhìn hắn một cái, liền khiến hai mắt bị mù. Với y thuật trên địa cầu, khả năng chữa khỏi không cao. Lần này hắn có việc cầu Tôn Huyền Cơ, tất nhiên sẽ không để Tôn Huyền Cơ giúp hắn không công. Sắc mặt Tôn Huyền Cơ lập tức thay đổi, trước mắt sáng lên, nhìn về phía Bình Ngọc. Tôn Thiên Long là hương khói duy nhất của Tôn gia ông ta, sao ông ta có thể để hương khói duy nhất thành người mù? Nhưng một năm nay ông ta tìm không biết bao nhiêu bác sĩ nổi tiếng, đều không chữa khỏi mắt cho Tôn Thiên Long. Mạc Phàm lấy thuốc ra, chắc chắn có thể chữa khỏi mắt cho cháu nội ông ta. Mạc tiên sinh yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng tìm nơi tiểu hồ ly đang ở. Tôn Huyền Cơ kích động nói. Tôn gia bọn họ còn trông cậy Mạc Phàm phá giải vạn diệt lao lung tiến vào một tiên nhân, cho dù Mạc Phàm không đưa gì, ông ta cũng sẽ cố gắng bói giúp Mạc Phàm. Mạc Phàm lại lấy thứ ông ta cần nhất ra, sao ông ta có thể không cố gắng hơn? Ông ta cầm lấy tinh huyết của tiểu hồ ly, lại lấy mai rùa, thi thảo và mấy thứ khác trên giá sách xuống. Mai rùa được đặt ở phía đông trên bàn sát cửa sổ, thi thảo và mấy thứ khác đặt trên mai rùa. Làm xong những chuyện này, hai ngón tay ông ta để trước ngực, chú ngữ thốt ra từ miệng ông ta. Chỉ trong phút chốc, trước mắt ông ta sáng lên, toàn bộ mắt biến thành máu xám trắng. Bùm, thi thảo và mấy thứ khác trên mai rùa giấy lên ngọn lửa. Ông ta vội vàng cầm bình ngọc, nhỏ một giọt tinh huyết lên trên. Huyết dịch rơi vào trong ngọn lửa, không chỉ không dập tắt ngọn lửa, trái lại ngọn lửa cháy mạnh hơn, cao khoảng một người. Trong ngọn lửa có mấy ký hiệu nguệch ngoạc bay ra, xếp thành một hàng. Tôn Huyền Cơ và Diệp Thiên Tinh đứng bên cạnh vội vàng nhìn mấy ký hiệu, nhíu mày lại. Hả? Ông ta bói toán không ít lần, tuy mỗi lần nhắc nhở đều là văn tự kỳ lạ, nhưng có thể nhìn ra không ít manh mối. Nhưng văn tự lần này ông ta không nhìn ra được gì. Thiên Tinh, cháu biết mấy chữ này không? Tôn Huyền Cơ cau mày hỏi. Ông nội Tôn, cháu cũng chưa từng thấy mấy chữ đó. Diệp Thiên Tinh lắc đầu nói. Sắc mặt Tôn Huyền Cơ lập tức khó coi, nhìn về phía Mạc Phàm với vẻ áy náy. Vừa rồi ông ta đảm bảo sẽ bói ra được, kết quả không bói được gì. Mạc tiên sinh, tung tích của tiểu hồ ly ở trên mấy chữ này, nhưng đạo hạnh của lão hủ không đủ, không nhìn ra ý mấy chữ đó. Ê á á, Mạc Phàm nhướng mày, không để tâm lắm nhìn thoáng qua văn tự nguệch ngoạc, mí mắt lập tức nâng lên, khóe miệng hiện lên tươi cười. Chẳng trách ông không biết. Mạc tiên sinh biết mấy chữ này sao? Tôn Huyền Cơ hơi sửng sốt, hỏi. Đây là văn tự của Thanh Khâu cổ, ý là Thanh Khâu phần. Mạc Phàm cười nhạt nói. Nếu là văn tự Thanh Khâu khác, hắn sẽ không biết. Nhưng mấy chữ này đúng là mấy chữ viết trên đại môn ở tổ địa Thanh Khâu. Khi ở tu chân giới, hắn từng đến tổ địa Thanh Khâu nhất tộc không ít lần, thường xuyên đi qua tất nhiên nhận ra mấy chữ này. Thanh Khâu phần, là nơi nào thế? Vẻ mặt Tôn Huyền Cơ mờ mịt, tò mò hỏi. Ở trong phạm vi Hoa Hạ, bao gồm một số tông môn ẩn thế, ông ta đều biết gần hết, nhưng chưa từng nghe nói đến Thanh Khâu phần. Một nơi không tồn tại trên địa cầu. Mạc Phàm không giấu giếm, uống một ngụm trà cười nhạt nói. Thanh Khâu phần là tổ địa của Thanh Khâu nhất tộc, cũng là một trong những thánh địa của yêu tộc. Nếu tiểu hồ ly đến Thanh Khâu phần, nói lên có người của Thanh Khâu nhất tộc đi ngang qua địa cầu, cơn gió đó là do người Thanh Khâu nhất tộc tạo ra. Lúc trước hắn hoài nghi tiểu hồ ly được người Thanh Khâu nhất tộc mang đi, dù sao kiếp trước tiểu hồ ly thành sư muội của tiên tử Huyền Nguyệt, chắc chắn là được người mang đi từ địa cầu. Nếu là như vậy, hắn có thể yên tâm rồi. Thanh Khâu phần là nơi Thanh Khâu nhất tộc hướng tới, chỉ khi đạt được lễ rửa tội ở đó mới có thể thức tỉnh huyết mạch Thanh Khâu nhất tộc, tiểu hồ ly ở đó sẽ không sao. Hắn chỉ cần đuổi tới kịp trước khi Liệp Yêu bắt tiểu hồ ly, đến Thanh Khâu phần tìm tiểu hồ ly là được. Nhưng cách thời gian xảy ra chuyện này còn rất xa, hiện giờ hắn không cần lo lắng đến chuyện này. Không ở trên địa cầu sao? Tôn Huyền Cơ nuốt nước bọt, Diệp Thiên Tinh cũng nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ, mức độ hai người khiếp sợ không thua gì bị điện giật. Chẳng lẽ thật sự có tiên giới tồn tại sao? Rất lâu sau, lúc này Tôn Huyền Cơ mới lấy lại tinh thần hỏi. Nếu ông biết pháp thuật, biết thiên mệnh, thì không nên hoài nghi trên trời còn có bầu trời, ngoài con người ra còn có tiên. Mạc Phàm cười nói, nếu thân là một pháp sư còn hoài nghi tiên giới có tồn tại hay không, không khác gì biết rõ 1+1=2,
nhưng hoài nghi 500 cộng 500 có bằng 1000 thật hay không? Cảm ơn Mạc tiên sinh nhắc nhở. Tôn Huyền Cơ hít vào một hơi khí lạnh, vội vàng nói. Cảm ơn thì không cần, không còn chuyện gì nữa, vậy tôi đi trước. Mạc Phàm để chén trà xuống, đứng dậy muốn rời đi. La Gia bị diệt, chuyện của Tiểu Hồ Ly đã giải quyết, đến lúc hắn đi làm một chuyện rồi. Mạc tiên sinh, cậu đừng có gấp. Tôn Huyền Cơ thấy Mạc Phàm muốn đi, vội vàng ngăn cản. Sao thế, còn có chuyện khác tìm tôi sao? Trái lại không có chuyện gì, chỉ là muốn nói Mạc tiên sinh quay về Giang Nam thì phải cẩn thận một chút. Mắt Tôn Huyền Cơ khẽ đảo, thận trọng nói. Mạc Phàm đến Mạc Bắc một chuyến, tuy chỉ đi 3-4 ngày. Nhưng chỉ sợ Mạc Phàm không biết, có thể nói mấy ngày nay tỉnh Giang Nam hoàn toàn là phong vân biến huyễn. Rất nhiều thế lực đã rộn rạo, có đại nhân vật ra lệnh, người nào dám xen vào chuyện này sẽ chết. Mạc Phàm nhíu mày, lông mày lập tức giãn ra. Thế nào, tôi không ở Giang Nam mấy ngày, có chuyện gì xảy ra à? Mấy ngày nay nhà Wiki kiếm đạo thế gia Nhật Quốc, phu quỷ giáo Thái Quốc, còn có hắc ám giáo đình châu Âu, cùng với tổ chức sát thủ thứ thần tuyên bố muốn diệt Mạc gia. Trong mắt Tôn Huyền Cơ lộ vẻ lo lắng nói. Những thế lực này, cho dù là nhà Wiki, phu quỷ giáo, hay là hắc ám giáo đình và thứ thần, đều có thể nói là bá chủ một phương, không thể khinh thường, thế lực nào tôn ra bọn họ cũng không thể địch lại được. Chắc những thứ này chỉ làm nền thôi đúng không? Mạc Phàm cười mỉa nói. Những thế lực này đều từng có xung đột với hắn, nhưng nếu không có nguyên nhân khác, những thế lực này sẽ không dám đối nghịch với hắn một cách trắng trợn như thế. Mạc tiên sinh minh giám, nếu không có người khác, quả thật những thế lực này sẽ không dám lên tiếng. Tôn Huyền Cơ dừng một lát mới nói tiếp. Là ai? Hắn chỉ đi Mạc Bắc vài ngày, không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như thế. Kẻ địch mọc lên như nấm, đều đứng dậy hết. Hắn rất muốn nhìn xem, là ai to gan như thế. Tôn Huyền Cơ nhìn Mạc Phàm, do dự một lát, lúc này mới mở miệng. Vạn Thiên Tuyệt, dưới một người trên vạn người. Tuy chỉ là một cái tên, nhưng giống như phải lấy hết dũng khí mới dám nói ra. Nghe nói ông ta đã ngưng đan thành công, còn đang trên đường tới Hoa Hạ, mục tiêu đầu tiên là Mạc tiên sinh cậu. Tôn Huyền Cơ lại nói thêm một câu. Vạn Thiên Tuyệt, 10 năm trước đứng thứ hai hắc bảng, có thể nói là cao thủ vô địch. Hiện giờ lại càng có khả năng là người Hoa Hạ duy nhất kết đan thành thần, Mạc Phàm lợi hại đến mấy cũng không có khả năng là thần cảnh. Vạn Thiên Tuyệt. Mạc Phàm hơi nheo mắt, trong mắt chớp lóe ánh sáng lạnh. Lần trước Tống Trung trưởng lão Thanh Bang đối phó Mạc gia hắn cùng với Lâm gia, hắn còn chưa đi thu thập Thanh Bang. Nếu lần này Vạn Thiên Tuyệt đến đây, vậy không còn gì tốt hơn, hắn đỡ phải ra nước ngoài tìm. Nhìn xem cao thủ kim đan thần cảnh trên địa cầu có bản lĩnh thế nào, cũng để Thanh Bang biết kết cục trêu chọc Mạc gia hắn. Tôi đã biết, còn chuyện gì không? Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Giọng điệu nói chuyện giống như bí thư nhắc nhở hắn buổi chiều có cuộc họp, hắn đáp qua loa một câu. Tôn Huyền Cơ hơi sửng sốt, mãi mới phản ứng kịp. Vạn Thiên Tuyệt không chỉ đứng thứ hai hắc bảng, chỉ dưới Lâm Thiên Nam thần Long Kiến Thủ Bất Kiến Vĩ, hiện giờ càng có khả năng đã đến kim đan thần cảnh, vậy mà Mạc Phàm không để Vạn Thiên Tuyệt vào mắt, chắc Mạc Phàm sắp gặp chuyện rồi. Phải biết rằng Thiên Thành diệt kém xa Vạn Thiên Tuyệt, có thể dùng một quyền đánh ông ta bán thân bất toại. Nếu đổi thành Vạn Thiên Tuyệt, có khả năng không cần dùng một ngón tay. Miệng ông ta cử động vài lần, do dự rất lâu có nên nhắc nhở Mạc Phàm hay không, cuối cùng vẫn mở miệng. Mạc tiên sinh, cậu vẫn nên cẩn thận một chút tốt hơn, Vạn Thiên Tuyệt này không dễ đối phó như vậy đâu. Nếu thực lực không đủ, cẩn thận có tác dụng gì? Sao Mạc Phàm không biết tâm tư của Tôn Huyền Cơ, cười nhạt một tiếng nói. Nếu cẩn thận có tác dụng, tất cả mọi người cẩn thận đã bình yên vô sự rồi. Không biết mình có tay có thể che trời, có chân đủ để liệt địa, có kiếm chảm sơn hà. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, Vạn Thiên Tuyệt đến đây, chém là được. Mắt Tôn Huyền Cơ mở to, trong mắt chớp lóe xám trắng lần nữa, nhìn về phía Mạc Phàm bình tĩnh như gió. Ánh mắt ông ta nhìn về phía Mạc Phàm, trên người Mạc Phàm giống như một cái hắc động, kéo đồng tử lực của ông ta vào trong hắc động. Sắc mặt ông ta thay đổi, vội vàng thu hồi đồng tử lực. Nhòm ngó tu vi của người khác vốn là tối kỵ, vừa rồi chỉ cần Mạc Phàm nguyện ý, hoàn toàn có thể biến ông ta thành người mù. Mạc tiên sinh đã ngưng kết kim đan,
đến thần cảnh rồi sao? Tôn Huyền Cơ hỏi. Ông ta từng thấy không ít cao thủ, còn chưa thấy ai năng lực trong cơ thể hóa thành hắc độc, Mạc Phàm là người đầu tiên. Có thể đến nước này, chắc chắn là tinh khí thần tam nguyên hợp nhất, ngưng tụ kim đan, không có, nếu tôi muốn hủy đồng tử thuật của ông, bất luận là dựa vào một loại trong tinh khí thần đều làm được dễ dàng. Mạc Phàm không thèm để ý nói. Vạn Thiên Tuyệt đến thần cảnh thì thế nào, ông ta nghĩ rằng đến thần cảnh sẽ lợi hại hơn người dưới thần cảnh sao? Quy củ này đối với tu sĩ bình thường là vậy, ở tu chân giới không thành lập, ở trước mặt hắn càng không thành lập. Sắc mặt Tôn Huyền Cơ thay đổi, nhìn Mạc Phàm với vẻ kỳ lạ, mắt đảo liên tục. Tinh, khí, thần, bất luận loại nào đều có thể hủy đồng tử thuật của ông ta dễ dàng, vậy chẳng phải Mạc Phàm hoàn toàn có thể ngưng tụ ba viên kim đan trong truyền thuyết sao? Nhưng cường giả tam đan thần cảnh vô cùng hiếm thấy, gần như không khác Long Phượng và Sừng Lân. Bởi vì có thể ngưng tụ tinh khí thần thành một viên kim đan đã không dễ dàng, tinh, khí, thần mỗi cái ngưng tụ một viên kim đan khó gấp 9 lần ngưng tụ hết thành một viên kim đan. Đương nhiên ngưng tụ ra một viên kim đan cũng sẽ mạnh không chỉ gấp 9 lần. Chẳng lẽ Mạc Phàm đang đi con đường này, nếu thật sự là như vậy, có lẽ không việc gì phải sợ Vạn Thiên Tuyệt. Cảm ơn Mạc tiên sinh thủ hạ lưu tình. Tôn Huyền Cơ vội vàng xin lỗi. Nếu không còn chuyện gì khác, tôi đi về trước. Mạc Phàm không để ở trong lòng, nói. Nếu Mạc tiên sinh đến đây rồi, vậy để tôi làm chủ nhà tiếp đón cậu một phen. Tôn Huyền Cơ khách sáo nói. Không cần, thay vì ở đây, trái lại tôi càng muốn biết người nào đến Giang Nam. Mạc Phàm liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt chớp lóe tinh quang. Nhìn xem ai dám tới Giang Nam, cho dù là ai đến rồi thì ở lại đi. Quả thật bây giờ không phải lúc ăn cơm, tôi lập tức phái xe đưa Mạc tiên sinh về Giang Nam. Không biết Vạn Thiên Tuyệt sẽ đến Giang Nam lúc nào, Mạc Phàm vẫn nên về Giang Nam tốt hơn. Mạc Phàm gật đầu, không từ chối. Không lâu sau, một chiếc xe thương vụ rời khỏi biệt thự, đưa Mạc Phàm quay về Giang Nam. Hai tiếng sau, xe thương vụ không về biệt thự Mạc gia. Mà lái đến Đại học Đông Hải, đỗ trước ký túc xá Tuyết Nhi và An Hiểu Hiên. Hắn mới bước ra khỏi xe, liền nghe thấy tiếng cộp cộp xuống lầu truyền từ trong biệt thự ra. An Hiểu Hiên đi giày cao gót, mặc áo màu trắng quần đùi sát mông, đôi chân tuyết trắng gần như lộ hết chạy từ trong biệt thự ra, trên gương mặt quyến rũ đều là bối rối. Mạc Phàm, cuối cùng anh cũng trở lại. An Hiểu Hiên hơi hoảng hốt nói, hoàn toàn không còn hình tượng ma nữ tùy tiện lúc trước. Mạc Phàm nhíu mày, hắn nhìn thấy tin nhắn An Hiểu Hiên gửi nên đến trường học trước, trong tin nhắn An Hiểu Hiên không nói rõ là chuyện gì. Làm sao vậy, Tuyết Nhi đâu? Bạch gia nhốt Tuyết Nhi rồi, còn muốn gả cậu ấy cho Carter vương tử của thần điện, anh nhanh đến Bạch gia một chuyến với tôi. Mạc Phàm hơi híp mắt, sắc bén xuất hiện trong mắt hắn. Hắn chỉ rời đi vài ngày, vậy mà có không ít chuyện xảy ra ở Giang Nam. Vạn Thiên Tuyệt xuất quan khiến một lượng lớn đứng ra là địch với Mạc gia, vậy mà Bạch gia cũng muốn gả Tiểu Tuyết cho Carter vương tử của thần điện. Hắn cười lạnh lùng, tươi cười sắc bén như đao. Người lúc trước bắt Tiểu Tuyết là người của thần điện, vậy mà Bạch gia vẫn gả Tiểu Tuyết cho Carter. Mạc Phàm nhíu mày, trầm giọng nói. Thần điện đã bắt Tiểu Tuyết một lần, bị hắn bắt gặp cứu Tiểu Tuyết. Bạch gia cũng biết chuyện này, vậy mà vẫn gả Tiểu Tuyết cho Carter. Tôi nghe cha tôi nói, thần điện hy vọng Carter và Tiểu Tuyết kết hôn, dùng Tiểu Tuyết giúp tên Carter chết tiệt kia ban ân lần hai. Sắc mặt An Hiểu Hiên khó coi nói. Ban ân lần hai sao? Trong chớp mắt sắc mặt Mạc Phàm như sương lạnh, hàn khí bức người, quả đấm cũng nắm chặt lại, gió lạnh thổi từ người hắn ra. Kiếp trước Lâm gia chia rẽ hắn và Tiểu Tuyết, Bạch gia vẫn luôn mặc kệ, nếu không phải Bạch gia có thái độ ngầm đồng ý, sao Tiểu Tuyết có thể gả cho Lâm Khuynh Thiên? Thống khổ cả đời. Một đời này, vậy mà Bạch gia coi Tiểu Tuyết là tế phẩm đưa cho thần điện. Hay cho một Bạch gia vô tình. Theo hắn biết, ban ân lần đầu tiên là phải hoàn thành khổ tu mới được. Ban ân lần thứ hai, thì cần hiến tế người thân nhất của mình, bình thường là cha mẹ, con cái, vợ. Tiểu Tuyết là thể chất thái âm, thuần khiết như độc giác thú trong thần thoại phương Tây, quả thật là tế phẩm rất tốt. Nhưng Bạch gia đối xử với Tiểu Tuyết như vậy, đúng là đáng chết. An Hiểu Hiên cảm nhận được tức giận trên người Mạc Phàm, sắc mặt cô lập tức thay đổi. Mạc Phàm, anh đừng tức giận cũng không có tác dụng gì,
tôi nghe nói là thần điện đề xuất yêu cầu, nếu Bạch Gia không tuân theo, sẽ diệt Bạch Gia. Cô biết Mạc Phàm đi Mạc Bắc, nếu không phải xảy ra chuyện như vậy, cô sẽ không gửi tin nhắn cho Mạc Phàm, bảo Mạc Phàm đến trường học. Đi thôi, chúng ta đến Bạch Gia một chuyến. Mạc Phàm thu lại sắc bén trong mắt, hờ hững nói. Không chỉ có thần điện muốn diệt Bạch Gia, hiện giờ hắn cũng muốn diệt Bạch Gia. Người phụ nữ hắn thích nhất, lại bị Bạch Gia coi thành công cụ cứu mạng. Hay chúng ta nói thẳng tin anh là Mạc Đại Sư cho Bạch Gia. An Hiểu Hiên nhíu mày, do dự một lát nói. Nếu Bạch Gia biết Mạc Phàm là Mạc Đại Sư, có lẽ sẽ hồi tâm chuyển ý, dù sao Bạch Gia sẽ không ngu xuẩn như thế. Bây giờ nói cho Bạch Gia cô cảm thấy có tác dụng sao, Bạch Gia có tin không? Mạc Phàm hơi nhếch miệng, cười lạnh lùng, hỏi ngược lại. Nếu là lúc trước, hắn nói thân phận của mình cho Bạch Gia, có lẽ Bạch Gia sẽ không cản Tuyết Nhi ở bên hắn. Hiện giờ, chỉ sợ biết xong sẽ ngược lại. Như vậy đi cũng không tốt lắm đâu. Trong mắt An Hiểu Hiên hiện lên vẻ lo lắng. Mạc Phàm đến Bạch Gia khó tránh khỏi xung đột, người nào bị thương đều khiến Tiểu Tuyết không vui. Một bên là người yêu, một bên khác là người nhà của mình. Biện pháp tốt nhất hiện giờ là đến Bạch Gia một chuyến. Mạc Phàm mở cửa xe, muốn lên xe. Kiếp trước hắn không thể ở bên Tiểu Tuyết, một đời này xem còn ai có thể cản trở hắn. Lâm Khuynh Thiên muốn đánh chủ ý với Tiểu Tuyết, đã bị diệt. Xem Bạch Gia và Thần Điện có bản lĩnh sống sót hay không. Nghĩ như vậy, hàn khí quanh hắn nhiều hơn. An Hiểu Hiên không khỏi dùng mình mấy cái, không nói gì nữa. Bọn họ vừa định lên xe đến Bạch Gia. Vù vù, vài bóng người như mũi tên nhọn nhoáng lên một cái, xuất hiện cách Mạc Phàm không xa, tạo thành một vòng tròn, vây quanh xe cùng với Mạc Phàm và An Hiểu Hiên. Cậu là Mạc Phàm, Mạc Đại Sư danh chấn Giang Nam sao? Trong đám người này, một người đàn ông cao cao gầy gầy đeo kính đen mặc áo gió bó sát, hai tay cho vào trong túi hỏi. Ngoại trừ anh ta ra, những người khác có nam có nữ, tuổi tác không lớn, thực lực cũng không mạnh, chỉ gần trúc cơ trung kỳ, nhưng đều mặc áo gió, trên mặt bọn họ đều là kiêu ngạo, giống như tài trí hơn người. Là tôi. Mạc Phàm nhíu mày, liếc mắt nhìn những người này một cái, vẫn đáp. Là cậu thì được rồi, chúng tôi là thành viên dự bị của Long Hoa Hội, không phải cậu không biết Long Hoa Hội đấy chứ. Một người đàn ông khác tóc dài, dáng vẻ lưu manh liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, khinh miệt nói. Ánh mắt anh ta nhìn Mạc Phàm, tựa như đang nhìn một con kiến. Long Hoa Hội. Nghe mấy chữ này, sắc mặt An Hiểu Hiên hơi đổi, liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái. Ồ, Long Hoa Hội được thành lập từ thời chiến tranh. Tuy danh tiếng không thể so với Hưng Trung Hội, Đồng Minh Hội những xã đoàn có tên trong sách lịch sử. Nhưng không phải vì xã đoàn không có danh tiếng, mà vì người không có danh tiếng sẽ không biết đến sự tồn tại của Long Hoa Hội. Phàm là người vào Long Hoa Hội, đều thành nhân vật nổi tiếng có tên trong sách lịch sử. Trái lại những xã đoàn khác có tên trong lịch sử, chỉ có một số nhân vật được lưu danh sử sách. Cho dù là hiện giờ, cũng có vô số đệ tranh giành tiến vào Long Hoa Hội. Chỉ cần trở thành thành viên của Long Hoa Hội, gần như đều trở thành đại quan biên giới thậm chí là đại lão thủ đô. Những người này là thành viên của Long Hoa Hội, cũng khó trách bọn họ kiêu ngạo như thế, không phải không có đạo lý. Long Hoa Hội đến tìm Mạc Phàm, trong chớp mắt cô nghĩ đến gì đó. Tôi không biết xã đoàn này, tôi chỉ biết có người trước khi chết, tự xưng là thành viên của Long Hoa Hội. Lông mày Mạc Phàm giãn ra, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt. Âu Dương Minh Nhật bị giết là thành viên của Long Hoa Hội, rõ ràng là không chỉ có nhà Wiki Nhật Quốc, phù thần giáo Thái Quốc còn có thứ thần gây sự với hắn, người của Long Hoa Hội cũng đến đây. Giang Nam đúng là náo nhiệt thật. Hắn nghĩ thầm. Mạc Phàm, cậu đừng có mà kiêu ngạo, cậu nghĩ rằng có chút thực lực, Hoa Hạ không thể trừng trị được cậu sao? Người đàn ông tóc dài nhíu mày, tức giận nói. Ở trong mắt anh ta, Mạc Phàm chỉ là một gã võ phu, cho dù là số một thiên hạ. Nhưng có thể đỡ nổi những vũ khí tiên tiến hay sao? Ném một quả lựu đạn ra, có thể khiến Mạc Phàm nổ thành mảnh nhỏ. Đối với Long Hoa Hội bọn họ mà nói, làm chuyện này chỉ là một câu chuyện. Phải biết rằng, đại lão một tỉnh đều vô cùng khách sáo với bọn họ. Mạc Phàm chỉ là một tên võ phu ở Hoa Hạ, vậy mà dám hung hãn trước mặt bọn họ như thế. Có ai trừng trị được tôi hay không tôi không biết, nhưng giết các người,
chỉ là chuyện một ý niệm trong đầu tôi. Mạc Phàm hờ hững nói. Đám người này nhìn hắn như con kiến, ở trong mắt hắn, đám người này còn không bằng con kiến. Mạc Phàm, cậu nói cái gì, cậu có dám nói lại lần thứ hai không? Người đàn ông tóc dài hơi ngẩn người, tức giận lại tăng lên nhiều. Mạc Phàm lắc đầu, chẳng muốn nói nhiều lời vô nghĩa với bọn họ. Ý niệm của hắn vừa động, một đạo khí binh lập tức xuất hiện trong tay hắn, sắc bén chỉ ý như luồng không khí lạnh thổi về phía đám người này. Tôi cho anh một phút đồng hồ, nói rõ ý đồ mình đến sau đó biến, hay tôi giết tất cả các người. Âu Dương Minh Nhật là thành viên chính thức của Long Hoa Hội đều bị hắn chém, vậy mà một đám thành viên dự bị cũng dám hung hãn ở trước mặt hắn, đúng là không biết trời cao đất rộng, bọn họ cho rằng kiếm của hắn không đủ sắc bén sao. Trường kiếm vừa xuất hiện, sắc mặt năm người thay đổi. Sắc mặt người thanh niên tóc dài kia trắng bệch, lập tức im miệng. Không phải anh ta không muốn nói, chỉ là kiếm khí của Mạc Phàm vừa xuất hiện, rõ ràng cách hơn ba thước, anh ta đã có cảm giác kiếm khí vô cùng sắc bén để ngang cổ anh ta. Chỉ cần anh ta dám nói một chữ, sẽ bị cắt đứt yết hầu, máu tươi giàn giụa. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Một lát sau, bầu không khí này mới được người đàn ông đeo kính phá tan. Người đàn ông đeo kính tháo kính xuống, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra tươi cười anh tuấn. Tôi tên là Lam Phi, tính tình của Nguyên Kiệt không tốt lắm, Mạc tiên sinh chớ trách. Lam Phi nho nhã lễ độ nói. Anh còn 50 giây. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Lam Phi nhíu mày, trong mắt lộ ra chút không vui. Nếu Mạc tiên sinh cứ gấp như vậy, vậy tôi cũng không quanh co lòng vòng nữa. Đây là thiệp mời của Long Hoa Hội chúng tôi, mời Mạc tiên sinh đến thủ đô một chuyến, chữa bệnh cho Dạ Tình Thiên Kim của hội trưởng Long Hoa Hội chúng tôi. Lam Phi lấy một thiệp mời từ trong túi ra, đưa cho Mạc Phàm. Đương nhiên nếu Mạc tiên sinh có thể sống sót dưới tay Vạn Thiên Tuyệt và nhiều thế lực khác, nếu không. Lam Phi cười mỉa nói thêm một câu. Tuy anh ta còn chưa nói xong, nhưng ý đã vô cùng rõ ràng. Lam Phi vừa nói câu này, mấy người xung quanh đều cười mỉa. Vạn Thiên Tuyệt xuất quan là bí mật với rất nhiều người, nhưng không là bí mật gì với Long Hoa Hội bọn họ. Khi Mạc Phàm chưa trêu chọc đại địch, Long Hoa Hội bọn họ không tính là gì. Mạc Phàm hiện giờ, có khả năng không có cơ hội nhận chế tài của Long Hoa Hội bọn họ. Bởi vì Mạc Phàm không có khả năng sống sót dưới tay Vạn Thiên Tuyệt. An Hiểu Hiên chau mày, vô cùng buồn bực. Một ca tơ vương tử thần điện đã đủ phiền phức, vậy mà Vạn Thiên Tuyệt cũng xuất quan rồi. Lần này, Mạc Phàm không quan tâm đến câu nói lúc sau của Lam Phi. Lực chú ý của hắn đều tập trung vào hai chữ Dạ Tình. Có phải cha Dạ Tình tên là Dạ Vô Nhai hay không? Không sai, Mạc tiên sinh quen Dạ đại tiểu thư sao? Lam Phi gật đầu, nghi ngờ cười nói. Người có thể khiến bọn họ tới Giang Nam mời Mạc Phàm, chỉ có Dạ Tình con gái của Dạ Vô Nhai, mỹ nữ số một thủ đô. Chắc chắn cậu ta biết Dạ tiểu thư, chỉ là Dạ tiểu thư không biết cậu ta mà thôi. Nguyên Kiệt người đàn ông tóc dài châm chọc khiêu khích nói. Dạ Tình Dạ đại tiểu thư, không nói đến thủ đô, cho dù ở Hong Kong Đài Loan đều vô cùng nổi danh, phàm là nhà giàu có không ai không biết Dạ Tình. Mạc Phàm cười lạnh lùng, không nói gì thêm, nhưng trong mắt chớp lóe chút cảm xúc. Hắn không ngờ sẽ gặp được Dạ Tình nhanh như vậy. Kiếp trước, hắn bị Lâm Khuynh Thiên khiến nhà tan cửa nát, dưới cơn phẫn nộ, hắn cầm một dao đi ám sát Lâm Khuynh Thiên. Có ai ngờ tới Lâm Chấn Sơn vệ sĩ của Lâm Khuynh Thiên thực ra là Tiên Thiên Tông Sư, ngay cả một cọng lông tơ của Lâm Khuynh Thiên hắn cũng không động đến được, đã bị Lâm Chấn Sơn đánh ngã xuống đất. Lâm Khuynh Thiên không giết hắn, sau khi đùa giỡn hắn một phen, thì đi qua người hắn. Lâm Chấn Thiên cũng đi qua người hắn, nhưng khi Lâm Chấn Sơn dẫm qua, đã âm thầm vận nội lực đạp nát hai mắt cá chân của hắn. Hắn đau đớn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì nằm trong phòng tổng thống khách sạn 5 sao ở tỉnh Giang Nam. Trên mắt cá chân của hắn cũng được đắp thuốc, không lâu sau mắt cá chân của hắn khôi phục như người bình thường. Người cứu hắn sau khi hôn mê, là Dạ Tình đại tiểu thư nhà giàu có ở thủ đô. Khi hắn nhìn thấy Dạ Tình lần đầu tiên, cũng bị xinh đẹp của Dạ Tình dọa sợ ngây người. Cô u buồn, tinh xảo, quyến rũ, cao nhã như tinh linh ban đêm, cũng có tịnh lệ, phóng khoáng. Cao quý, ấm áp của nữ thần mặt trời. Hai phong cách hoàn toàn khác biệt kết hợp với nhau, lại hoàn mỹ khiến người ta không tìm ra được khuyết điểm.
Dạ Tình không chỉ chữa trị mắt cá chân của hắn, còn giúp đỡ hắn không ít. Lúc ấy Dạ Tình mắc một căn bệnh kỳ lạ, đã vô cùng nghiêm trọng, thường xuyên vì đau đớn mà thức trắng đêm lăn lộn trên giường. Đến bây giờ hắn vẫn còn có thể nhớ rõ khi Dạ Tình phát bệnh, rõ ràng đau đớn đến mức mặt đầy mồ hôi, vậy mà vẫn nở nụ cười. Nhưng lúc đó hắn tay trói gà không chặt, càng không biết chút y thuật, chỉ có thể nhìn Dạ Tình cười kiên cường, cộng thêm an nguy và cổ vũ cô. Hắn vốn định giải quyết chuyện Giang Nam, thì đến thủ đô tìm Dạ Tình chữa khỏi căn bệnh kỳ lạ của cô. Không ngờ cha Dạ Tình lại là hội trưởng của Long Hoa Hội đã tìm tới cửa. Long Hoa Hội mời hắn, tuyệt đối không đơn giản là nhờ hắn chữa bệnh cho Dạ Tình như vậy, chắc chắn còn giải quyết chuyện Âu Dương Minh Nhật bị giết. Trong mắt hắn chớp lóe ánh sáng lạnh, một tay vươn ra, thiệp mời kia lập tức bay vào trong tay hắn. Nói với người của Long Hoa Hội các anh, tôi nhất định sẽ đến thủ đô, bảo bọn họ đợi đi. Đợi hắn giết Vạn Thiên Tuyệt, giải quyết chuyện ở Giang Nam, nhất định sẽ đến thủ đô, xem Long Hoa Hội có thể làm gì hắn. Vậy chúng tôi không chậm trễ thời gian của Mạc Tiên Sinh nữa, Long Hoa Hội chúng tôi sẽ ở thủ đô đợi Mạc Tiên Sinh đại giá. Mắt Lam Phi hơi nheo lại, cười quỷ dị nói. Giang Nam là địa bàn của Mạc gia, đợi Mạc Phàm đến thủ đô rồi nói sau. Dám giết thành viên của Long Hoa Hội, không dễ giải quyết như vậy đâu, cho dù là Lâm Thiên Nam cũng không được, Lam Phi muốn dẫn những người khác rời đi, giọng nói của Mạc Phàm lại vang lên. Đợi một chút. Đám Lam Phi nhíu mày, dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc tiên sinh còn gì phân phó sao? Anh cầm phương thuốc này đưa cho Dạ Tình, bảo cô ấy tìm bác sĩ bốc theo phương thuốc, mới có thể giảm bớt chứng bệnh của Dạ Tình. Mạc Phàm lấy một ngọc giản ra, khắc một phương thuốc vào bên trong, ném cho Lam Phi. Phải một thời gian nữa hắn mới tới thủ đô, nếu gặp được người có quan hệ với Dạ Tình, tất nhiên không thể để Dạ Tình đau đớn tiếp. Bệnh của Dạ Tình cũng rất phiền phức ở tu chân giới, khi hắn ở tu chân giới đã tìm kiếm rất nhiều sách thuốc, mới tìm được phương pháp chữa trị. Phương thuốc này không thể chữa trị, nhưng có thể khiến Dạ Tình không phải chịu đau đớn nữa. Đợi hắn đến thủ đô, giúp Dạ Tình chữa khỏi cũng không muộn. Lam Phi nhận lấy ngọc giản kia, trên mặt hiện lên chút bất ngờ. Anh ta tưởng rằng Mạc Phàm sẽ giữ bọn họ lại, muốn gây khó dễ cho bọn họ một phen. Có ai ngờ là bảo bọn họ mang phương thuốc về cho Dạ Tình. Được, tôi nhất định sẽ đưa cho Dạ tiểu thư, nhưng Dạ tiểu thư có phục dùng hay không, tôi cũng không biết, dù sao Dạ tiểu thư không uống thuốc của bất cứ ai đưa, nhất là người xa lạ. Anh chỉ cần đưa là được, những chuyện khác anh đừng xen vào, nhưng nếu anh không đưa, đợi tôi đến thủ đô sẽ không còn người tên Lam Phi, anh bình tĩnh hơn bọn họ một chút, hẳn là không hoài nghi tôi sẽ làm được chuyện này. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Lam Phi nắm chặt tay, sắc mặt rất khó coi. Mạc Phàm có thể giết bọn họ, quả thật giết anh ta không có vấn đề gì. Rất nhanh anh ta buông lỏng tay ra. Mạc tiên sinh yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa phương thuốc cho Dạ tiểu thư, hy vọng có thể gặp lại Mạc tiên sinh ở thủ đô. Lam Phi nghiến răng nói. Nói xong anh ta dẫn những người khác rời đi, trong mắt xuất hiện ánh sáng lạnh. Mạc Phàm dám nhục nhã anh ta như thế. Đó là đang nhục nhã Long Hoa Hội bọn họ, đợi Mạc Phàm còn sống đến thủ đô sẽ khiến Mạc Phàm đẹp mặt. Đợi coi. Mạc Phàm chỉ cười khẽ, không để ý đến đám Lam Phi, cũng không ngồi xe rời đi. Hắn liếc mắt nhìn xung quanh một cái, dưới chân vừa động liền đến trên biệt thự của Tiểu Tuyết và An Hiểu Hiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 35.